ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 261, lấy độc trị độc, quái vật bị Chu Văn đâm trúng một thương, lần nữa bạo làm đầy trời hắc thủy phun tung tóe, Chu Văn vội vàng triệu hoán sủng vật ra để ngăn cản, hắn sủng vật của nó đều không khác mấy chiến chết sạch, Chu Văn nắm sức chiến đấu rất yếu hắc ám y sư kêu gọi ra, cản ở phía trước, chặn những hắc thủy đó, nguyên bản Chu Văn coi là hắc ám y sư sẽ bị miễu sát, có thể là ai biết hắc ám y sư thân thể mặc dù bởi vì virus quan hệ mà biến thành đen tuy nhiên lại không có lập tức chết đi chỉ thấy hắc ám y sư sử dụng một loại nào đó kỹ năng một cái tay bên trong xuất hiện một cái ống kim hắn nắm ống kim vậy mà nhắm ngay cánh tay của mình sau đó đâm đi vào chu văn chỉ thấy ống kim bên trong chất lỏng bị đẩy vào bên trong thân thể của hắn tiếp xuống liền không có thời gian lại nhìn quái vật kia lại ngưng tụ thành hình Công kích lần nữa đi qua, Chu Văn cẩn thận đỏ sức trong chốc lát, lại dần dần rơi vào hạ phong, lúc này phát hiện Hắc Ám Y sư vậy mà xông lại hỗ trợ chiến đấu, trên tay hắn giao giải phẫu lập lòe tinh tế đao mang, mặc dù không có tác dụng gì, tuy nhiên lại nhường Chu Văn hơi kinh ngạc, liền tam nhãn kim cương lực sĩ cùng kim tinh giáp thú bị Hắc thủy dính vào về sau. Đều sẽ ngăn cản không nổi cái kia kinh khủng độc tố coi như hóa thành áo giáp cũng sẽ bị ăn mòn, hắc ám y sư thể chất còn không bằng kim cương lực sĩ cùng kim tinh giáp thú, hắn dính đen nước sau lại còn có thể sống, mà lại lúc này mới không có bao lâu thời gian, vậy mà lại sinh long hoặc hổ, hoặc nhìn như là hoàn toàn không có nhận qua thương một dạng, Chu Văn không là quái vật đối thủ. Rất nhanh liền bị buộc lại mạnh hơn đi ngăn trở quái vật trên thân phun tung tóe ra hắc thủy lần này Chu Văn lại đem hắc ám y sư triệu hoán tới giúp hắn ngăn cản, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, hắc ám y sư lần này trở nên càng mạnh mẽ hơn, thân dính hắc thủy, cũng chỉ là dính vào địa phương có chút biến thành màu đen, mà những cái kia biến thành màu đen địa phương, chỉ chốc lát sau liền khôi phục huyết sắc. Trừ huyết nhục bị ăn mòn ra vết thương bên ngoài, vậy mà không có có nhận đến virus tổn thương, cái này khiến Chu Văn cảm giác vô cùng kỳ lạ quái vật kia trên người hắc thủy mặc dù có mạnh mẽ tính ăn mòn, thế nhưng tính ăn mòn lại không đủ để trí mạng, Chu Văn còn có biện pháp có khả năng đối phó, có thể là cái kia hắc thủy bên trong mang virus, lại làm cho Chu Văn cũng không cách nào phòng ngự. Trên cơ bản mỗi lần đều là bị virus giết chết, hắc ám y sư vậy mà bỏ qua virus, mà lại đối với hắc thủy ăn mòn lực lượng, tự hồ cũng có rất không tệ kháng tính, Chu Văn bởi vì quá mức kinh ngạc, hơi hơi đi xuống thần, cũng bởi vì lần này thất thần, quái vật kia trên thân bắn tung tóe ra hắc thủy, liền có một giọt rơi ở trên người hắn, người tí hon màu đỏ ngòm thân thể lập tức nổi lên khói đen. Mà lại khói đen đang ở tốc độ cao mở rộng, Chu Văn trong lòng thầm kêu không ổn, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi hắc ám y sư dùng ống kim đâm chính hắn một màn kia, trong lòng lập tức khẽ động, hắc ám y sư sử dụng lấy độc trị độc kỹ năng. Chu Văn đối hắc ám y sư ra lệnh, hắc ám y sư không chút do dự thi hành chu văn mệnh lệnh, trong tay xuất hiện một nhánh ống kim, sau đó đối người tí hon màu đỏ ngòm thân thể liền đâm xuống. Đem bên trong nọc độc tiêm vào đến người tí hon màu đỏ ngòm bên trong thân thể, chu văn lập tức cảm giác được có một cổ khiến cho hắn rút gân cảm giác đau đớn hướng về toàn thân khuếch tán. Có thể là cái kia cảm giác đau đớn lại giảm bớt quái vật vi rút ở trên người hắn lan tràn tốc độ, nhưng Chu Văn không có giống trước đó một dạng cấp tốc chết đi vậy mà thật có hiệu quả chu văn cũng là tạm thời thử một lần không nghĩ tới hữu dụng như vậy mặc dù đau dữ dội nhưng hắn xác thực không có chết đi bất quá những cái kia độc tố cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản được virus nhưng virus không tại bên trong thân thể của hắn khuếch tán mà thôi virus cũng không có bị thanh trừ hết xem ra hắc ám y sư không sợ virus trừ hắn lấy độc trị độc kỹ năng bên ngoài bản thân hắn thể chất cùng mệnh cách hẳn là cũng có tác dụng rất lớn chu văn lại kiên trì trong chốc lát lại một lần bị hắc thủy phun trúng trong cơ thể virus vượt qua hắc ám y sư cho hắn tiêm vào độc tố cái kia virus lại bắt đầu khuếch tán chu văn vội và nhường hắc ám y sư lại cho hắn tới một cái lấy độc trị độc cho hắn tiêm vào càng nhiều nọc độc kết nối tiêm vào hai chi lần nọc độc chu văn trong cơ thể virus mới lại bị ổn định có thể là hắc ám y sư tiêm vào cái chủng loại kia độc tố, đối với thân thể kích thích tính rất lớn, nhưng Chu Văn cảm giác toàn thân giống như là kim đâm một dạng thống khổ, suýt nữa không có đứng vững té lăn trên đất, cuối cùng người tí hon màu đỏ ngòm vẫn là bị giết chết, cũng không là quái vật vặn rơi xuống đầu của hắn, mà là sau này lại lây dính một chút hắc thủy. Lần nữa tiêm vào độc tố về sau, người tí hon màu đỏ ngòm thân thể chống đỡ không nổi hỏng mất xem ra lấy độc trị độc cũng không phải một mực có ích, độc tố tiêm vào vượt qua lượng nhất định về sau, liền sẽ đối thân thể hình thành thương tổn cực lớn. Chu Văn hơi có chút thất vọng, còn tưởng rằng tìm được đối phó quái vật phương pháp, hiện tại xem ra chẳng qua là thời gian ngắn ức chế mà thôi. Đến là hắc ám y sư, đối với virus kháng tính tự hồ càng ngày càng cao, vậy mà có khả năng bỏ qua huyết vũ cùng quái vật virus, chỉ tiếc hắn vẫn là truyền kỳ cấp chiến đấu kỹ năng lại thiếu, hoàn toàn không phải quái vật đối thủ, rất dễ dàng liền bị quái vật vặn hạ đầu, bằng không dùng năng lực của hắn, vừa vặn có khả năng khắc chế loại quái vật này, Hắc Ám Y sư vốn chính là cấp độ sử thi. Chỉ là bởi vì Chu Văn tại ấp thời điểm, tự thân nguyên khí không đủ, mới khiến cho hắn ngã rơi xuống truyền kỳ cấp, hắn tiến hóa đến thành thục thể thời điểm, nói không chừng liền có thể khắc chế quái vật kia, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể là Chu Văn cũng biết, Hắc Ám Y sư một chốc ở giữa, căn bản không có khả năng tiến hóa làm thành thực thể, Hắc Ám Y sư năng lực. Nhưng Chu Văn nhiều một chút cùng quái vật Chu Toàn vốn liếng, liền là cái kia lấy độc trị độc kỹ có thể khiến người ta quá thống khổ, tim vào về sau nội tạng giống như là bị kim đâm một dạng đau, bình thường người hết sức khó chịu đựng ở, tim vào mấy lần nọc độc về sau, Chu Văn lại phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Hắc Ám Y sư lấy độc trị độc kỹ năng. Tự hồ đối với virus khắc chế càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu Chu Văn Lây dính một lượng giọt hắc thủy, liền cần tiêm vào một ống nọc độc mới có thể ngăn cản được xâm lấn virus. Có thể là không có mấy lần về sau, Chu Văn liền phát hiện Hắc Ám Y sư dùng rất ít nọc độc, liền có thể khắc chế virus, mà lại khắc chế hiệu quả càng ngày càng tốt, hắn đang trưởng thành. Nơi này virus nhường Hắc Ám Y sư tại tốc độ cao trưởng thành. Chu Văn lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chu Văn ý thức được này một lúc thời điểm, có ý thức nhường hắc ám y sư tiếp xúc đến càng nhiều độc tố, ở khắp mọi nơi mưa máu, quái vật trên người hắc thủy, này chút cũng có thể trở thành hắn chất dinh dưỡng, theo hắc ám y sư tiếp xúc độc tố càng ngày càng nhiều, hắn đối với virus kháng tính liền càng ngày càng cao, ngoại trừ tố chất thân thể theo không kịp quái vật bên ngoài. Đến đằng sau đã có khả năng bỏ qua quái vật virus, mà lại hắn lấy độc trị độc cũng càng ngày càng có hiệu quả, cái này sinh ra một loại hậu quả, người tí hon màu đỏ ngòm chỉ lây dính mấy giọt hắc thủy, kết quả hắc ám y sư một châm xuống tim vào nọc độc nhiều lắm, người tí hon màu đỏ ngòm bị hắc ám y sư độc tố cho độc chết, sau khi chết lần nữa đi vào trước mặt quái vật. Hắc ám y sư lại giúp đỡ Chu Văn chặn một đoàn hắc thủy, hệ thống lại đột nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở, hắc ám y sư đi đến trưởng thành yêu cầu, tiến hóa làm thành thuộc thể theo hệ thống nhắc nhở hắc ám y sư trên thân phát sinh biến hóa kỳ dị từng đạo màu trắng ánh sáng sợi theo trên người hắn tản ra cái kia bộ màu trắng y sinh bào cũng theo ánh sáng sợi bay lên trên thân bột phát ra khí tức kinh khủng chương 262 trở lại sử thi ánh sáng sợi tại hắc ám y sư trên thân bay lên ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ làm một cái bóng mờ bộ dáng y sinh cái bóng chính là chu văn trước kia thấy qua linh hồn y sinh mệnh hồn thấy quái vật lần nữa xông lại hắc ám y sư trong tay dao giải phẫu dương lên linh hồn y sinh cũng chuyển động theo nắm ánh sáng chỗ ngưng tụ thành dao giải phẫu trong chốc lát đâm vào quái vật trên thân quái vật nguyên bản chạy như điên thân thể giống như là bị đinh trụ đầu ở chỗ đó không động đậy chu văn mừng rỡ trong lòng hiểu rõ hắc ám y sư đã trở lại cấp độ sử thi hắn cuối cùng có một cái có thể dùng tại chiến đấu cường lực đã thủ, bành, có thể là quái vật thân thể lại hóa thành hắc thủy nổ tung, linh hồn y sinh đinh trụ thân thể của hắn giao giải phẫu bóng mờ lập tức mất đi tác dụng. Bất quá quái vật hắc thủy dính tại hắc ám y sư trên thân lại là một chút tác dụng cũng không có, lần nữa ngưng tụ thành quái vật, trong chốc lát đến hắc ám y sinh sau lưng, hắn mong muốn ỉ vào tốc độ ưu thế nắm hắc ám y sư đầu vặn xuống tới, có thể là hắc ám y sư tiến hóa đến cấp độ sử thi, tốc độ hoàn toàn không chậm hơn hắn, thân hình hơi hơi lóe lên, liền tránh qua. Tránh né hai tay của hắn, đồng thời trong tay trái dao giải phẫu tốc độ cao chớp động, tại quái vật kia trên thân không ngừng lấp lánh cắt chém, chẳng qua là chớp mắt thời gian, dao giải phẫu liền đem quái vật thân thể cắt chém thành mấy khối, có thể là quái vật thân thể nhưng căn bản không bị ảnh hưởng, rất nhanh lại dung hợp làm một, lần nữa hướng hắc ám y sư nhào tới. Hai cái cấp độ sử thi sinh vật đại chiến, Chu Văn phản mà trở thành người đứng xem, thừa dịp thời gian này, Chu Văn nhìn thoáng qua tiến hóa sau hắc ám y sư tư liệu, hắc ám y sư, cấp độ sử thi, mệnh cách, hoàng kim tay trái, mệnh hồn, linh hồn y sinh, lực lượng 27, tốc độ 40, thể phách 29, nguyên khí 39, kỹ năng thiên phú, giao giải phẫu lấy độc trị độc, thấu thị chi quan. Phối hợp trạng thái, hồn, cùng trước kia cấp độ sử thi hắc ám y sư thuộc tính biến có chút không giống, bốn loại thuộc tính cơ sở đều có chỗ tăng lên, bất quá y nguyên vẫn là dùng tốc độ cùng nguyên khí làm chủ thuộc tính, điểm này biến hóa không lớn, biến hóa lớn nhất chính là phối hợp trạng thái, trước kia hắc ám y sư không có phối hợp trạng thái, bây giờ lại có phối hợp trạng thái, mà lại Chu Văn không biết rõ hồn này loại phối hợp trạng thái đến cùng là cái gì. Chu Văn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên thấy hắc ám y sư hai mắt phóng xạ ra kỳ dị chùm sáng, linh hồn y sinh cũng giống vậy hai mắt tỏa ánh sáng, bốn chùm ánh sáng chiếu xạ tại quái vật trên thân, đè lên nhau như là đèn tự quang, nắm quái vật thân thể chiếu sáng như tuyết, cái kia ánh sáng cũng không có lực sát thương. Chu Văn biết cái kia hẳn là là hắc ám y sư thấu thị chi quan kỹ năng, chẳng qua là hắn cũng không biết hắc ám y sư kỹ năng này tác dụng đến cùng lớn đến bao nhiêu một giây sau chỉ thấy hắc ám y sư chuyển động tay trái nắm tay thuật đao như là làm ảo thuật một dạng biến mất nhanh không thể tưởng tượng nổi để cho người ta cơ hồ không nhìn thấy dao giải phẫu di chuyển quỷ tích trên không bay nhào mà đến quái vật bị hắn một đao đâm trúng phần eo lần này quái vật không có nổ tung biến thành hắc thủy Chu Văn phản phất nghe được có đồ vật gì tại hắn trong cơ thể phá toái, một giây sau, quái vật kia lui về phía sau mấy bước, thân thể bịch một tiếng nổ tung, biến thành đầy đất hắc thủy, chẳng qua là lần này, hắn không thể lần nữa trùng sinh. Mà là dần dần dung nhập vào đại địa trong vũng bùng, chỉ có một khỏa kết tinh lưu lại, trong trò chơi cũng nhảy ra một nhóm nhắc nhở, giết chết cấp độ sử thi sinh vật quỷ quái, phát hiện thứ nguyên kết tinh. Chuyện của tôi vn có thể là chu văn thấy rõ ràng trên mặt đất kết tinh tên lại là không khỏi hơi ngẩn ra khối kia thứ nguyên kết tinh cùng chu văn trước kia thấy qua cũng khác nhau màu đen kết tinh một khối nho nhỏ ở trong game nhìn không ra đến cùng có bao lớn đoán chừng cũng là cùng trứng chim cút không sai biệt lắm chẳng qua là tên của nó lại có chút cổ quái độc tố kết tinh 7. chu văn nhường người tí hon màu đỏ ngòm nhặt lên virus kết tinh trò chơi hệ thống lập tức nhắc nhở có hay không hấp thu, Chu Văn lựa chọn hấp thu, rất nhanh liền có một cổ kỳ dị lực lượng dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Sau đó Chu Văn nhìn thoáng qua người tí hon màu đỏ ngòm thuộc tính, phát hiện nó thuộc tính đã theo nguyên bản bốn loại biến thành năm loại, mới tăng một loại thuộc tính liền là độc tố, trị số cũng đúng lúc là thất, Chu Văn đối với cấp độ sử thi đồ vật không hiểu nhiều, không biết này có tính không như người bình thường cũng không biết độc tố thuộc tính có làm được cái gì. Bất quá rất nhanh Chu Văn liền phát hiện, có được 7 giờ độc tố thuộc tính về sau, hắn xác thực đạt được chỗ tốt không nhỏ, bởi vì hắn vậy mà có khả năng trực tiếp tiếp nhận huyết vũ xối ở trên người, mà không có bị độc tố biến thành phong tử, xem ra độc tố thuộc tính để cho ta có được không sai virus kháng tính, bất quá này loại kháng tính rốt cuộc mạnh cỡ nào. Còn cần tiến một bước thí nghiệm. Chu Văn hiện tại tâm tình tốt đẹp, mang theo hắc ám y sinh tiếp tục đi lên phía trước, hắn đã tại đây bên trong làm trễ nải quá nhiều thời gian, nhất định phải mau sớm chạy tới di tích, đi hơn một dặm đường, đằng trước lại xuất hiện một cái quái vật thân ảnh, Chu Văn vốn cho là vẫn là quỷ quái, có thể là nhìn kỹ, lại là không thích hợp. Tới quái vật cũng không là quỷ quái, mà là một đầu thoạt nhìn vô cùng quái dị sinh vật, cái kia sinh vật đầu lớn lên giống như là dao long, trên đầu không có sừng, thân thể lại giống như là sư tử, cái đuôi vừa giống như là cá sấu, trên thân cũng mọc đầy cá sấu một dạng da, Chu Văn lập tức trong lòng hơi động, trước đó giết một con kia là quỷ quái, này một đầu sẽ không phải là yêu ma quỷ quái bên trong si A. Yêu ma quỷ quái cái từ này tại đông khu hết sức phổ biến, coi như không biết bốn chữ này, bình thường đông khu người cũng biết cái từ này là hình dung muôn hình muôn vẻ người xấu mà bốn chữ này đều là quỷ chữ bên cạnh bản ý chỉ liền là đủ loại quỷ quái theo chu văn biết yêu ma quỷ quái bốn chữ nhưng thật ra là đại biểu cho ba loại quỷ quái quỷ quái liền là trong truyền thuyết ôn dịch chi quỷ còn có truyền thuyết hắn là thượng cổ ngũ đế một trong chuyên hút con thứ ba từng chết chìm tại trong nước truyền thuyết mặc dù chỉ là truyền thuyết không thể coi là thật bất quá nếu nơi này xuất hiện quỷ quái như vậy trước mặt này một con quái dị sinh vật nói không chừng liền là yêu ma quỷ quái bên trong si bởi vì trong truyền thuyết mị là một loại núi dày đặt bên trong quỷ là một tinh, cùng trước mặt quái vật hình ảnh không hợp mà si thì là một loại thú loại quỷ còn có truyền thuyết nó là chính sinh cửu tử một trong đến là cùng trước mặt quái vật có mấy phần ăn khớp bất quá đây đều là truyền thuyết cùng trước mắt cái này thứ nguyên sinh vật chưa hẳn là một chuyện chu văn cũng chính là như vậy tưởng tượng mắt thấy quái vật kia lao đến Chu Văn mệnh lệnh hắc ám y sư xông tới, linh hồn y sinh cũng ngưng tụ ra quan chi dao giải phẫu, lập lòe rét trăm trăm ánh sáng, trực tiếp hướng về quái vật trên thân đâm tới, trống. Quái vật đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, trên thân bột phát ra màu đen hào quang, vậy mà hóa thành một cái hắc long hình dáng mệnh hồn, không đợi linh hồn y sinh có phản ứng, trực tiếp một ngụm liền đem nó nuốt xuống. A. À, hắc ám y sư kêu thảm một tiếng, bị cường giả thôn vệ mệnh hồn, loại đau khổ này như là moi tim móc lá gan, quái vật thừa dịp hắc ám y sư thống khổ thời điểm, đột nhiên nhào lên, một ngụm nắm hắc ám y sư cũng cho nuốt xuống, chu văn thao túng người tí hon màu đỏ ngòm, một cái quỷ bộ đi tới quái vật sau lưng, bá vương thương đột nhiên đâm hướng cái hông của nó xương sườn mềm. Có thể là bá vương thương còn không có đâm trúng quái vật eo, chỉ thấy cái kia hắc long mệnh hồn há miệng đối người tí hon màu đỏ ngòm phun một cái, Màu đen hơi khói giống như là núi lửa phun trào, bao phủ hướng về phía người tí hon màu đỏ ngòm thân thể. Chương 263, chiến trường di tích, Chu Văn không nói hai lời, nắm chính mình âm dương tử khí linh đang kêu gọi ra, nắm trong tay nhắm ngay cái kia đạo màu đen hơi khói, mãnh liệt màu đen hơi khói giống như là bị rút đi, đều tràn vào âm dương tử khí linh đang bên trong, trong chớp mắt bị hút một sạch sẽ, quái vật kia tự hồ có chút nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra một đôi quái nhãn trừng mắt âm dương tử khí linh đan. Chu Văn cầm lấy chuông lục lạc, đối quái vật kia lại lắc lắc, chuông lục lạc bên trong lập tức tuôn ra phô thiên cái địa màu đen hơi khói, lập tức bọc lại quái vật thân thể, khói đen dính vào nó vẫy trên da, lập tức thẩm thấu đi vào, quái vật kia chớp mắt, thẳng tắp ngã trên mặt đất, ta đi, này khói đen bá đạo như vậy sao? Liền quái vật kia chính mình cũng cho độc chết. Chu Văn trong lòng khiếp sợ, có thể là nhìn kỹ mới phát hiện, quái vật kia cũng chưa chết đi, chẳng qua là ngủ thiếp đi, quái vật ngủ thiếp đi, nó mệnh hồn cũng tự hồ mất đi khống chế, liền trôi nổi tại đỉnh đầu của nó không nhúc nhích, mắt thấy cơ hội tốt như vậy, chu văn chỗ nào có thể bỏ lỡ, nắm bá vương thương liền xông tới, một thương đâm vào quái vật phần bụng, không gì không đánh được kỹ có thể phát huy tác dụng. Mũi thương trực tiếp thọc đi vào, tại quái vật phần bụng mở một cái lỗ hổng máu đen lập tức chảy đầy đất, cũng không biết cái kia khói đen đến cùng là cái gì lực lượng, bị thọc lớn như vậy một cái lỗ hổng, chảy nhiều máu như vậy, quái vật vậy mà không có chút nào một điểm phản ứng, y nguyên đảo ở nơi đó vù vù ngủ say, nhưng Chu Văn âm thầm kinh hãi, Chu Văn đương nhiên sẽ không cùng nó nói cái gì lòng từ bi. Một thương lại một thương đâm đi qua, trọn vẹn thọc 17-18 súng, quái vật kia cuối cùng bị hắn giết chết, cái kia Hắc Long Mệnh Hồn cũng theo đó phá toái, trong trò chơi nhảy ra nhắc nhở, giết chết cấp độ sử thi sinh vật si, phát hiện thứ nguyên kết tinh, Chu Văn thấy cái kia tuôn ra tới thứ nguyên kết tinh là một cái lực lượng 32 kết tinh, mặc dù thuộc tính đối Chu Văn tới nói rất cao. Nhưng là bây giờ Chu Văn cực hạn chỉ có 21, lại cao hơn cũng vô dụng, hấp thu 32 điểm lực lượng kết tinh, nhưng Chu Văn cảm giác lực lượng dồi dào, lúc trước cảm giác mệt nhọc quét sạch sành sanh. Thế nhưng lực lượng thuộc tính cũng không có gia tăng, vẫn là 21 điểm, nếu quỷ quái cùng si đều xuất hiện, hẳn là còn sẽ có mị mới đúng, cũng không biết mị là dạng gì sinh vật. Chu Văn lúc này lại nổi lên lòng hiếu kỳ, bất quá hắn còn không có nhàm chán đến cố ý đi tìm tìm mị, một đường dội huyết vũ hướng di tích phương hướng mà đi, không bao lâu lại gặp một đầu quỷ quái, có hắc ám y sư có khả năng khắc chế nó, đến là giết rất nhẹ nhàng chỉ là không có lại tuôn ra độc tố kết tinh, chỉ phát nổ một cái bình thường tốc độ kết tinh. Đối Chu Văn hiện tại tới nói không có tác dụng gì, một đường phóng tới di tích, quả nhiên gặp mấy cái quỷ quái cùng si, bất quá lại không nhìn thấy mị cái bóng, cũng không có lại tuôn ra cái gì có ít đồ tốt, khổ chiến một đêm, Chu Văn cuối cùng đi tới địa đồ sở tiêu nhớ di tích vị trí, nhìn cách đó không xa huyết vũ bên trong đứng vững tàn đoạn thạch trụ cùng một chút vách đá. Chu Văn không có vội vã nhường người tí hon màu đỏ ngòm đi qua, mà là cầm lấy an sinh trước đó phát tư liệu lại nhìn kỹ một lần, căn cứ trong tư liệu nói, sau này liên bang lại phái mấy đám người đến di tích nơi này tìm kiếm Âu Dương Đình chờ một nhóm người hạ lạc, có thể là khi bọn hắn đi vào di tích về sau, liền sẽ không hiểu thấu chết đi, liền cấp độ sử thi cường giả cũng không ngoại lệ. Đến nay còn không tìm ra nguyên nhân, cũng cũng là bởi vì dạng này, bọn hắn cảm thấy lão hiệu trưởng đám người hẳn là đều đã chết ở bên trong cũng không có lại phái người đi nghỉ cách cứu viện mãi đến an gia thu đến tin tức chạy đến chu văn xa xa quan sát những cái kia di tích mong muốn tìm ra dấu vết để lại có thể là phía trên đều là một chút thượng cổ ký hiệu hắn căn bản xem không hiểu lại thế nào xem cũng nhìn không ra mánh khóe vẫn là chỉ có thể lấy mạng đi dò đường chu văn triệu hồi ra hắc ám y sư cùng quỷ tân nương lại thêm tam nhãn kim cương lực sĩ cùng kim tinh giáp thú cùng một chỗ tiến vào di tích, mà người tí hon màu đỏ ngòm thì lưu tại bên ngoài, kim cương lực sĩ cùng kim tinh giáp thú đều là thân thể mạnh mẽ sủng vật. Quỷ tân nương thì là quỷ hồn chi thể, hắc ám y sư là cấp độ sử thi sủng vật, Chu văn nghĩ xem bọn hắn bên trong sẽ có người nào chết ở bên trong. Nhờ vào đó là có thể đánh giá ra bên trong lực lượng đáng sợ đến cùng là cái gì, bốn cái sủng vật thận trọng đi vào di tích, từ từ đi phía trước thăm dò mới vừa đi không bao xa liền nghe đến răng rắc một tiếng kim cương lực sĩ đầu theo trên cổ bay lên trực tiếp ngã lăn trên mặt đất cùng trong tư liệu viết một dạng trực tiếp chặt đầu mà chết chu văn khẽ nhíu mày mặc dù hắn đã xem vô cùng cẩn thận tuy nhiên lại không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào xuất hiện cũng không có phát hiện lực lượng gợn sóng thật giống như có một cái ẩn hình đao phủ nắm kim cương lực sĩ đầu chặt đi xuống một dạng răng rắc chu văn đang đang suy tư thời điểm hắc ám y sư đầu vậy mà cũng chính mình rớt xuống trực tiếp ngã lăn tại chỗ cũng không có bởi vì hắn là cấp độ sử thi sinh vật mà có càng nhiều năng lực phản kháng chết đồng dạng dứt khoát chu văn vẫn là không có thấy trong di tích có cái gì liền hắc ám y sư chết như thế nào cũng nhìn không ra không bao lâu kim tinh giáp thú cũng gặp độc thủ đồng dạng là không có cơ hội phản ứng Đồng dạng là chết làm như vậy giòn, chẳng qua là không đến một nén hương thời gian, Chu Văn ba cái phối hợp sủng, trong đó còn bao gồm cấp độ Sử thi hắc ám y sư, cứ như vậy bị vô thanh vô tức xử lý, chỉ còn lại có quỷ tân nương còn đang từ từ nổi trôi tiếng lên, quỷ tân nương lại đi về phía trước một hồi, nhưng không có bị chém xuống đầu, không khỏi nhường Chu Văn trong lòng vui vẻ, xem ra lực lượng kia đối với quỷ hồn sinh vật vô hiệu. Chu Văn chính mình không dám tiến vào bất quá có quỷ tân nương tại, cũng có thể vì hắn dò đường, ngay sau đó Chu Văn không chần chờ nữa, nhưng quỷ tân nương tăng nhanh tốc độ, tại trong di tích bắt đầu kiểu trải thảm thăm dò, hy vọng có thể có phát hiện, không biết có phải hay không là bởi vì trong di tích lực lượng quá mức khủng bố, liền yêu ma quỷ quái đều chưa từng xuất hiện tại di tích bên trong. Nơi đó là hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ không ngừng bay xuống mưa máu bên ngoài, cũng chỉ còn lại có những cái kia tàn đoạn cổ kiến trúc. Chu Văn thao túng quỷ tân nương, để cho nàng tại đủ loại tàn phá kiến trúc bên trong tìm kiếm lấy dấu vết để lại, đây là trò chơi, tại đây bên trong khẳng định tìm không thấy lão hiệu trưởng bọn hắn, bất quá lão hiệu trưởng bọn hắn không có khả năng hư không tiêu thất. Nhất định muốn đi địa phương nào, Chu Văn chỉ muốn nắm chỗ kia địa phương tìm cho ra, trụ sở chỗ. Thủ vệ binh sĩ đột nhiên thấy đằng trước có một người giống như là giống như nổi điên lao đến, vội vàng bưng lên súng đề phòng, dừng lại, không cho phép lại hướng phía trước, bằng không sẽ nổ súng. Binh sĩ thấy người kia một mực hướng về bên này xông lại, vội vàng lên tiếng cảnh cáo. Có thể là người kia cũng không ngừng, y nguyên giống như nổi điên chạy tới, binh sĩ chính là muốn nổ súng cảnh cáo, tuy nhiên lại đột nhiên phát hiện, người kia ăn mặc chính là bọn hắn một dạng quân trang, chỉ là bởi vì trên thân chảy rất nhiều máu, nắm quân trang đại bộ phận địa phương đều nhụn thành màu đỏ sậm, là liễu thành chí hắn không là theo chân Lam Phu Nhân đi viễn cổ chiến trường sao? Làm sao một người chạy trở về? Lam Phu Nhân bọn hắn đâu? Bên trong một cái binh sĩ nhìn kỹ, lập tức nhận ra người kia là ai, trong lòng giật mình, vội vàng nên đón tiếp lấy, máu me khắp người liễu thành chí chạy tới, thấy hai người, lập tức nhào ngã tới, hai tên lính vội vàng đem hắn đỡ lấy, nhanh. Nhanh nói cho An Phó quan Phu nhân gặp phải nguy hiểm lập tức đi cứu. Lại trễ liền không còn kịp rồi. Liễu thành chí cục lấy máu, vội vàng nói. Chương 264, di tích lối đi, liễu thành chí, chuyện gì xảy ra? Vệ sinh đội trước giường bệnh, Lữ Vân Tiên nhìn xem đang tiếp thụ trị liệu liễu thành chí hỏi, liễu thành chí vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình, vốn có trị liệu năng lực phối hợp sủng cứu chữa dưới, mệnh là đã bảo vệ, bất quá vết thương trên người còn cần thời gian dài hơn trị liệu, doanh trưởng. Nhanh nói cho An Phó quan, làm Phu Nhân bị vây ở trong di tích, mau phái người đi trợ giúp, lại trễ liền không còn kịp rồi. Liễu Thành Chí vội vàng nói, An Phó quan tại hai ngày trước liền đã tiến nhập di tích viễn cổ, ngươi không có đụng phải bọn hắn sao. Một bên hứa văn nói ra, Liễu Thành Chí nghe ngẩn ngơ, lắc đầu nói ra, An Phó quan đã tiến vào di tích ta tại sao không có thấy bọn hắn ta theo di tích trốn tới trên đường đi liều mạng hướng trở về không nhìn thấy bất luận cái gì người vậy liền kỳ quái ngươi trước đem lời nói rõ ràng ra lam phu nhân đến cùng làm sao vậy lữ vân tiên hỏi liễu thành chí vội vàng nói chúng ta đi theo lam phu nhân cùng một chỗ tiến vào viễn cổ chiến trường gặp rất nhiều chuyện quái dị bất quá tại lam phu nhân dẫn đầu dưới Chúng ta một đường hữu kinh vô hiểm đến Âu Dương lão tiên sinh bọn hắn làm nghiên cứu di tích. Nơi đó đã biến cực kỳ quỷ dị, chúng ta phối hợp sủng ở nơi đó hy sinh rất nhiều, đều bị chém xuống đầu mà chết, cuối cùng vẫn là Lam phu nhân nghĩ ra biện pháp để cho chúng ta an toàn tiến nhập di tích. Bởi vì mất máu quá nhiều, cảm giác có chút miệng khô, Liễu Thành chí nuốt một ngụm nước bọt mới tiếp tục nói, tại di tích bên trong chúng ta tìm được một cái thông hướng dưới mặt đất lối vào. Ở nơi đó còn phát hiện Âu Dương Lão Tiên Sinh lưu lại đánh dấu, bắt đầu chúng ta dùng rất nhiều phối hợp sủng xuống dò đường, đều không có vấn đề gì. Có thể là đợi đến Lam Phu Nhân dẫn người xuống về sau, lối đi lối vào vậy mà liền bị phong kín. chúng ta mấy cái lưu thủ tại người bên ngoài, đã dùng hết thủ đoạn, cũng không thể nắm cửa đá mở ra. Sau đó thì sao? Hứa Văn truy vấn. Liễu Thành Chí thở hỗn hển mấy lần, tiếp tục nói, qua có hơn 3 giờ, lối vào thạch cửa tự động mở ra, lão khâu từ bên trong vọt ra, khi đó lão khâu máu me khắp người, đều nhanh muốn nhìn không ra quân trang màu sắc, hắn lao ra liền trực tiếp nắm một cái cổ quái thạch khí đưa cho ta, dùng vô cùng vội vàng ngữ khí nói, muốn đem thạch khí giao cho An Phó quan nhưng An Phó quan dẫn người hạ di tích đi cứu Lam Phu Nhân. Bằng không thì liền không còn kịp rồi lúc ấy hắn quá mau nói chuyện có chút nói năng lộn xộn còn nói cái kia thạch khí là đánh mở cái gì môn chìa khóa nhất định phải nắm thạch khí trả về mới có thể đem cửa mở ra cứu trở về lam phu nhân nhất định phải nhanh bằng không liền không còn kịp rồi tới tới lui lui nói mấy lần chúng ta mấy cái lưu thủ người căn bản không chen lời vào đang muốn hỏi cái gì lão khâu lại đột nhiên ở giữa phun ra một nguồn máu tươi sau đó lại không được cái kia thạch khí đâu? Lữ Vân Tiên hỏi, Liễu Thành Chí trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy, liền lam phu nhân cùng lão khâu dạng này người đều không có cách nào đối phó con đường bằng đá tình huống bên trong, chúng ta thì càng không thành, vài người sau khi thương lượng, liền định mang theo thạch khí hồi trở lại tới báo tin. Có thể là viễn cổ chiến trường chỗ kia thực sự thật là đáng sợ, mấy cái huynh đệ đều chết tại sống trên, ta cũng là cửu tử nhất sinh mới vọt ra, có thể cái kia thạch khí ở trên đường thời điểm, bị một đầu mọc ra dao long đầu, thân thể lại giống như là sư tử thứ nguyên sinh vật cho nuốt xuống. Đều là lỗi của ta, không thể giữ được thạch khí, ngươi còn nhớ rõ cái kia thứ nguyên sinh vật ở nơi nào sao? Lữ Vân Tiên suy nghĩ một chút hỏi. Đại khái vị trí biết, bất quá không biết cái kia thứ nguyên sinh vật còn ở đó hay không nơi đó. Liễu Thành Chí nói, tốt, hứa văn, toàn lực chữa cho tốt liễu thành chí vết thương trên người, những người khác đi chuẩn bị chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Lữ Vân Tiên nói ra, Lữ Doanh Trưởng, nếu An Phó quan đã đi, chúng ta chút người này lại đi vào, sợ là cũng không có tác dụng gì a. À? Một cái trung niên sĩ quan nói ra. Lữ Vân Tiên nói ra, Liễu Thành Chí bọn hắn trở về thời điểm, cũng không có gặp được An Phó quan, cho nên coi như An Phó quan đến di tích, hắn cũng không biết thạch khí tồn tại, càng không biết thạch khí bị thứ nguyên sinh vật nuốt, chúng ta nhất định phải nắm thạch khí tìm trở về cho hắn đưa qua. Chúng ta những người này làm không là cái gì việc lớn, bất quá giết một chỉ thứ nguyên sinh vật không khó lắm. Huống chi còn có quen thuộc tình huống liễu thành trí tại, sẽ không có vấn đề lớn, đều đi chuẩn bị đi. Lữ Vân Tiên dùng không có thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, hiện tại nơi này dùng Lữ Vân Tiên quan giai lớn nhất nếu hắn đã quyết định không có người lại nghi vấn cái gì đều trở về làm chuẩn bị dự định muốn đi vào viễn cổ chiến trường hứa văn cũng muốn cùng đi có thể là bị lại lữ vân tiên cự tuyệt lữ vân tiên để cho nàng lưu lại chiếu cố tốt chu văn không thể để cho chu văn có bất kỳ sơ thất nào doanh trưởng ngươi liền để để ta đi ta trị liệu năng lực có thể giảm giảm rất nhiều thương vong chu văn liền để vệ sinh đội nữ binh chiếu cố là có thể Hứa Văn lần nữa chờ lệnh, ngươi lưu lại chiếu cố Chu Văn, đây là mệnh lệnh. Nếu như Chu Văn có cái gì sơ xuất, trở về quân quy xử trí, tuyệt bất dung tình. Lữ Vân Tiên chém đinh chặt sắt nói, hắn lúc trước ngoài miệng nói nhẹ nhõm, có thể là trong lòng của hắn cũng biết, bên trong chiến trường viễn cổ quá nguy hiểm, bọn hắn lần này đi nguy hiểm tầng tầng, hắn cũng không muốn Hứa Văn đi mạo hiểm, Hứa Văn há to miệng, lại nói không ra lời, nàng là quân nhân, chỉ có thể phục tùng Lữ Vân Tiên mệnh lệnh, có thể là nhưng trong lòng hết sức không phục, Chu Văn trong phòng chơi game, bất quá hắn một mực mang theo đế thính vòng tai, phụ cận động tỉnh đều nghe rõ ràng, Liễu Thành chí trở về thời điểm, nơi đó khoảng cách Chu Văn chỗ ở có chút xa, Chu Văn không có nghe được bất quá Lữ Vân Tiên những cái kia người bắt đầu chuẩn bị khi xuất phát. Hắn liền nghe đến động tỉnh, đi tới xem xét, Lữ Vân Tiên đám người đã ngồi lên xe xuất phát đằng trước hai chiếc xe jeep cùng phía sau một chiếc xe buýt đang lái ra nơi đóng quân chu văn ý thức được chuyện gì xảy ra thấy hứa văn liền đứng tại nơi đóng quân cổng liền đi tới hỏi hứa y tá trưởng chuyện gì xảy ra lữ danh trưởng bọn hắn đi làm gì hỏi nhiều như vậy làm gì bọn hắn đi viễn cổ chiến trường cứu người ngươi dám đi không trở về đánh trò chơi của ngươi đi hứa văn tức giận nói Hứa Văn cho rằng nếu như không phải là bởi vì Chu Văn, nàng cũng không sẽ được lưu lại đi viễn cổ chiến trường cứu người. Bọn hắn muốn đi cứu người nào? Âu Dương Lam vẫn là an sinh. Chu Văn giật nảy cả mình, liền vội vàng hỏi, cứu ai cũng không liên quan gì đến ngươi. Hứa Văn không muốn cùng Chu Văn nói nhiều như vậy. Chu Văn hơi hơi lông mày, hắn biết viễn cổ chiến trường nguy hiểm cỡ nào, chỗ lấy an gia mới có thể từ bên ngoài mời nhiều như vậy cấp độ sử thi cường giả trở về chẳng qua là lữ danh trưởng cùng những cái kia cấp thấp sĩ quan bọn hắn đi viễn cổ chiến trường trên cơ bản cùng chịu chết không hề khác gì nhau hứa y tá trưởng ta nghĩ ngươi còn không biết âu dương lam nhưng thật ra là mẫu thân của ta a à. hy vọng ngươi có thể lý giải tâm tình của ta nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra chu văn thấy hứa văn không chịu nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra đành phải nói ra ngươi lừa gạt ai đây lam phu nhân chỉ có đốc quân đại nhân cùng an tỉnh tiểu thư hai đứa bé ngươi nói ngươi là đốc quân đại nhân đâu vẫn là an tỉnh tiểu thư hứa văn quệt miệng nói ra ngươi hẳn phải biết âu dương lam tái hôn sự tình a ta là hắn tái hôn trượng phu nhi tử ngươi nói ta là nàng người nào chu văn nói ra Hứa Văn hơi giật mình nhìn xem Chu Văn, có chút không dám tin tưởng. Chương 265, đi tới di tích, Arofawak y sọc thêm, nếu như không phải là bởi vì thân phận của ta, ngươi cảm thấy an sinh tại sao phải để cho các ngươi chiếu cố như vậy ta? Thấy Hứa Văn còn có chút lưỡng lự, Chu Văn lại che giấu lương tâm nói ra, ta cùng Âu Dương Lam quan hệ rất tốt, như là thân sinh mẹ con một dạng, ta đối sự quan tâm của nàng, tuyệt sẽ không bi an gia huynh muội ít có thể nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao hứa văn do dự một chút cảm thấy đây cũng không phải là bí mật gì liền đem chuyện đã xảy ra nói với chu văn một lần chu văn sau khi nghe xong quay người liền hướng doanh địa bên ngoài đi lữ vân tiên mặc dù cũng là cấp độ sử thi cường giả có thể dưới tay hắn không có gì người tài ba mang đến cấp thấp sĩ quan trên cơ bản đều là truyền kỳ cấp mà thôi dùng năng lực của bọn hắn mong muốn đối phó bên trong chiến trường viễn cổ thứ nguyên sinh vật quá khó khăn sống chết của bọn hắn không có quan hệ gì với chu văn có thể là nếu như cầm không trở về món kia thạch khí có lẽ âu dương lam liền mất mạng thậm chí có khả năng liền lão hiệu trưởng cũng tại cái kia dưới mặt đất con đường bằng đá bên trong cho nên chu văn dù như thế nào cũng phải đem thạch khí cầm về uy ngươi đi nơi nào hứa văn thấy chu văn hướng danh địa bên ngoài đi vội vàng đuổi theo nói ra Ta đi giúp Lữ Doanh trưởng bọn hắn cầm lại thạch khí." Chu Văn nói ra, "Ngươi đừng làm rộn, ngươi một cái học sinh, đi theo mù đảo cái gì loạn?" Hứa Văn vội vàng ngăn cản Chu Văn, Lữ Vân Tiên để cho nàng xem trọng Chu Văn. Nàng cũng không thể nhường Chu Văn làm loạn, "Hứa y tá trưởng, ngươi là vệ sinh đội cao nhất trưởng quan, cũng là y sư tốt nhất, vì cái gì ngươi không có tham gia lần hành động này?" Chu Văn nhìn xem Hứa Văn hỏi, Hứa văn hừ lạnh một tiếng nói ra, còn không phải là bởi vì ngươi, nếu như không phải là vì lưu lại chiếu cố ngươi, ta khẳng định sẽ đi, cho nên ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại nơi này. Không cần đảo loạn. Vậy ngươi liền thật không đi sao? Viễn cổ chiến trường bên trong nguy hiểm tầng tầng, thân là nơi này y sư tốt nhất, ngươi vậy mà lưu ở phía sau, trơ mắt nhìn chiến hữu của mình hy sinh mà thờ ơ, rõ ràng có thể sống tiếp chiến hữu, nhưng bởi vì ngươi không ở nơi đó mà chết đi, ngươi thật sự có thể an tâm sao? Chu Văn nhìn chầm chầm hứa văn từng chữ từng câu nói. Hứa văn sắc mặt biến hóa, bất quá vẫn là nói ra, ngươi nói cái gì đều vô dụng, nhất định phải lưu tại bên trong quân doanh, chỗ nào đều không thể đi, bằng không ta không có cách nào hướng lữ danh trưởng giao phó, cũng không có cách nào hướng an phó quan cùng lam phu nhân giao phó. Lữ danh trưởng là cho ngươi bảo hộ ta đúng không? chu văn suy nghĩ một chút còn nói thêm không sai hứa văn gật gật đầu hắn không nói ta không thể ra quân doanh đúng không chu văn lại hỏi cái này hứa văn có chút do dự nếu hắn không có nói không hứa ta ra ngoài mà lại lại muốn cho ngươi bảo hộ ta nói cách khác ta đi nơi nào lời ngươi cũng muốn đi đâu đúng không chu văn còn nói thêm hứa văn hơi ngẩn ra vẻ mặt biến cổ quái như vậy ngươi đến cùng có muốn hay không đi đâu. Chu Văn tầm mắt sáng rực nhìn chầm chầm hứa Văn. Không được, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Hứa Văn trong lòng giải dụa, chúng ta liền đến bờ sông máu nhìn một chút, không bước qua huyết hà chính là, ở chỗ này chờ đợi thực sự quá đau khổ, ngươi cũng muốn tại khoảng cách gần nhất địa phương chờ A. Chu Văn một mặt chân thành nhìn hứa Văn nói ra, cái này. Hứa Văn vẫn là vô cùng lưỡng lự, ngược lại ta là nhất định phải đi nhìn một chút ngươi có đi hay không liền chính mình quyết định đi chu văn nói xong liền vòng qua hứa văn hướng đi nơi đóng quân cửa chính hứa văn cắn răng không tiếp tục cản chu văn đuổi theo hắn ra quân doanh hứa văn cảm thấy chu văn như thế một cái nuông chiều gia hỏa cả ngày vùi ở trong quân doanh chơi game vẫn phải ăn thuốc bổ hắn khẳng định không có can đảm tiến vào viễn cổ chiến trường chủ yếu là chính nàng cũng giống vậy trong lòng vội vàng sao động, nếu là tại trong quân doanh chờ đợi, thực sự có chút bất an, kỳ thật nàng so Chu Văn càng muốn hơn đi, vừa rồi Chu Văn cái kia mấy câu, đã lệnh tâm ý của nàng dao động, người bước đi muốn đi tới khi nào, đi lên. Hứa Văn Triệu hồi ra một đầu màu trắng sư tử, cái kia sư tử hùng tráng cực điểm, so ngựa cao hơn. Chu Văn Nguyên Bản cũng muốn triệu hoán vật cưỡi, bất quá tọa kỵ của hắn tốc độ không phải rất nhanh, còn không có hắn chạy nhanh, cho nên liền vô dụng, thấy hứa văn bạch sư tử chạy rất nhanh, chu văn liền vương mình nhảy lên, ngồi ở hứa văn sau lưng, hứa văn mệnh lệnh bạch sư tử toàn lực lao vụt, hướng về lữ doanh trưởng bọn hắn trời đi phương hướng đuổi tới, đừng chạy quá nhanh chu văn đột nhiên nói với hứa văn. Hứa văn hơi ngẩn ra, sau đó liền hiểu chu văn ý tứ. Nếu như bọn hắn chạy quá mau đuổi theo lên lữ doanh trưởng bọn hắn, khẳng định sẽ bị chạy trở về, Hứa Văn hừ một tiếng, tại xa xa có thể thấy quân đội thời điểm, hơi thả chậm một chút tốc độ, Hứa Văn ở phía trước khu sử Bạch Sư Tử, Chu Văn ngồi tại đằng sau y nguyên chơi game, Quỷ Tân Nương cũng tìm được cái di tích kia bên trong địa đạo cùng thềm đá. Có thể là ở đó mặc lại tự hồ như có một loại nào đó lực lượng đáng sợ, vậy mà nhường Quỷ Tân Nương lưỡng lự không tiến, Chu Văn biết Quỷ Tân Nương khẳng định là đã nhận ra cái gì đáng tiếc nàng vô phương biểu đạt, Chu Văn cũng chỉ là mơ hồ theo ý thức của nàng bên trong cảm giác được, nàng tự hồ tại e ngại cái gì, không dám tiến vào lối đi, nếu quỷ tân nương không dám tiến vào. Chu Văn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chính mình đi vào, Âu Dương Lam cùng lão hiệu trưởng đều có thể bị nhốt ở bên trong, coi như tương lai hắn không đi vào, An Sinh cũng khẳng định phải đi vào, nếu như có thể sớm biết bên trong có nguy hiểm gì, hắn là có thể sớm cảnh cáo An Sinh để bọn hắn ít một chút hy sinh, có thể có càng lớn cơ hội nắm Âu Dương Lam cùng lão hiệu trưởng cứu ra. Trong di tích đoạn đầu người lực lượng đến cùng là cái gì đây? Chu Văn đã đã trọng thải mấy lần trò chơi, nghĩ rất nhiều loại phương pháp, đến nay vẫn là không thể biết rõ ràng cái kia đến cùng là như thế nào một loại sức mạnh, liền hắc ám y sư thấu thị chi quan, cũng không có tại trong di tích xem xảy ra vấn đề gì, Chu Văn do dự một chút, nhưng hắc ám y sư biến thành phối hợp trạng thái. Chỉ thấy hắc ám y sư thân thể biến thành quần sáng, như là ảo ảnh bám vào người tí hon màu đỏ ngòm trên thân, Chu Văn hơi ngẩn ra, phát hiện người tí hon màu đỏ ngòm thanh kỹ năng bên trong, vậy mà nhiều hơn giao giải phẫu, lấy độc trị độc cùng thấu thị chi quan ba cái kỹ năng, hắc ám y sư hồn trạng thái, lại là nắm lực lượng của hắn bám vào chủ nhân trên thân. Nhưng chủ nhân có khả năng sử dụng năng lực của hắn, Chu Văn trong lòng vui vẻ, thao túng người tí hon màu đỏ ngòm lần nữa đi tới di tích, không lâu liền gặp một đầu quỷ quái, Chu Văn biết hắc ám y sư là làm sao giết chết quỷ quái, liền phát động thấu thị chi quan, song chỉ trong ánh mắt bắn ra trùng sáng chiếu hướng về phía quỷ quái thân thể, tại thấu thị chi quan tác dụng dưới, quỷ quái thân thể tựa như biến thành trong suốt đồng dạng. Bên trong đủ loại kinh mạch cùng tạng khí đều nhìn rõ rõ ràng, Chu Văn lập tức thấy quỷ quái trong thân thể có một khỏa màu đen hạt châu nhỏ tại tốc độ cao lưu động, hạt châu kia chỉ có chừng hạt gạo, hết sức không đáng chú ý, lưu động tốc độ lại nhanh, giống như là nhịp tim sóng điện một dạng nhảy tới nhảy lui, mà lại không có gì quy luật, để cho người ta rất khó bắt được nó di chuyển quỷ tích. Chu Văn lập tức hiểu được, biết hẳn là giết thế nào quỷ quái, quỷ bộ phát động, Chu Văn trong nháy mắt đi tới quỷ quái sau lưng, giao giải phẫu kỹ năng phát động, một thanh bạch quan ngưng tụ thành dao giải phẫu, trong chốc lát đâm vào quỷ quái thân thể, ở giữa viên kia nhảy lên hạt châu, bành, hạt châu vừa vỡ, quỷ quái thân thể lập tức hóa thành một bãi hắc thủy tán loạn trên mặt đất. Trong trò chơi cũng bắn ra giết chết cấp độ sử thi sinh vật quỷ quái nhắc nhở, chỉ cần có thể rõ ràng cấp độ sử thi sinh vật năng lực cùng nhược điểm, bằng vào ta hiện tại năng lực, muốn giết chết chúng nó cũng không phải là không thể nào sự tình. Chu Văn càng ngày càng cảm thấy biết người biết ta tầm quan trọng. Chương 266, người điên rồi. Huyết Hà hai bên bờ hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau, một bên là trời trong gió nhẹ mặt trời chói chang, mà một bên khác thì là vạn dặm huyết vũ tung bay, sơn hà đều nhiễm máu tươi, giống như địa ngục. Chu Văn cùng Hứa Văn đi vào Huyết Hà bờ thời điểm, Lữ Vân Tiên đã mang theo những quân quan kia qua sông mà đi. Hứa Y tá trưởng, sao ngươi lại tới đây? lưu thủ hạ cấp sĩ quan thấy hứa văn vội vàng đi lên chào hỏi lưu tại trụ sở thực sự có chút bất an tâm vẫn là ở chỗ này chờ lữ doanh trưởng bọn hắn trở về đi hứa văn đánh giá lưu tại nơi này trong ô tô bộ nói ra mặc dù trong lòng của nàng cảm giác mình không nên qua sông nhất định phải phục tùng mệnh lệnh chiếu kháng tốt chu văn có thể là con mắt lại không tự chủ được nhìn xem trong xe hy vọng có thể phát hiện còn lại đặc chế áo mưa không có đặc chế áo mưa tại huyết phủ bên trong căn bản nửa bước khó đi dính vào mưa bụi liền sẽ thay đổi giống như là người điên đi vào liền là chịu chết đáng tiếc đặc chế áo mưa số lượng có hạn âu dương lam cùng an sinh tuần tự mang đi hai nhóm lần này còn lại đã không có bao nhiêu lữ vân tiên bọn hắn cũng chỉ lấy được mười mấy món cho nên chỉ có mười mấy người qua sông những người khác chỉ có thể lưu ở chỗ này chờ tiếp ứng không có đặc chế áo mưa nhưng hứa văn cảm giác vô cùng thất vọng, hiện tại coi như nàng nghĩ tới sông cũng không thể nào, Chu văn đứng tại bờ sông máu, nhìn xem đối diện mịt mờ huyết vũ, tâm tình có chút phức tạp, hắn tới trác lộc trước đó, cảm giác mình chắc chắn sẽ không tiến vào viễn cổ chiến trường. Chỉ ở bên ngoài đánh chơi game, có thể giúp đỡ một điểm bề bộn liền tốt, nhưng là bây giờ, hắn lại muốn qua sông mà qua, tự mình tiến vào cái kia khủng bố chỗ, hy vọng đừng dùng đến lão sư lưu chữ mới tốt. Chu Văn cảm thấy sẽ không có quá lớn nguy hiểm, hắn ở trong game đã đối viễn cổ chiến trường tình huống hiểu khá rõ, chỉ cần không tiến vào tung tích bên trong. Liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm, còn có áo mưa sao? Chu Văn nhìn về phía sĩ quan kia hỏi, hứa Văn nói, áo mưa số lượng quá ít, lữ doanh trưởng bọn hắn đều không đủ dùng, nơi nào còn có áo mưa sẽ còn lại, ngươi liền đừng có đoán mò, thành thành thật thật ở chỗ này chờ lữ doanh trưởng bọn hắn trở về. Dùng lữ doanh trưởng cùng an phó quan năng lực của bọn hắn, tất nhiên có thể cứu được Lam Phu Nhân cùng Âu Dương Lão Tiên Sinh Bình Yên trở về. Chu Văn đứng tại bờ sông Máu, nhìn bên kia bờ sông chậm rãi nói ra, người nói không sai, dắt sần bọn hắn đều hết sức ưu tú, cũng có thể Bình An trở về. Nói đến đây, Chu Văn dừng một chút, trong ánh mắt thần thái dần dần biến sắc bén dâng lên, tiếp lấy còn nói thêm đáng tiếc ta là một cái không thích đánh bạc người ta vô phương ngồi ở chỗ này chờ đợi may mắn luân bàn kim đồng hồ dừng lại vô phương mắt thấy kim đồng hồ tại may mắn cùng bất hạnh ở giữa luân hồi mà thờ ơ ta muốn khống chế kim đồng hồ cùng luân bàn để chúng nó đứng ở ta muốn vị trí hứa tể càng nghe càng không thích hợp nghe được câu này thời điểm sắc mặt biến hóa vừa muốn nói gì đã thấy chu văn thân thể bị khôi giáp màu đen bao bọc đột nhiên nhất chân hướng về huyết hà chạy như điên. Mấy bước ở giữa đã đến bờ sông rìa, trực tiếp nhảy lên một cái, vậy mà liền như thế lăng không sông về bờ bên kia, hứa văn bọn người là giật nảy cả mình, hứa văn cơ hồ không cần nghĩ ngợi, đưa tay nắm lên bên cạnh một đem cây dù, đồng thời triệu hồi ra một đầu lập lòe lôi điện quái điểu, cái kia lôi điện quái điểu hóa thành hai cánh rơi ở sau lưng của nàng. Chu văn mặc dù mặc trên người áo giáp, có thể là áo giáp bảo hộ không được toàn thân, y nguyên vẫn là sẽ có huyết vũ trôi hướng hắn, theo hứa văn, chu văn hành vi liền là muốn chết, hứa văn sau lưng lôi giựt chấn động, lập tức như là giống như lôi điện bay ngang qua bầu trời, đuổi tới sắp xông vào huyết vũ phạm vi bên trong chu văn, bắt lại bờ vai của hắn, đồng thời mở ra dù che mưa. Ngăn trở đối diện bay thấp dọc mưa, ngươi điên rồi. Chu Văn nhìn xem hứa văn, trong lòng có một vạn cái không hiểu, cái kia dù che mưa không có khả năng ngăn trở hết thảy huyết vũ, mà lại hứa văn chủ yếu là dùng dù che mưa che khuất chu văn thân thể, bên cạnh rất nhiều huyết vũ tia đều văn đến trên người của nàng, mặc dù nàng đã triệu hoán ra áo giáp phối hợp sủng hộ thể. Tuy nhiên lại không có cách nào nắm toàn thân đều bao bọc tiến vào áo giáp bên trong, vẫn là có mấy giọt máu mưa rơi vào trên gương mặt của nàng, chu văn không có thể hiểu được, hứa văn vì sao lại làm như thế, nàng và mình không có bất cứ quan hệ nào mà lại nàng tự hồ hết sức không thích chính mình có thể nàng vậy mà lại bốc lên nguy hiểm tính mạng xông lại đây là chu văn thế giới quan chỗ không thể nào hiểu được ngươi mới điên rồi cho ta trở về hứa văn nắm lấy chu văn sau lưng hai cánh phát lực mong muốn bay trở về một bên khác có thể là nàng còn là xem thường huyết vũ cảm nhiễm năng lực chỉ là trong nháy mắt hứa văn con ngươi liền biến thành màu đỏ Phản phất là muốn nhỏ xuống tới máu, ý thức cũng đột nhiên mơ hồ một thoáng, cơ hồ khiến Hứa Văn từ không trung ngã vào huyết hà. Tại chỉ còn lại một điểm lý trí tác dụng dưới, Hứa Văn từng thanh từng thanh chu văn quang về phía bờ bên kia, chính mình thì rơi vào huyết vũ bao phủ bên bờ, che dù đứng tại trong huyết vũ không nhúc nhích, nàng biết mình trở về không được, thành thành thật thật chờ lấy lữ danh trưởng bọn hắn trở về, người đã không nhỏ, đừng luôn luôn cho người khác thêm phiền phức không ai có thể một mực che chở ngươi. Hứa văn thanh âm dần dần biến khàn khàn, ánh mắt cũng dần dần biến dữ tợn, con mắt bốn phía đã bắt đầu chảy máu nổi lên mạch máu, khốn nạn. Ngươi tên hỗn đảng. Bờ bên kia sĩ quan thấy cảnh này, xé nát chu văn tâm đều có, bi phẫn gào thét, chu văn thân trên không trung, vẻ mặt cổ quái nhìn xem hứa văn, hắn là một cái tình cảm tương đối nhạt mặt người, Hắn không thể nào hiểu được Hứa Văn tại sao phải làm một cái chính mình không thích người xa lạ làm loại sự tình này, có thể là giờ khắc này, hắn không nghĩ Hứa Văn cứ như vậy chết đi, thân thể lăng không mượn lực, như cùng một con quái điểu xoay quanh, tại giữa không trung lại hướng về bờ bên kia vọt tới, như là mũi tên bắn về phía bờ bên kia tầm dù mà đứng Hứa Văn. Hứa Văn thấy Chu Văn vậy mà lại lăng không trở về, muốn nói điều gì, ý thức lại là biến bắt đầu mơ hồ một loại bạo ngược cảm xúc tràn đầy thần kinh của nàng, giết. Giết. Giết, hứa văn hiện tại chỉ muốn muốn giết chóc, chỉ khát vọng nhìn thấy máu tươi, bất luận cái gì sinh mệnh ở trong mắt nàng đều biến như thế dơ bẩn, phản phất chỉ có giết chóc cùng máu tươi mới có thể để nàng cảm giác dễ chịu. Quanh, tản ra cây dù trong tay, mặc cho nó hướng về mặt đất, hứa văn chắp tay trước ngực, sau lưng hai cánh lôi điện mãnh liệt, cả người đều phản phất là bị ánh chớp bao bọc, hai tay đột nhiên oanh ra hóa thành một đạo lôi đình cột sáng đánh phía lăng không mà đến chu văn bờ bên kia các quân quan trơ mắt nhìn một màn này phát sinh lại cái gì cũng không làm được trong lòng khó chịu cơ hồ nổi điên theo bọn hắn nghĩ chu văn thân trên không trung đối mặt hứa văn công kích như vậy tuyệt đối là hữu tử vô sinh coi như hắn may mắn không có bị đánh chết nếu rơi vào huyết hà cũng sẽ biến thành giống như hứa văn xuống tràn màu xanh lôi điện như là quái xà mắt thấy liền muốn thôn vệ trên không chu văn, có thể là tại trong tầm mắt của mọi người, chu văn thân hình lại đột nhiên mơ hồ. Liền như thế hư không tiêu thất không thấy, nhưng một đám sĩ quan đều ngây ra một lúc, chờ bọn hắn lại nhìn thấy chu văn thời điểm, phát hiện chu văn đã đứng ở bờ bên kia, liền đứng tại hứa văn sau lưng, trên thân tựa hồ tản ra bạch quan nhàn nhạt, một cái tay cầm sắp rơi xuống đất dù che mưa. Một cái tay tự hồ nắm đồ vật gì, trực tiếp đâm vào hứa văn trên cổ mặt. Nguyên bản hai mắt đỏ như máu hứa văn, thân thể lập tức sụi lơ xuống dưới, Chu văn một cái tay đánh lấy dù che mưa, một cái tay ôm lấy hứa văn, lăng không bay vọt lên, giống như phi ưng về tới bờ bên kia. Chương 267, trong mưa quái nhân, đừng tới đây. Chu văn lạnh giọng quát bảo ngưng lại nghĩ muốn xông tới các quân quan, nắm phát ra trên thống khổ tiếng hứa văn để dưới đất, đồng thời nói ra, có nước sao cầm nước tới những quân quan kia nhìn xem thân dính không ít dòng máu chu văn ánh mắt biến cổ quái mà phức tạp không có cách nào lại đem hắn cùng trước đó học sinh thiếu gia liên hệ với nhau có một người sĩ quan đáp một tiếng vội vàng nắm một cái ấm nước đưa tới ném qua tới là có thể lại nhiều cầm một chút tới chu văn nói ra sĩ quan kia vội vàng nắm ấm nước ném đi qua những sĩ quan khác cũng liền bề bộn đi lấy nước hứa văn chỉ cảm thấy toàn thân chẳng khác nào kim đâm thống khổ khó chịu nói không ra lời có thể là ý thức của nàng lại thanh tĩnh không ít nhìn xem chu văn dùng nước phóng đi trên mặt nàng cùng trên tóc mưa máu cuối cùng mới đem nàng trên khải giáp mưa máu phóng đi sau đó ông nàng đặt ở sạch sẽ trên đồng cỏ nàng qua một đoạn thời gian liền sẽ tốt các ngươi chiếu cố tốt nàng chu văn nhìn hứa văn liếc mắt đứng dậy lần nữa hướng đi bờ bên kia lần nữa lăn không bay qua mà đi hứa văn cố nén trên người nhói nhói hai tay án lấy mặt đất chống đỡ lấy nửa người trên ngồi dậy mắt thấy chu văn thân hình chui vào trong huyết vũ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa trên mặt biểu lộ không nói ra được cổ quái hứa y tá trưởng ngươi không sao chứ sĩ quan vây quanh hỏi ta không sao hứa văn trong thân thể y nguyên đau vô cùng đau nhất có thể là nàng cảm giác được tình huống của mình đang ở chuyển biến tốt đẹp nàng không biết chu văn là làm sao làm được mãi cho tới bây giờ bọn hắn cũng không có nghiên cứu ra hữu hiệu chống cự huyết vũ phương pháp trừ phi tố chất thân thể đủ mạnh đi đến cấp độ sử thi trình độ lại thêm một chút hộ thể nguyên khí kỹ là có thể ngăn cản huyết vũ thế nhưng nếu cảm nhiễm huyết vũ liền không có quá tốt phương pháp có thể trị thân là y tá trưởng hứa văn biết rõ huyết vũ đáng sợ có thể là chu văn chẳng những có thể bỏ qua huyết vũ bên trong virus lại còn có thể khu trừ trên người nàng mưa máu virus cái này khiến nàng cảm giác quá mức không thể tưởng tượng nổi đã không có biện pháp lại đem chu văn cùng cái kia cả ngày trốn tránh chơi đùa còn muốn uống thuốc bổ học sinh thiếu gia liên hệ với nhau chẳng lẽ nói chỉ cần tiến vào an gia không họ an cũng sẽ thay đổi cổ quái như vậy sao hứa văn trong đầu lại nổi lên một người khác thân ảnh đó là cái cả ngày mang theo mỉm cười tựa như người vật vô hại nam nhân trước mắt chu văn cùng lúc trước nam nhân kia sao mà tương tự chu văn tại huyết vũ bên trong tốc độ cao tiến lên hắn nhất định phải nhanh lên đuổi kịp lữ vân tiên bọn hắn tuy tung bọn hắn cùng đi tìm tới đầu kia si chu văn nghe hứa văn giảng giải liền biết nuốt vào thạch khí khẳng định là si bọn hắn tại trong huyết vũ vô phương thấy vật Chu Văn lại có thể mượn nhờ để thính lực lượng đối bốn phía như lòng bàn tay, rất nhanh đã tìm được lữ danh trưởng bọn hắn, chẳng qua là vượt quá Chu Văn dự kiến, lữ danh trưởng bọn hắn cũng không có đi xa. Tiến lên tốc độ vô cùng thông thả, mặc dù trên người bọn họ ăn mặc đặc chế áo mưa, có thể là huyết vũ trở ngại tầm mắt của bọn hắn, bọn hắn không dám đi quá nhanh, sợ hãi không cẩn thận đụng phải dị thứ nguyên sinh vật, áo mưa nếu bị xé nứt, bọn hắn đó là một con đường chết chu văn không biết cái kia si đến cùng tại vị trí nào chỉ có thể nhẫn nại tính tình đi theo bọn hắn phía sau cũng may có huyết vũ tồn tại chu văn không cần cách bọn họ quá xa cũng không cần quá mức che giấu mình chỉ là đi theo đám bọn hắn là được rồi không ai có thể tại huyết vũ bên trong phát hiện hắn chu văn che dù chậm rãi huyết vũ bên trong tiến lên đồng thời cũng đang quan sát phía trước tình huống một phần vạn bọn hắn gặp được cái khác thứ nguyên sinh vật Chu Văn cũng muốn bảo đảm an toàn của bọn hắn. Cam đoan bọn hắn có thể tìm tới cái kia một đầu nuốt thạch khí si, Lữ Vân Tiên vẻ mặt nghiêm túc, tại đây huyết vũ bên trong tiến lên, coi như là cấp độ sử thi hắn, ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn ra ngoài mười mấy mét, lại xa liền cái gì cũng không nhìn thấy, dưới loại tình huống này, bọn hắn tựa như là đưa thân vào nguy hiểm trong rừng, bốn phía mưa máu tựa như là u dày bụi cỏ. Lúc nào cũng có thể theo bên trong nhảy ra độc xà thú dữ, đừng nói là những cái kia truyền kỳ cấp sĩ quan, coi như là Lữ Vân Tiên chính mình, cũng giống vậy đi sợ mất mật, đột nhiên, Lữ Vân Tiên chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, trong lòng tự hồ có dự cảm bất tường, lập tức quát to một tiếng, đều cẩn thận đề phòng, khả năng có địch tập. Lữ Vân Tiên hết sức tin tưởng trực giác của mình. Đây là hắn trên chiến trường chém giết nhiều năm bồi dưỡng ra được, mặc dù không nhất định chuẩn tuy nhiên lại có rất nhiều lần cứu vãn mệnh của hắn, mọi người thấu thị phòng mưa kính, bốn phía bên trong nhìn quanh, tuy nhiên lại không có tác dụng gì, huyết vũ cản trở tầm mắt của bọn hắn, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, Lữ Vân Tiên cũng nỗ lực nhìn về phía trước. Có thể là bất luận nhìn thế nào, mưa bụi đều rất nhanh mơ hồ phòng mưa kính, khiến cho hắn xem mơ mơ hồ hồ, loáng thoáng ở giữa, tự hồ thấy có một bóng người từ phía trước đi tới, cẩn thận nhìn coi, lại tự hồ cái gì cũng không thấy, đằng trước tới người nào. Là người lời liền kêu một tiếng. Lữ Vân Tiên đối lên trước mặt trống to, có thể là lại không có người trả lời hắn. Chỉ có tiếng mưa rơi mưa lớn, bất quá thân ảnh kia càng ngày càng gần, Lữ Vân Tiên cuối cùng thấy rõ ràng, đó là một cái tóc đen rũ xuống đất quái nhân, tại trong huyết vũ đi tới, đầy người đều ướt nhẹp, làn da đều dính lấy dòng máu, có thể hết sức xác định, coi như hắn là người, sợ cũng đã biến thành quái vật, đó là quỷ. Quỷ. Liễu Thành Chí cũng nhìn thấy thân ảnh kia. Lập tức kêu lớn lên, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt, phong đầu đội khởi xướng tiến công. Lữ Vân tiên triệu hoán ra chính mình phối hợp sủng, đây là một đầu nham thạch quái, nó có khả năng ngăn cản huyết vũ lực lượng, mặt khác mấy cái sĩ quan cũng đều khống chế chính mình số ít có khả năng ngăn cản huyết vũ mấy con phối hợp sủng, Đi theo nham thạch quái cùng một chỗ xông tới. Mấy con phối hợp sủng đều dùng ra riêng phần mình lực lượng, đủ loại công kích bao phủ hướng về phía huyết vũ bên trong chậm rãi đi tới quái nhân, đặc biệt là cấp độ sử thi nham thạch quái, mang theo kinh khủng lực quyền, trực tiếp đập vào quái nhân kia đầu, bành, quái đầu người trước bị nện bạo, sau đó toàn bộ thân thể đều cùng một chỗ nổ tung, hóa thành hắc thủy bắn tung tóe ra. Một đám sĩ quan đều reo hò lên có thể là bọn hắn treo hò mới đến một nửa, liền ngưng kết trên mặt, bởi vì những cái kia lây dính hắc thủy phối hợp sủng, phản phất là dính vào than lửa tuyết, trên thân toát ra hàng loạt khí trắng, mấy cái truyền kỳ cấp phối hợp sủng trong chốc lát liền bị hòa tan thành thi nước, nham thạch quái thân thể cũng bị ăn mòn mất mô, nham thạch cánh tay đều đứt gãy ra. Một cái chân cũng bị ăn mòn gãy mất, thân thể ầm ầm ngã sấp xuống tại dòng máu bên trong, tại chúng bên trong ánh mắt kinh hải bên trong, những hắc thủy đó lại lần nữa ngưng tụ thành tóc đen quái nhân, bị tóc đen che đi hơn phân nửa khuôn mặt quái nhân, hé miệng, đối bọn hắn lộ ra một cái im ắng âm u cười quái dị, làm cho tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trên người đều nổi da gà, hận không thể lập tức quay người chạy trốn, có thể là làm một cái quân nhân, trong lòng mặc dù hoảng hốt, có thể là khi bọn hắn nghe được Lữ Vân Tiên phát ra tiếng công mệnh lệnh lúc, vẫn là dơ lên trong tay vũ khí đối quái nhân kia phát khởi công kích mãnh liệt nhất, kiếm quan đao mang đang xen, Lữ Vân tiên lực quyền càng là như là núi lửa phun trào mãnh liệt. Đó là tại mệnh hồn của hắn hỏa tướng quân gia trì hạ bá đạo nhất nhất kích, có thể hòa tan kim thạch. Chương 268, dù tôi tớ, quái nhân thân hình tại công kích kia bên trong như đồng du hồn giống như di chuyển nhanh chóng, thân hình lúc ẩn lúc hiện, dường như quỷ mị, dĩ nhiên khiến tất cả công kích đều rơi vào không trung, Lữ Vân Tiên cái kia bá đạo bạo hỏa lực quyền, mạnh mẽ trên mặt đất đánh ra một đạo dài đến mười mấy thước khe rảnh, rất nhiều dòng máu bị bốc hơi, tuy nhiên lại không thể làm bị thương quái nhân kia mảy may. A, Một người sĩ quan run sợ lui lại, quái nhân kia thân hình ẩn hiện, vậy mà đã cùng hắn mặt đối mặt, một đôi toàn bộ là màu đen, không có trồng trắng mắt con mắt, xuyên thấu qua sợi tóc nhìn xem hắn, khiến cho hắn chỉ cảm thấy sợ hãi vạn phần, không tự chủ được thét chói tai vang lên lui lại, có thể là quái nhân kia một cái tay, đã dường như quỷ trảo chộp tới cổ của hắn. Ngươi dám? Lữ Vân Tiên bạo ngược quanh ra nắm đấm, hỏa diễm như cùng một đầu mảnh hổ gào thét mà ra, có thể là quái nhân kia thân hình tại huyết vũ bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, mà hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đến sĩ quan kia sau lưng, một đôi quỷ trảo giống như tay, sắp bắt được sĩ quan kia đầu, trong lúc nhất thời tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt bọn hắn đều rất rõ ràng hiện tại chỉ là cái thứ nhất rất nhanh bọn hắn liền sẽ bị toàn bộ giết chết cùng thứ nguyên sinh vật chiến đấu chỉ cần tìm không ra chiến thắng phương pháp của bọn nó rất dễ dàng liền sẽ toàn quân bị diệt đường ra duy nhất cũng chỉ có trốn lữ vân tiên cũng rất rõ ràng điểm này cho nên hắn đã chuẩn bị muốn hạ lệnh rút lui để bọn hắn có thể chạy một cái là một cái tự mình một người ngăn chặn cái này kinh khủng thứ nguyên sinh vật cùng lắm thì liền chiến tử ở đây mắt thấy quái nhân cái kia quỷ móng vuốt sắp bắt được quan quân trẻ tuổi đầu lại đột nhiên có một đạo cường quan từ nơi xa chiếu xạ tới rơi vào quái nhân kia trên thân quái nhân bị ánh sáng vừa chiếu theo bản năng giơ hai tay lên chặn mặt mình sau đó nhìn cái kia cường quan chiếu xạ tới phương hướng nhìn sang đều thối lui một thanh âm truyền đến sĩ quan kia này mới phản ứng được, đột nhiên vọt ra ngoài, thoát ly quái nhân trưởng khống, những sĩ quan khác, bao quát lữ vân tiên ở bên trong, đều theo bản năng lui lại một khoảng cách, ông, chỉ nghe một tiếng tiếng rung, một thanh trúc đao phá không xẹt qua đầy trời huyết vũ, trực tiếp đâm vào quái nhân kia thân thể, sau đó liền thấy quái nhân thân thể hóa thành đầy đất hắc thủy tản mát. Chui này trúc đao cũng nghiêng nghiêng cắm vào huyết vũ bao phủ đại địa phía trên, chẳng qua là khác với lúc đầu, lần này quái nhân cũng không có lần nữa phục sinh ngưng tụ, mà là dần dần cùng huyết vũ dung hợp, thẩm thấu tiến vào đại địa bùng lầy bên trong, Lữ Vân Tiên bọn người nhìn xem trúc đao bay tới hướng đi nhìn lại, bọn hắn không biết là người nào xuất thủ cứu bọn hắn. Bất quá Lữ Vân Tiên cảm giác trước đó nghe được thanh âm tự hồ có chút quen tai, chui này cổ quái trúc đao, hắn cũng tự hồ giống như ở nơi nào gặp qua, chẳng qua là trong lúc nhất thời không nhớ nổi, rất nhanh, bọn hắn liền thấy một thân ảnh đạp lên dòng máu tới, trong tay người kia còn chống đỡ một đêm cây dù, chẳng qua là cùng bọn hắn mặc cồng kềnh đặc chế áo mưa khác biệt. Người kia cũng chỉ là ăn mặc bình thường áo giáp màu đen đi tại dòng máu bên trong, trên thân bị tung tóe rất nhiều dòng máu, nhưng không có bị huyết vũ bên trong virus cảm nhiễm, không khỏi trong lòng kinh ngạc tán thán, nghĩ thầm trước mặt bung dù mà đến người, tất nhiên là cực kỳ cường đại cấp độ sử thi cường giả lữ vân tiên thấy cái kia dù che mưa tựa hồ có chút nhìn quen mắt cẩn thận suy nghĩ một chút chính hắn giống như cũng có một thanh bất quá đặt ở trong xe jeep không có mang đến ở loại địa phương này dù che mưa căn bản không có tác dụng gì người kia đánh lấy dù che mưa đi tới đi thẳng đến nghiêng cắm trên mặt đất trút đao trước đưa tay nắm trút đao rút ra trả về vỏ đao bên trong bởi vì khuôn mặt bị dù che mưa che chắn thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn lữ vân tiên chào theo kiểu nhà binh mở miệng nói ra đa tạ bằng hữu xuất thủ cứu giúp không biết có thể hay không lưu cái tên lạc nhật quân thất đoàn tam doanh lữ vân tiên vĩnh viễn cảm đại ân ngày nào đó tất có tương báo nghe được lữ vân tiên nói chuyện người kia ngẩng đầu nhìn về phía lữ vân tiên dù xuôi theo hơi nhếch lên lữ vân tiên cuối cùng thấy rõ ràng người kia khuôn mặt sau đó cả người đều ngây dại miệng cũng nới rộng ra không có khép lại lời kế tiếp cũng quên nói không chỉ là Lữ Vân Tiên, toàn bộ tam doanh sĩ quan đều mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn dù hạ lộ ra cái kia tờ khuôn mặt, đều giống như choáng ván một dạng, huyết vũ còn đang không ngừng mà bay xuống, có thể là trừ phi chỗ, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, Lữ Doanh Trưởng. Thời gian không nhiều lắm, nhanh lên đi đường, tìm được trước đầu kia nuốt thạch khí thứ nguyên sinh vật đi. Chu Văn nắm trúc đao đi thẳng về phía trước, hắn nguyên bản không muốn ra mặt, có thể là lữ vân tiên bọn hắn rõ ràng không phải quỷ quái đối thủ lữ vân tiên lực lượng không kém hơn quỷ quái hắn hỏa diễm lực lượng cũng có thể ở một mức độ nào đó khắc chế quỷ quái có thể là tại đây vô biên trong huyết vũ hắn sức mạnh hệ hỏa bị áp chế quá lợi hại mà quỷ quái lại đạt được cực lớn gia trì chẳng qua là chạy trốn bằng đường thủy năng lực liền để quỷ quái tốc độ tăng lên trên diện rộng lữ vân tiên công kích căn bản không đụng tới nó văn thiếu gia, an phó quan rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, để cho ta chiếu cố tốt ngài. Tuyệt đối không cho phép ngài bước vào viễn cổ chiến trường. Lữ vân tiên đối chu văn xưng hô vẫn là một dạng, có thể là vô luận ngữ khí vẫn là thái độ, đều là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Quân nhân phục tùng mệnh lệnh tôn kính cường giả, trước kia Chu Văn theo bọn hắn nghĩ liền là một cái ăn chơi thiếu gia, cho nên vô luận Chu Văn thân phận cỡ nào tôn quý, bọn hắn đều sẽ không đối Chu Văn có nửa phần sắc mặt tốt. Có thể là Chu Văn độc thân đi vào viễn cổ chiến trường, chém giết liền bọn hắn đều thúc thủ vô sách thứ nguyên sinh vật, còn cứu được bọn hắn đồng bạn mệnh, lập tức liền thắng được tôn kính của bọn họ, có thể là ta hiện tại đã ở chỗ này không phải sao? Chu Văn nhìn một chút liễu thành chí hỏi, cách cách các ngươi gặp được cái kia thứ nguyên sinh vật địa phương vẫn còn rất xa. Còn có đại khái hơn 10 dặm đường. Liễu Thành Chí theo bản năng đáp, Lữ Doanh Trưởng, nếu như có thể mà nói, nhường bộ hạ của ngươi về trước máu bên kia sông tiếp ứng, ngươi cùng ta còn có Liễu Thành Chí quần áo nhẹ hết tốc độ tiến về phía trước, cần phải dùng ít nhất thời gian nắm thạch khí cầm về. Chu Văn nói với Lữ Vân Tiên, này chút truyền kỳ cấp sĩ quan. Ở loại địa phương này cùng chịu chết không khác, Văn Thiếu Gia, mang ta lên nhóm cùng một chỗ đi, chúng ta không sợ chết, có thể cho ngài dò đường. Văn thiếu gia, mang ta lên nhóm đi, chúng ta có thể giúp một tay. Lữ Vân Tiên vẫn không nói gì, những quân quan kia liền lập tức kêu lên, từng cái cảm xúc hết sức kích động, Chu Văn khẽ nhíu mày, hắn thực sự không hiểu những người này là chuyện gì xảy ra. Giống như kiếm lấy chịu chết là hết sức quan vinh sự tình một dạng, có lẽ câu nói kia nói thật không có sai, dạng gì tướng quân liền có thể mang ra dạng gì binh, theo hứa văn, Lữ Vân Tiên những người này trên thân liền có thể tưởng tượng lãnh tụ của bọn họ là một người như thế nào chu văn lúc này đột nhiên cảm thấy cái kia hắn theo không để trong lòng nam nhân có lẽ so hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều lắm một cái có thể làm cho tướng sĩ cam tâm chịu chết lãnh tụ chu văn không biết cái kia là làm sao làm được ít nhất hắn chu văn làm không được cũng không muốn đi làm lập tức trở về đến huyết hà bên cạnh chuẩn bị tiếp ứng đây là mệnh lệnh lữ vân tiên cũng biết mình lúc trước có chút quá nghĩ đương nhiên truyền kỳ cấp sĩ quan cùng bọn hắn phối hợp sủng tại đây bên trong căn bản không có tác dụng gì nguyên kim thương pháo cũng cơ hồ không hiệu quả gì lại để bọn hắn lưu lại cùng chịu chết không khác cưỡng ép mệnh lệnh những quân quan kia đường cũ trở về chỉ để lại liễu thành chí cùng chu văn lữ vân tiên lúc này mới nhìn về phía chu văn nghiêm nghị nói ra văn thiếu gia có một câu ta muốn hỏi ngươi mời ngươi thành thật trả lời ta. Chương 269, Thạch Si, cái gì? Chu Văn Cao Mày nói, ngươi là tới trắc lộc trước đó, liền đã nghĩ kỹ phải vào viễn cổ chiến trường. Vẫn là tạm thời quyết định. Lữ Vân Tiên hỏi, sớm có kế hoạch, này khác nhau ở chỗ nào sao? Chu Văn hỏi ngược lại, có khác nhau, nếu như ngươi sớm có kế hoạch, tự nhiên là làm chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ không dễ dàng chết như vậy tại đây bên trong nếu như chẳng qua là tạm thời khởi ý dù như thế nào ta đều muốn đem ngươi đưa trở về lữ vân tiên nói ra ta xác thực chuẩn bị rất nhiều hẳn là không dễ dàng như vậy chết đi thôi thời gian của chúng ta không nhiều lắm nhất định phải mau sớm tìm tới thạch khí đưa đến di tích bên kia đi chu văn xem nói với liễu thành chí ngươi ở phía trước trên mặt đường một mực đi lên phía trước ta không nói ngừng ngươi vẫn đi Liễu Thành Chí gật gật đầu, bởi vì Chu Văn đến, sự sợ hãi trong lòng hắn ít đi rất nhiều, bọn hắn trước đó cũng gặp phải quỷ quái, chết rất nhiều người, có thể là cái kia quỷ quái lại bị Chu Văn tùy tiện chém giết, nhưng tâm lý của hắn hoảng hốt giảm ít đi rất nhiều, ba người tiếp tục tiến lên, mặc dù nhân số ít đi rất nhiều. Có thể là bầu không khí lại tự hồ như không có trước đó như vậy bị đè nén, Lữ Vân Tiên nhìn xem đằng trước bung dù mà đi Chu Văn cảm giác có chút cổ quái bây giờ không có biện pháp nắm hiện tại cái này chu văn cùng hắn trước kia trong nhận thức biết chu văn liên hệ với nhau ngừng lữ vân tiên đột nhiên nghe được chu văn thanh âm vội vàng dừng lại nhìn về phía chu văn thấy chu văn đang theo dõi đằng trước đang nhìn thế là theo chu văn ánh mắt nhìn đi qua có thể là hắn thấy chẳng qua là một mảnh huyết vũ trừ cái đó ra cái gì cũng không nhìn thấy liễu thành chí người trước tiên lui sau chu văn đi đến liễu thành chí đằng trước rút ra chính mình trút đao trút đao tại tơ máu bên trong lập lòe hàng mang nước mưa đánh vào trên lưỡi đao lại là một giọt cũng không dính nổi trực tiếp liền trượt rơi xuống cho dù là tại trong mưa trút đao y nguyên không dính nửa điểm bụi trần một lát sau lữ vân tiên mới nhìn đến trong huyết vũ lại có một cái quái nhân đi tới cùng lúc trước bọn hắn gặp phải quái nhân kia giống như đúc trong lòng không khỏi cảnh giác lên ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị tác chiến, Chu Văn lại là trực tiếp chuyển động, trong hai mắt bắn ra đèn pha trùng sáng. Chiếu ở cái kia quái dưới thân người, một giây sau Chu Văn thân hình đã biến mất tại tại chỗ, chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, trúc đao trực tiếp đâm xuyên qua quái nhân thân thể, khiến cho quái nhân kia thân thể bạo làm đầy đất hắc thủy, còn có một khỏa thứ nguyên kết tinh rơi xuống ra tới, Lữ Vân Tiên nhìn thoáng qua Chu Văn, cảm giác trong lòng càng ngày càng quái dị hắn hết sức hoài nghi. Chu Văn có phải thật vậy hay không truyền kỳ cấp học sinh, tại đây liền cấp độ sử thi cường giả đều như dẫm trên băng mỏng khủng bố chỗ, hắn lại tự hồ như có thể trưởng khống hết thảy, vùng đao ở giữa liền tùy tiện chém giết liền hắn đều thúc thủ vô sách thứ nguyên sinh vật, tiếp tục đi thôi. Chu Văn nhặt lên thứ nguyên kết tinh, nói với Liễu Thành Chí, vâng. Văn thiếu gia. Liễu Thành Chí lúc này tinh thần tốt lên rất nhiều, lên tiếng liền nhanh chân đi thẳng về phía trước, sợ hãi trong lòng tự hồ ít đi rất nhiều, còn lại lộ trình bên trong, Chu Văn bọn hắn không tiếp tục gặp được thứ nguyên sinh vật, viễn cổ chiến trường thứ nguyên sinh vật ban đầu liền không nhiều, có thể là mỗi một cái đều vô cùng đáng sợ, đều có các đặc điểm. Nếu như không phải Chu Văn đã ở trong game đối bọn nó từng có đi sâu hiểu rõ, có khắc chế thứ nguyên sinh vật phương pháp, ba người bọn họ sợ là sớm đã chết đi đã lâu, đi hơn 10 dặm đường, lại từ đầu đến cuối không có thấy Liễu Thành Chí nói tới đầu kia si, cũng không biết là Liễu Thành Chí mang phương hướng sai, vẫn là đầu kia si đã đi những địa phương khác. Lão Liễu, vẫn còn rất xa. Lữ Vân Tiên cũng cảm thấy đi có chút quá xa, mở miệng hỏi, Liễu Thành Chí gãi đầu một cái nói ra, cũng đã đến chúng ta gặp gỡ nó một khu vực như vậy, có thể là không biết vì cái gì, không nhìn thấy tung tích của nó. Liễu Thành Chí kiểu nói này, chu văn cùng lữ vân tiên đều cảm thấy có chút không ổn nếu như đầu kia si thật rời đi phiến khu vực này viễn cổ chiến trường lớn như vậy bọn hắn lại có thể đi nơi nào tìm nó đâu mà lại bên trong chiến trường lại không chỉ một đầu si bọn hắn lại làm sao biết cái nào một đầu mới là nuốt thạch khí cái kia một đầu đâu trước đừng đi về phía trước liền tại phụ cận tìm một chút đi chu văn ở trong game gặp phải yêu ma quỷ quái chúng nó đều là tại một cái cố định khu vực bên trong du đảng trên cơ bản sẽ không cách quá xa có thể đây là trong hiện thực cũng không là trò chơi ai cũng không biết đầu kia si vẫn sẽ hay không tại đây bên trong ba người hơi vi điều chỉnh hướng đi tại phụ cận tìm tòi si di tích tại thấp thỏm lo lắng bên trong tìm kiếm trong chốc lát chu văn kinh hỉ phát hiện một đầu si nhưng khi nhìn rõ rồi chứ cái kia si bộ dáng về sau chu văn lại nhíu mày nói với liễu thành chí ngươi xem một chút có phải hay không cái kia một đầu quái vật nuốt các ngươi mang về thạch khí chu văn ở trong game gặp qua rất nhiều si hình dạng của bọn nó trên cơ bản cơ bản giống nhau nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào có thể là này một đầu si lại rõ ràng cùng chu văn trước kia thấy qua si có chút khác biệt bình thường si đều là vẫy giáp màu đen mặc dù lớn lên cổ quái nhưng là cái vật sống tướng mạo trước mặt này một đầu si lại khác thân thể của nó hiện lên màu xám trắng, hoặc nhìn giống như một bức tượng đá, nếu như không phải nó đang chậm rãi đi tới, Chu Văn chắc chắn sẽ không cho rằng đó là một cái vật sống, Liễu Thành Chí bắt đầu nhìn không thấy, chờ đầu kia si đi tới gần, này mới nhìn rõ ràng. Trên mặt cũng đầy là vẻ nghi hoặc, xem bộ dáng tự hồ không sai, có thể là chúng ta nhìn thấy đầu kia giống là vật sống, này một đầu làm sao nhìn giống như là tượng đá đâu liễu thành chí vừa mới dứt lời đầu kia si liền phát ra rít lên một tiếng trên thân dân lên màu xám hào quang sau đó chu văn ba người chỉ cảm thấy mặt đất đột nhiên rung động không tốt mau tránh ra chu văn phi thân lên tại hắn hai chân vừa vừa rời đi mặt đất nháy mắt cũng chỉ từng đạo thạch mâu từ dưới đất đâm ra tới lữ vân tiên cùng liễu thành chí cũng đều nhảy dựng lên không có bị cái kia một mảng lớn sắc bén thạch mâu đâm trúng bọn hắn đều không có ngăn cản huyết vũ năng lực nếu như bị thạch mô đâm trúng coi như không thể muốn mạng của bọn hắn chỉ cần phía ngoài đặc chế áo mưa tổn hại mạng của bọn hắn sợ là cũng liền không có chu văn trong lòng kinh nghi bất định đầu này si cùng hắn ở trong game gặp có chút không giống liền kỹ năng đều có chỗ khác biệt si đã gầm thét vọt lên bởi vì đối với nó cũng không biết một tí gì chu văn không dám cưỡng ép cùng nó chiến đấu triệu hoán ra tam nhãn kim cương lực sĩ mong muốn thử trước một chút đầu này cổ quái si đến cùng có năng lực gì tam nhãn kim cương lực sĩ mặc dù chỉ là truyền kỳ cấp có thể là nó có được kim cương thân thể thiên phú lại có kim cương bất hoại thần công kỹ năng trước đó ở trong game đối mặt si thời điểm có thể rất mạnh mẽ ngăn cản si hai ba cái công kích mà bất tử thấy cản đường tam nhãn kim cương lực sĩ si chớp mắt bắn ra hai đạo tối tăm mờ mịt tia sáng trực tiếp bắn về phía tam nhãn kim cương lực sĩ Chuyện của tôi vn Chu Văn thấy lại là một cái không có thấy qua kỹ năng. Chu Văn trong lòng lập tức cảm giác không tốt, có thể là muốn thu hồi tam nhãn kim cương lực sĩ lại đã chậm, chỉ thấy cái kia tia sáng rơi vào tam nhãn kim cương lực sĩ trên thân, kim cương lực sĩ thân thể giống như là bị đánh nát thủy tinh công nghiệp trạng nứt ra. Một giây sau liền biến thành đầy đất mảnh vỡ, trực tiếp bị giết chết. Chương 270, Cổ Quái Si, Chu Văn trong lòng một hồi đau lòng, mặc dù tam nhãn kim cương lực sĩ chẳng qua là truyền kỳ sủng, tuy nhiên lại hết sức hiếm thấy, mà lại đầy đủ chịu đánh, Chu Văn ở trong game vẫn luôn sẽ dùng nó dò đường, hiện tại cứ như vậy bị giết chết, cũng liền không khả năng giống trong trò chơi một dạng lại sống lại, Chu Văn thân bên trên đại biểu tam nhãn kim cương lực sĩ hình xăm cũng biến mất theo. Nhưng Chu Văn khắc sâu biết đây không phải trò chơi, chính hắn cũng chỉ có một cái mạng, chết liền xong đời. Lữ Vân Tiên phát ra một tiếng bạo hống, đánh ra một cái nổ tung hỏa diễm chi quyền, kinh khủng hỏa diễm như là mảnh hổ hướng về Thạch Si vọt tới, Thạch Si trong hai mắt lần nữa bắn ra tia sáng, cùng ngọn lửa kia mảnh hổ đụng vào nhau, trên không lập tức sinh ra kịch liệt nổ tung. Hỏa diễm mảnh hổ cùng tia sáng cùng một chỗ tiêu tán, Lữ Vân Tiên trên thân hỏa diễm bay lên. tựa hồ có một cái hỏa diễm tướng quân phụ thuộc ở trên người hắn, hắn hai quả đấm liên tục banh ra nổ tung hỏa diễm mỗi một quyền đều như là mảnh hổ xuất củi từng con hỏa diễm lão hổ nhào về phía thạch si cái kia thạch si hai mắt phóng xạ ra tia sáng mặc dù lợi hại có thể là phóng xạ tốc độ tương đối chậm khoảng cách thời gian hơi dài ngăn cản không nổi nhiều như vậy hỏa diễm mảnh hổ quyền mắt thấy mười mấy con hỏa diễm mảnh hổ liền muốn đâm vào trên người của nó đã thấy nó gào thét một tiếng trên người khí xám ngưng tụ làm một đầu màu xám trắng thạch long cái kia thạch long chẳng qua là há miệng hút vào liền đem mười mấy con hỏa diễm mảnh hổ đều cho nuốt vào trong miệng liền một điểm tiếng vang phản ứng đều không có giống như bụng của nó liền là vực sâu không đáy thạch long mệnh hồn lực lượng mặc dù khủng bố bất quá chu văn ở trong game đã từng gặp qua đến là không cảm thấy kinh ngạc ngược lại có chút vui mừng ít nhất đầu này của quái thạch si còn bảo lưu lấy thạch si một chút năng lực cùng đặc tính cũng không phải là hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Mắt thấy Lữ Vân Tiên cùng Thạch Si chiến đấu, Chu Văn cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ, chẳng qua là ở một bên quan chiến, hắn dù sao chẳng qua là một cái truyền kỳ cấp, tại không có biết rõ ràng Thạch Si năng lực cùng nhược điểm trước đó, coi như đi lên hỗ trợ cũng không có tác dụng quá lớn, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng Lữ Vân Tiên phát huy, có đôi khi thích hợp quan sát lại so với trực tiếp chiến đấu càng có hiệu suất. Chu Văn ở một bên kiên nhẫn cùng đợi cơ hội, Lữ Vân Tiên không hổ là một doanh chi trưởng, hắn hỏa diễm lực lượng cùng bạo vô cùng, ngoại trừ tốc độ chậm một chút, cái khác các phương diện tại cấp độ sử thi ở trong cũng xem như không tầm thường, mà lại tại hỏa diễm tướng quân mệnh hồn gia trì phía dưới, Lữ Vân Tiên không ngừng oanh ra hỏa diễm mãnh hổ quyền, lại không chút nào nguyên khí suy kiệt hiện tượng. Một người một si điên cùng chiến đấu, chẳng qua là thạch si lại rõ ràng chiếm cứ thượng phong, trên người nó đầu kia thạch long mệnh hồn, chẳng qua là há miệng hút vào, liền có thể nắm lữ vân tiên hết thảy hỏa diễm mảnh hổ quyền lực thôn vệ hết, hoặc nhìn căn bản không cần tốn nhiều sức, còn tốt thạch long không giống tử khí linh đang có khả năng trắng trả, chẳng qua là nuốt liền xong việc. Bằng không liền càng kinh khủng, thạch si một mực vô phương đột phá lữ vân tiên hỏa diễm mảnh hổ quyền, biến có chút táo bạo dâng lên, vậy mà thăm dò vọt thẳng tới, thân thể của nó đụng vào hỏa diễm mảnh hổ quyền, bị chấn lùi lại mấy bước, có thể là thân thể vậy mà không có có nhận đến tổn thương, gào thét một tiếng lại lao đến, thạch long hút vào, thạch si trong hai mắt màu xám tia sáng mảnh liệt bắn. Mạnh mẽ cưỡng ép xông phá hỏa diễm mảnh hổ quyền phong tỏa, đụng phải Lữ Vân Tiên trước mặt, Lữ Vân Tiên vội vàng triệu hoán ra mấy con phối hợp sủng, bởi vì hắn đắc ý nhất nham thạch quái đã lúc trước trong chiến đấu chết đi, bây giờ có thể dùng mấy con mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng nham thạch quái vẫn là có trên lệch nhất định, thạch si bừa bãi tàn phá, cự trảo xé rách. Tầm mắt quét nhìn, chẳng qua là trong chốc lát, liền đem Lữ Vân Tiên triệu hoán đi ra vài đầu phối hợp sủng toàn bộ giết chết, Chu Văn xem âm thầm kinh hải, thạch mị một mực không có sử dụng ra bình thường si khói đen kỹ năng, điều này cũng làm cho Chu Văn có chút thúc thủ vô sách. Ở trong game thời điểm, Chu Văn đều là lợi dụng tử khí linh đang hấp thu si khói đen, sau đó dùng khói đen đối phó si. Cái kia khói đen có được mạnh mẽ thôi miên năng lực, liền si chính mình cũng ngăn cản không nổi loại kia giấc ngủ lực lượng, cho nên Chu Văn mới có thể nhẹ nhõm giết chết si, có thể là đầu này thạch si nhưng vẫn không có thả ra khói đen kỹ năng, Chu Văn coi như là mong muốn hấp thu cũng không có cách nào, hiện tại chỉ có thể hấp thu thạch mị cái chủng loại kia màu xám tầm mắt. Mắt thấy Lữ Vân Tiên đã khó mà cùng Thạch Si đối kháng, Chu Văn không có cách nào chờ đợi thêm nữa, triệu hoán ra tử khí linh đan, thân hình lóe lên, liền đi tới Lữ Vân Tiên bên cạnh, Thạch Si tầm mắt đang bắn về phía Lữ Vân Tiên, Chu Văn một bước đạp đến Lữ Vân Tiên đằng trước, giơ lên tử khí linh đan đối cái kia tối tăm mờ mịt xạ tuyến vừa chiếu, lập tức liền thấy tối tăm mờ mịt tia sáng hướng về chung lục lạc bên trong vọt tới, giống như là mì sợi bị hút vào sau đó chu văn cầm lấy chuông lục lạc đối thạch si lay động chuông lục lạc trong miệng bắn ra thô to màu xám cột sáng bắn về phía thạch si bản tôm bành thạch đồi trong mắt bắn ra tia sáng cùng chuông lục lạc bắn ra cột sáng đối kháng tuy nhiên lại bị đánh nát phát cái kia cột sáng mắt thấy liền phải rơi vào trên người của nó thạch long mệnh hồn lại phát ra rít lên một tiếng há miệng hút vào liền đem cột sáng cho nuốt xuống cũng không có khả năng làm bị thương Thạch Si, quả nhiên vẫn là không được. Chu Văn Hơi có chút phiền muộn, trước đó hắn sử dụng khói đen đối phó Si thời điểm, nó hắc long mệnh hồn nếu như nuốt khói đen, cũng sẽ tiến vào trạng thái ngủ say. Bây giờ lại không có như thế chỗ tốt, Lữ Vân Tiên cũng thừa cơ công kích Thạch Si, kết quả nhưng không có tác dụng quá lớn. Chu Văn ỷ vào Tử Khí Linh đang năng lực, hấp thu Thạch Si tầm mắt phản kích, cùng Lữ Vân Tiên phối hợp với chiến đấu cũng vẽn vẹn chỉ là có thể ngăn chặn thạch si mà thôi mong muốn giết nó lại gần như không có khả năng cũng không lâu lắm lữ vân tiên lực quyền liền bắt đầu do mạnh chuyển yếu mặc dù có hỏa diễm tướng quân gia trì có thể là hắn nguyên khí tiêu hao vẫn là rất nghiêm trọng đã bắt đầu có chút không chịu nổi chu văn nhường hắc ám y sư phụ thể sử dụng thấu thị chi quang chiếu vào thạch mị trên thân có thể là kết quả lại làm cho chu văn giật nảy cả mình tại thấu thị chi nhãn dưới Thạch si trên thân một mảnh tối tăm mờ mịt cái gì cũng nhìn không thấy, vậy mà không có cách nào thấu thị. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỏ qua thấu thị? Chu Văn trong lòng kinh nghi bất định, lúc trước hắn đối chiến quỷ quái cùng si thời điểm, đều có thể đủ sử dụng thấu thị chi nhãn quan sát bên trong thân thể của bọn nó bộ, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể nói rõ đầu này thạch si tuyệt đối không phải bình thường, chẳng lẽ này một đầu thạch si? liền là nuốt thạch khí si, là cái kia thạch khí ảnh hưởng tới nó, mới khiến cho nó sinh ra cổ quái như vậy biến hóa. Chu Văn tối tự suy đoán, nhưng vào lúc này, đầu kia thạch si tính nhẫn nại tựa hồ cũng bị Chu Văn hai người cho sạch sẽ, chỉ thấy nó gào thét một tiếng, trên người thạch long cũng đi theo phát ra một tiếng long ngâm, sau đó há miệng phun ra một ngụm khói bụi, cái kia khói bụi nhìn xem rất giống là bình thường hắc long bắn ra khói đen kỹ năng chẳng qua là màu sắc có chút không giống, Chu Văn cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều, cầm lấy tử khí linh đan, đối khói bụi chính là khẽ hấp, sau đó liền thấy khói xám cuồn cuộn chảy hướng tử khí linh đan bên trong. Bạn đang nghe truyện tại sâu lười audio. Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 271, Thạch khí, tử khí linh đang bị hút vào tử khí linh đan bên trong, có thể là Chu Văn lại là sắc mặt đại biến, chỉ thấy kim loại màu tím chuông lục lạc, vậy mà bắt đầu biến xám trắng phía trên giống như dính một tầng vôi phấn giống như hơn nữa còn tại tốc độ cao hóa đá bên trong hoặc nhìn chẳng mấy chốc sẽ biến thành hòn đá chu văn nơi nào còn dám lưỡng lự vội vàng lắc lắc tử khí linh đan nắm bên trong khói bụi phun ra ngoài chỉ thấy khói bụi như sương cuốn về phía thạch si thạch long mệnh hồn há miệng hút vào liền đem khói bụi đều cho hút vào cùng trước kia khác biệt khói bụi vậy mà đối thạch long mệnh hồn không có tác dụng gì thạch long y nguyên sinh long hoặc hổ có thể là chu văn trong tay tử khí linh đan phía trên vẫn là có một lớp bụi cũng không có bởi vì phóng xuất ra khói bụi mà khôi phục nguyên bản bộ dáng đầu này thạch si tuyệt đối có vấn đề nếu như nó thật là bởi vì thôn vệ thạch khí mới biến thành dáng vẻ như vậy cái kia thạch khí rốt cuộc là thứ gì đâu làm sao lại ủng đáng sợ như thế lực lượng Âu Dương Lam bọn hắn tại cái kia thạch trong huyệt đến cùng gặp cái gì? chu văn trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ thạch si hung tính quá độ lại đuổi theo chu văn vọt lên trong mắt tia sáng mãnh liệt bắn mà ra còn tốt chu văn thân pháp như điện cưỡng ép tránh qua tránh né thạch si công kích lữ vân tiên vội vàng oanh ra hỏa diễm mãnh hổ quyền bổ cứu tuy nhiên lại bị thạch long mệnh hồn trực tiếp thôn vệ thạch si thay đổi mục tiêu hướng về lữ vân tiên nhào tới lữ vân tiên mặc trên người áo mưa hắn căn bản không dám dùng thân thể đi cản thạch si công kích, bằng không áo mưa chắc chắn vỡ tan, đến lúc đó hắn liền chỉ có một con đường chết, Chu Văn thấy Lữ Vân Tiên đã lui không thể lui, vội vàng một cái quỷ bộ kiểu thuấn di xuất hiện sau lưng thạch si, trúc đao chém về phía thạch si cổ, quấn ở thạch si trên người thạch long mệnh hồn gào thét một tiếng, trong miệng khói bụi phun về phía Chu Văn. Chu Văn chỉ có thể lui lại, liền tử khí linh đang cũng đỡ không nổi khói bụi, Chu Văn liền càng thêm không ngăn được, không dám tới ngạnh bính. Lữ Vân Tiên cũng là chật vật trên mặt đất lăn một vòng, mới lăn đi thạch si trong mắt bắn ra tia sáng. Trong lúc nhất thời thạch si tùy tiện vô hạn, giết Chu Văn cùng Lữ Vân Tiên đánh tơi bời, liễu thành chí vết thương trên người còn không có hoàn toàn tốt. Phối hợp sủng cũng đều đã sớm hy sinh, căn bản không có gì sức chiến đấu, chỉ có thể cầm lấy súng máy đối cái kia thạch si bắn phá có thể là hỗn hợp nguyên kim đạn bắn vào thạch si trên thân, lại ngay cả một chút hiệu quả đều không có, giống như là đụng bóng bình thường đều đánh bay ra ngoài, mắt thấy Lữ Vân Tiên đã chống đỡ không nổi, sắp bị thạch si đuổi kịp. Chu Văn Triệu hồi ra quỷ tân nương, để cho nàng vọt tới, tại thạch si lưng sau đó một thoáng âm phong trảo, chẳng qua là âm phong trảo hiệu quả hết sức có hạn, trên cơ bản bắt ngứa không sai biệt lắm. Thạch si quay đầu đối quỷ tân nương bắn ra một ánh mắt, cái kia màu xám tia sáng bắn qua quỷ tân nương thân thể, cũng không có khả năng tạo thành tổn thương, có thể là Chu Văn lại thấy quỷ tân nương thân thể rõ ràng rung lên. Thật giống như bị điện giật, trên người khí tức rõ ràng yếu một chút, này Thạch Si muốn nghịch thiên. Chu Văn thấy Thạch Si lại có thể làm bị thương quỷ hồn chi thể, trong lòng cũng là run sợ, biết trận chiến này không phải sinh tức tử, rốt cuộc không cho phép nửa điểm lưỡng lự, Chu Văn tay cầm trúc đao, thân trên tuôn ra thần bí mà mạnh mẽ khí tức, vương chi kinh ngạc tán tháng buông xuống tại thân. Lực lượng cường đại, nhưng thân thể của hắn lơ lửng giữa không trung, không cần phải mượn bất luận ngoại lực gì liền có thể lăn không mà đứng, Lữ Vân Tiên chật vật né tránh thạch si công kích, chỉ thấy một tia sét từ trên không lóe lên, thẳng đến cái kia thạch si thân thể, sau đó liền thấy từng đạo ánh chớp văng khắp nơi, tại cái kia thạch si trên thân trở về xuyên qua. Nhanh không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tốc độ quá nhanh, liền thạch si đều chưa kịp phản ứng, chờ nó kịp phản ứng, thạch long mệnh hồn bạo bắn ra khói bụi thời điểm, chu văn thiên ngoại phi tiên đều đã kết thúc, thiên ngoại phi tiên vừa xong, chu văn ngay sau đó một cái quỷ bộ kéo dài khoảng cách, tránh qua, tránh né cuồn cuộn khói bụi, rơi trên mặt đất đồng thời, nắm vương chi kinh ngạc tháng phục lực lượng lại đè trở về. Vẹn vẹn chẳng qua là này trong chốc lát, chu văn cũng cảm giác toàn thân cơ bắp đều rất giống bị xé nứt thống khổ không thể tả răng rắc thạch si thân thể từng khối phá vỡ đi ra biến thành một đống hòn đá tán loạn trên mặt đất thân thể của nó lại bị thiên ngoại phi tiên chém thành một đống hòn đá chu văn ba người còn không có tới cùng cao hứng những cái kia hòn đá vậy mà lại chuyển động giống như là có một cái bàn tay vô hình đang liều xếp gỗ nắm hòn đá lại cho nguyên dạng liều lên lại biến thành một đầu nhảy nhót tưng bừng thạch si lữ vân tiên cùng liễu thành chí trong nháy mắt liền cảm giác có chút tuyệt vọng cái này thạch si đã mạnh mẽ khó có thể lý giải được cơ hồ không có cái gì sơ hở có thể nói chuyện của tui vn chu văn lại là tầm mắt như điện lập lòe tỉnh táo hào quang tại thạch si bị thiên ngoại phi tiên chém ra thân thể thời điểm đế thính năng lực khiến cho hắn nắm nghe được hết thảy hóa thành hình ảnh trong đầu ngưng tụ thành hình khi đó chu văn liền phát hiện tại thạch si bị chém thành hòn đá bên trong lại có một khối kỳ dị tam giác đều hòn đá, hòn đá kia cùng thạch si trên người tảng đá cũng không giống nhau. Nó mặc dù là hình tam giác, bất quá rì lại mang theo hình cung, mà ở giữa có một cái hình tròn lỗ, thoạt nhìn vô cùng xưa cũ thần bí, mà lại vừa rồi thạch si phục sinh thời điểm, tự hồ cũng là dùng nó làm trung tâm một lần nữa ngưng tụ đá vụn thành thể, liễu thành chí, các ngươi mang về món kia thạch khí, có phải hay không một khối hình tam giác tảng đá? ở giữa còn có một cái vòng tròn lỗ. Chu Văn một bên trốn tránh Thạch Si công kích. Một bên la lớn, làm sao ngươi biết? Liễu Thành Chí lập tức khẽ giật mình, Chu Văn hiện tại đã có khả năng khẳng định, đầu này Thạch Si biến cổ quá như vậy quỷ dị, 89 phần 10 liền là cái kia Thạch Khí tại phát huy tác dụng, ngay sau đó cũng không do dự nữa, liều mạng thân thể bị hao tổn, lần nữa sử dụng vương chi tháng tức lực lượng, theo lực lượng kinh khủng kia buông xuống. Chu Văn cảm giác mình toàn thân xương cốt đều phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đột nhiên đứt gãy, nay đã xé rách cơ bắp, hiện tại càng là xuất hiện từng đạo rạn nứt huyết văn, Chu Văn cường từ chịu đựng lấy cái kia thống khổ, lần nữa sử dụng quỷ bộ, quỷ mị xuất hiện tại thạch si bên cạnh, chẳng qua là lần này, thạch si lại có phòng bị. Chu Văn vừa mới mới xuất hiện, cổ long mệnh hồn liền đối hắn xuất hiện địa phương phun ra một ngụm khói bụi chu văn cầm lấy dính xám một dạng tử khí linh đan đối khói bụi cùng một chỗ trực tiếp nắm khói bụi hút vào chuông lục lạc bên trong có thể là cái kia chuông lục lạc cũng bởi vậy hoàn toàn hóa đá không đợi chu văn lại đi dao động nó trên người của nó liền xuất hiện vết trạng trực tiếp băng vỡ đi ra như vậy triệt để hủy đi thiên ngoại phi tiên buông ra chuông lục lạc Chu Văn rút đao liền là một cái thiên ngoại phi tiên, hóa thành một đạo bóng mờ tại thạch si trên thân dân khắp nơi, không ngừng mà cắn giết, rút đao sắc bén tăng thêm vương chi thắng tức lực lượng kinh khủng cùng thiên ngoại phi tiên bá đạo, mạnh mẽ nắm thạch si tảng đá thân thể lần nữa chém ra. Tại thạch si thân thể vỡ nát trong tích tắc, Chu Văn trong mắt hàng quang lấp lánh, trong tay trúc đao đột nhiên đầu ra ngoài, chỉ thấy trúc đao hóa thành một đạo hàng quang, từ cục đá vụn kia bên trong xuyên qua, nắm trong đó một khối đá cho mang ra ngoài, Chu Văn thân hình lóe lên, quỷ bộ phát động, chớp mắt đến trúc đao trước, bắt lấy trúc đao đồng thời, cũng đè xuống tảng đá kia. Chương 272, chém giết thạch si, phốc. Chu Văn đè lại hòn đá thời điểm, nhịn không được tờ khẩu phun ra một nguồn máu tươi, thất khiếu cũng đều thấm ra máu, hắn sử dụng vương chi tháng tức thời gian quá dài, trong cơ thể nội tạng đều bị xé nứt, bên trong hàng loạt chảy máu, đổi thành người bình thường sợ là sớm đã chết, Chu Văn nhưng vẫn là gượng chống lấy, ánh mắt nhìn về phía đầu kia thạch si biến thành đá vụn. Nếu như cái kia thạch si còn chưa chết, cái kia ba người bọn họ hôm nay liền đều phải chết ở chỗ này, Chu Văn đã vô lực tái chiến, Lữ Vân Tiên cùng Liễu Thành Chí cũng nhìn chầm chập cái kia một đống đá vụn, toàn bộ thế giới đều phản phất tại thời khắc này biến an tĩnh lại. Ba người tự hồ cũng có thể nghe được trái tim của mình đang nhảy lên kịch liệt, không có không hề động. Nó giống như thật đã chết rồi. Chờ trong chốc lát, không thấy đống đá vụn có động tĩnh gì, Liễu Thành Chí có chút không dám xác định, nhưng là lại có khát vọng nói ra, Chu Văn Nôn thở một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thống khổ tựa hồ lập tức đều dâng lên, khiến cho hắn có loại bị rút gân lột da cảm giác, một cái tay nhưng vẫn là gắt gao án lấy tảng đá kia. Tại vừa mới đè lại tảng đá kia thời điểm, Chu Văn còn có thể cảm giác nó tự hồ nhảy lên vùng vẫy mấy lần, có thể là rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, dường như không có sinh mệnh tử vật, lửa danh trưởng, người áo mưa. Chu Văn vừa mới thở dài một hơi, liền lại nghe được Liễu Thành Chí phát ra kinh khiếu thanh âm. Chu Văn nhìn về phía Liễu Thành Chí, gặp hắn một mặt hoảng sợ, dùng ngón tay chỉ Lữ Vân Tiên, ngón tay còn đang không ngừng mà run rẩy. Chu Văn theo tay của hắn chỉ nhìn sang chỉ thấy lữ vân tiên mặc trên người đặc chế áo mưa không biết lúc nào bên hông vị trí xuất hiện một đường vết trách mặc dù ngụm kia tử không lớn có thể là đã có huyết vũ theo lỗ hổng nhỏ đi vào vừa rồi chiến đấu quá hỗn loạn lữ vân tiên cũng không biết áo mưa lúc nào bị quẹt cho một phát lỗ hổng vẻ mặt lập tức biến trắng bệch con ngươi nhưng dần dần biến đỏ văn thiếu gia ta là không thể lại cùng các ngươi đi tiếp thôi ta có lỗi với an phó quan không thể hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ vẫn là đem ngươi mang vào viễn cổ chiến trường có thể là ta khẩn cầu ngươi nắm thạch khí mang đến di tích giao nó cho an phó quan nếu như là văn thiếu gia lời của ngươi nhất định có thể làm được lữ vân tiên nói xong nói xong con ngươi liền càng ngày càng đỏ hơi thở cũng trở nên càng ngày càng nặng văn thiếu gia ta đi trước một bước miệng kiếp sau còn có thể trở thành lạc nhật quân một thành viên Lữ Vân Tiên ý thức càng ngày càng hỗn loạn, có loại giết chóc xúc động muốn bao phủ trí tuệ của hắn, hắn biết mình thời gian không nhiều lắm, không muốn trở thành như chó điên quái vật. Trực tiếp dơ lên ngưng tụ hỏa diễm nắm đấm, liền muốn định hướng đầu của mình, dừng tay. Chu Văn Cường nhẫn nhịn vết thương trên người đau nhất, mệnh lệnh phối hợp trạng thái hắc ám y sư thoát ly thân thể, xông về Lữ Vân Tiên, đồng thời phát làm giải phẫu đao kỹ năng, Lữ Vân Tiên cũng không có nghe Chu Văn, hắn không muốn giống như một con chó điên chết đi, có thể là quả đấm của hắn cũng không có khả năng đánh vào trên đầu. Linh hồn y sinh giao giải phẫu cắm vào trên cổ của hắn, lập tức nhường thân thể của hắn cứng ngắc, không có cách nào lại tiếp tục có hành động, đồng thời hắc ám y sư cũng đi tới Lữ Vân Tiên trước mặt, trong tay xuất hiện một cái ống kim, đối của hắn huyết quản đâm xuống, đem nọc độc đẩy vào hắn trong cơ thể. Lữ Vân Tiên chỉ cảm thấy trong thân thể truyền đến vạn kim châm thể thống khổ, khiến cho hắn nhịn không được gào kêu ra tiếng, có thể là trong mắt của hắn huyết sắc lại dần dần thối lui, chậm rãi khôi phục như người bình thường, Chu Văn gắn gượng chịu đựng lấy đứng lên, một cái tay nắm thạch khí, một cái tay nắm trước đó ném ở nước mưa bên trong dù che mưa nhặt lên, lắc lắc phía trên dòng máu, một lần nữa nắm dù căng ra, đi đến Lữ Vân Tiên đằng trước. Nắm dù chống tại đỉnh đầu của hắn, ngươi còn có áo giáp loại phối hợp sủng sao? có thể hay không trước ngăn trở nước mưa tổn hại địa phương. Chu Văn thu hồi hắc ám y sư, nhìn xem Lữ Vân Tiên hỏi, Lữ Vân Tiên ý thức đã không sai biệt lắm khôi phục, hắn có khả năng cảm giác được, xâm lấn trong cơ thể virus đang bị cái kia thống khổ lực lượng khu trừ, áo giáp không có. Bất quá còn có một đầu phối hợp sủng hẳn là có thể đủ bổ cứu. Lữ Vân Tiên ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Chu Văn nói ra, ban đầu an sinh khiến cho hắn bảo hộ Chu Văn thời điểm, hắn là dù như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng chu văn ở giữa sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình khiến cho hắn có loại thân trong mộng cảm giác cái kia liền mau chuẩn bị cho tốt nó ta hiện tại thân thể hết sức suy yếu sợ là không có cách nào lại chiến đấu nếu như bây giờ gặp lại thứ nguyên sinh vật tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi chu văn nói ra lữ vân tiên cắn răng đối chu văn gật gật đầu sau đó triệu hoán ra một đầu phối hợp sủng, cái kia phối hợp sủng là một đầu rắn, biến thành một đầu cổ quái da đai lưng. Quấn ở trên lưng về sau, vừa vặn chặn mưa trên áo lỗ hổng, Chu Văn thân thể lay động một cái, đặt mông ngồi tại tràn đầy dòng máu bùng lầy mặt đất bên trên, thân thể của hắn bị hao tổn thực sự quá nghiêm trọng, đã hoán đổi thành tiểu bàn nhược kinh tình huống dưới, còn là rất khó trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chữa trị tiểu bàn nhược kinh đối thân thể chữa trị năng lực vẫn là kém chút. Nếu như có thể có lý huyền bất hữu chiến thần chi thể, này thương hẳn là rất nhanh liền có thể đủ tốt dâng lên. Chu Văn trong lòng thầm than, Văn thiếu gia, ngươi không sao chứ. Liễu thành chí vội vàng đi lên muốn viện Chu Văn, khiến cho hắn nghỉ ngơi một hồi đi. Lữ Vân tiên lời vừa ra miệng, con ngươi lại đột nhiên co vào, con mắt cũng trừng lớn, chỉ thấy liễu thành chí vậy mà một trưởng vỗ hướng về phía chu văn đầu mà lại hắn trên lòng bàn tay ánh sáng tím lấp lánh giống như quỷ mị khí thế kia mạnh hoàn toàn không kém hơn lữ vân tiên thậm chí càng thêm yêu dị mạnh mẽ lữ vân tiên hoàn toàn không nghĩ ra trọng thương chưa lành liễu thành chí làm sao có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng đừng nói là trọng thương liễu thành chí coi như là hắn hoàn hảo không chút tổn hại đỉnh phong thời kỳ cũng không có khả năng có lực lượng như vậy, huống chi Lữ Vân Tiên biết liễu thành chí luyện hẳn là phong hệ nguyên khí quyết, mà hắn một trưởng này lại rõ ràng không phải phong hệ, thời gian không cho phép Lữ Vân Tiên suy nghĩ nhiều, liễu thành chí khoảng cách Chu Văn thực sự quá gần, hắn một trưởng này nhường Chu Văn căn bản không có tránh né chỗ trống, huống chi hiện tại Chu Văn thân thể lại quá hư nhược. Lữ Vân Tiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đưa tay tới, mong muốn dùng cánh tay của mình giúp đỡ Chu Văn ngăn lại Liễu Thành Chí một chưởng này, Chu Văn lại nhanh hơn Lữ Vân Tiên, trực tiếp cầm trong tay thạch khí dơ lên, đụng vỡ Lữ Vân Tiên cánh tay, nhưng Liễu Thành Chí một chưởng kia đập vào thạch khí phía trên, bành, chỉ thấy thạch khí chi bên trên tán phát ra mịt mờ ánh quang. Liễu Thành Chí trên bàn tay ánh sáng tím vỡ vụn, thân thể cũng bị phản chấn lùi lại mấy bước, đứng tại trong huyết vũ, vẻ mặt cổ quái nhìn chầm chầm Chu Văn. Bàn tay hắn bên trên áo mưa đã phá toái, trần trụi bàn tay bại lộ tại trong huyết vũ, có thể là huyết vũ lại không thể xâm lấn thân thể của hắn, ngươi không phải liễu thành trí, ngươi đến cùng là ai? Lữ Vân Tiên nhìn chầm chầm liễu thành chí quát hỏi. Liễu thành trí mặc dù cũng là cấp độ sử thi, nhưng tại cấp độ sử thi ở trong chỉ có thể coi là bình thường, trần trùng ngăn cản huyết vũ loại sự tình này, liền Lữ Vân Tiên đều làm không được huống chi là liễu thành chí, khanh khách. Ta chính là liễu thành chí A. Liễu thành chí thần thái ôn tồn âm biến quỷ dị, rõ ràng là thân thể của nam nhân, có thể là thần thái ôn tồn âm lại biến tựa như nữ nhân. PS, si là một loài yêu quái, si trong si mị. Đồ là một loài cổ thú, hình dạng giống gấu nhỏ. Chương 273, tờ giấy, ngươi là mị. Ngồi tại huyết vũ bên trong chu văn, trầm tư sau một lát đột nhiên nhìn chằm chằm liễu thành chí nói ra yêu ma quỷ quái ba loại quỷ quái chu văn đã thấy qua quỷ quái cùng si lại duy chỉ có chưa từng gặp qua mị mà bây giờ trước mặt liễu thành chí thấy thế nào đều không giống như là một người bình thường loại thanh khách ngươi đến là rất thông minh vậy mà liền sớm xem thấu thân phận của ta thật sự là đáng tiếc a à, vừa rồi cơ hội tốt như vậy vậy mà không thể muốn mệnh của ngươi liễu thành chí vừa nói chuyện thân thể một bên quỷ dị run run thất khổng bên trong bay ra khỏi quỷ dị màu tím hơi khói cái kia màu tím hơi khói dần dần ngưng tụ tập cùng một chỗ biến thành một cái mông lung thân ảnh màu tím chẳng qua là thân ảnh kia bị màu tím khói mù bao vây lấy chu văn cùng lữ vân tiên chỉ có thể nhìn thấy giống như là một nữ nhân thân ảnh lại nhìn không rõ ràng đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào màu tím hơi khói hoàn toàn tung bay sau khi đi ra Liễu Thành chí thân thể liền chán nản ngã xuống, trên thân hoàn toàn không có người sống hẳn là có ký tức, rõ ràng đã là cái người chết mà lại thân thể cũng tại tốc độ cao hư thối, ta trước đó cũng không có xem thấu thân phận của ngươi. Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi, vì cái gì duy chỉ có là ngươi có thể trốn tới, trong mắt của ta, trên người ngươi cũng không có đủ có thể trốn khả năng ra ngoài tính. Mà lại con người của ta thiên sinh tính cách so sánh lạnh lùng, rất khó tin tưởng bất luận cái gì người, đối với bất kỳ người nào đều sẽ có chút tâm phòng bị. Chu Văn nói ra, thì ra là thế. Ngươi có thể gọi ra tên của ta, còn tưởng rằng ngươi đã sớm xem thấu thân phận của ta đây. Tử ảnh Kiều vừa cười vừa nói, ngươi tại sao phải chiếm cứ liễu thành trí thân thể, đem chúng ta lừa gạt tới này bên trong. Chu Văn chỉ muốn kéo dài một chút thời gian, để cho mình thân thể có thể đủ nhiều khôi phục một chút, trước mặt cái này mị có lẽ sao thạch si càng khó đối phó thạch si mạnh mẽ có thể là trí tuệ dù sao không cao trước mắt tử ảnh lại là quỷ kế đa đoan đầu kia si vận khí tốt vậy mà nuốt liễu thành chí bọn hắn mang ra thạch khí chờ ta phát hiện chạy tới thời điểm nó đã bắt đầu tiến hóa mà ta đã không phải là đối thủ của nó cho nên chỉ có thể suy nghĩ chút biện pháp đem các ngươi dẫn tới nơi này hy vọng các ngươi có thể cùng nó lưỡng bại câu thương chẳng qua là không nghĩ tới nhân loại các ngươi bên kia, vậy mà chỉ còn lại có như vậy một chút thực lực, nguyên bản ta còn có chút thất vọng, dùng vì lần này khẳng định là không có cơ hội. Lại không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ngươi một người như vậy loại, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Mị vừa nói vừa yêu kiều cười một tiếng, Vũ Mị nói với Chu Văn, ta còn muốn đa tạ ngươi ban ta giết chết Thạch Si. Nắm thạch khí một lần nữa lấy ra ngoài trong thân thể ngươi của lực lượng kia thật đúng là mạnh mẽ để cho ta đều sinh ra vẻ sợ hãi thật là khiến người ta kinh ngạc tán thán đáng tiếc a à, thân thể của ngươi quá yếu đuối căn bản không chịu nổi như thế lực lượng cường đại nếu như ngươi bây giờ còn muốn sử dụng nó liền không cần ta động thủ thân thể của ngươi liền sẽ bị cái kia lực lượng trực tiếp đè nát ngươi bây giờ thân thể ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ đã không có khả năng lại đánh với ta một trận, nếu là ngươi hai tay dâng lên thạch khí, ta còn có khả năng lưu các ngươi hai cái một cái mạng, để cho các ngươi có thể sống trời đi trác lộc. Đăng nhập đế đọc, truyện văn thiếu gia, ngươi đi trước, để ta chặn lại nàng. Lữ Vân Tiên đứng ở Chu Văn trước. Tầm mắt sáng rực nhìn chầm chầm Mỹ nói ra, Mỹ chẳng qua là khinh thường nhếch miệng, ngươi hỏa diễm lực lượng, tại vũ sư huyết sát trong mưa bị suy yếu chỉ còn lại không tới bảy thành uy lực huống chi ngươi vừa mới vừa nhận qua thương hiện tại sức chiến đấu không đủ năm thành ta muốn giết ngươi chỉ cần trong chốc lát hắn một cái thân thể sắp sụp đổ người lại có thể trốn đi nơi nào xem ra ngươi đem hết thảy đều tính toán kỹ chu văn nhìn xem mị nói ra hắn mặc dù so sánh tin tưởng người khác có khả năng cải biến tự thân vận mệnh lời giải thích tuy nhiên lại lại không thể không thừa nhận, từ khi lấy được trúc đao về sau, vận khí của hắn xác thực biến vô cùng kém, đã mấy lần thân hãm hiểm cảnh, sao ta tính toán càng may mắn một chút. Đã các ngươi không chịu giao ra thạch khí, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chính mình lấy. Mỹ xem thấu Chu Văn tâm tư, trên thân nổi lên ánh sáng tím, hướng về Chu Văn đi tới, Lữ Vân Tiên ngưng tụ sức mạnh, một cái hỏa diễm mãnh hổ quyền đánh tới, có thể là mị lại chẳng qua là đưa tay chọc một cái, mang theo tử khí tinh tế bàn tay đặt tại hỏa diễm mảnh hổ đỉnh đầu. Hỏa diễm mảnh hổ trong nháy mắt dập tắt, giống như bọc nước, ta đã nói rồi, chiến lực của ngươi đã không đủ năm thành, muốn giết ngươi quá đơn giản. Mị vừa đi vừa nói chuyện, ngươi mong muốn này thạch khí cũng không khó, bất quá tại đem nó cho trước ngươi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết này rốt cuộc là thứ gì. Chu Văn nắm mắt thạch khí hỏi, nói cho ngươi cũng không sao. Năm đó trác lộc cuộc chiến, nhưng thật ra là hai loại khác biệt thứ nguyên sinh mệnh va chạm, thạch khí liền là trong đó một phương thánh vật. Mỹ nói ra, trác lộc cuộc chiến, không phải hoàng đế cùng suy vưu cuộc chiến sao? Bọn họ đều là nhân loại, làm sao lại kéo tới cái gì thứ nguyên sinh mệnh? Chu Văn khó hiểu nói, bọn hắn là nhân loại không có sai, bất quá bọn hắn đại biểu lại không chỉ là nhân loại. Bằng không liền hai cái không quan trọng nhân loại, lại làm sao có thể mời được đến nhiều như vậy kinh khủng thứ nguyên sinh vật tham chiến. Mị lạnh nhạt nói, hai người bọn họ bất quá là khác biệt thứ nguyên sinh mệnh thế lực ở nhân gian người phát ngôn mà thôi. Hoàng đế đại biểu thứ nguyên sinh mệnh là dùng thạch làm thánh vật chủng tộc, mà si vưu đại biểu thứ nguyên sinh vật thì là dùng kim loại làm thánh vật, trong tay ngươi thạch khí, liền là hoàng đế theo thạch hệ thứ nguyên sinh vật nơi đó cầm tới thánh vật một trong. Theo ta được biết, tại trong truyền thuyết thần thoại, yêu ma quỷ quái là đứng tại si vương một phương sinh vật, nếu như truyền thuyết không sai, này hoàng đế một phương thạch khí, đối ngươi thì có ích lợi gì chỗ đâu. Chu Văn cứ việc kéo dài thời gian. Có thể là thân thể thương tích quá nặng, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng có quá lớn khởi sắc, hắn một bên nói chuyện với mị, Đại não một mực tại nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm lấy sống sót khả năng, có thể là nghĩ tới nghỉ lui. Tình huống hiện tại xác thực như là Mị nói tới một dạng, hắn đã đến tuyệt cảnh, không có bất kỳ cái gì chiến thắng Mị khả năng. Hắn mình đã không có năng lực chiến đấu, Lữ Vân Tiên cũng không phải Mị đối thủ, duy nhất so sánh có ít chiến lực, cũng chỉ còn lại có Hắc Ám Y sư, có thể là Hắc Ám Y sư bản thân năng lực chiến đấu cũng không mạnh, công năng tính lớn hơn sức chiến đấu. Mị cũng đã từng gặp qua hắc ám y sư năng lực, nếu là không có nắm bắt đối phó hắc ám y sư, cũng sẽ không ra tay. Kéo dài thời gian là vô dụng, bất quá nói cho ngươi cũng không sao, cái kia thạch khí đối bất luận cái gì thứ nguyên sinh mệnh đều có chỗ tốt rất lớn. Mị nói xong đã trực tiếp đi tới, một cái tay mang theo ánh sáng tím, chụp tới Chu Văn đầu, Lữ Vân Tiên lập tức động thủ, Chu Văn cũng triệu hoán ra hắc ám y sư, mong muốn dùng dao giải phẫu năng lực, định trụ mị thân thể. Có thể là linh hồn y sinh mệnh hồn giao giải phẫu cắm vào mị trong thân thể, lại trực tiếp xuyên qua, cũng không có khả năng đối nàng có tác dụng, ngược lại là Lữ Vân Tiên bị mị ánh sáng tím chấn bay ra ngoài, ngã ở dòng máu bên trong, hoặc nhìn tình huống vô cùng không ổn, lão sư A. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi cứu mạng. Chu Văn đã sơn cùng thủy tận, ngoại trừ lần nữa sử dụng vương chi tháng tức liều mạng bên ngoài hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp khác không khỏi nghĩ đến trước khi chuẩn bị đi vương minh uyên cho hắn cái hộp nhỏ chu văn nhớ kỹ bên trong có vương minh uyên viết tờ giấy cũng không biết phía trên viết cái gì diệu kế ông lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ chu văn vội vàng nắm hộp theo không gian hỗn độn tìm được trực tiếp lật ra nắm tờ giấy lấy ra mở ra sau đó chu văn liền thấy trên tờ giấy viết bốn chữ quỳ xuống cầu xin tha thứ Chu Văn thấy rõ ràng phía trên viết bốn chữ, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Chương 274, quỳ xuống cầu xin tha thứ, lão sư của ta ai, người này đùa giỡn có thể lớn rồi, muốn đem ta hại chết. Chu Văn có loại cảm giác dở khóc dở cười, cũng cảm giác không thấy tức giận, bởi vì làm căn bản không có nghĩ đến Vương Minh viên vậy mà lại cùng hắn đùa kiểu này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên có dạng gì tâm tình. Nếu như quỳ xuống cầu xin tha thứ hữu dụng. Nhân loại cũng sẽ không có nhiều người như vậy chết tại thứ nguyên trong lĩnh vực, dù sao yêu quý sinh mệnh người xa so với yêu quý mặt mũi nhiều người, trong lúc nhất thời Chu Văn chỉ cảm thấy sơn cùng thủy tận lại không sinh cơ, trong tay mặc dù có thạch khí nơi tay, có thể cái đồ chơi này cũng không có chủ động công kích năng lực, coi như đem nó đút cho phối hợp sủng, lại không nói nó đối phối hợp sủng có hiệu quả hay không. Cho dù có hiệu quả cái kia cũng không phải một chốc liền có thể tạo tác dụng, cái này cần có cái tiến hóa quá trình mà hắn tình huống hiện tại, sợ là vài phút liền sẽ bị mị giải quyết đi, căn bản không có cái kia cái thời gian, nếu không, quỳ xuống cầu xin tha thứ thử một chút. Lão sư hẳn là sẽ không dạng này chơi ta à. Chu văn trong lòng nhịn không được bay lên ý nghĩ này. Vương Minh Nguyên tự hồ không có đạo lý như thế chỉnh học sinh của mình có lẽ thật có hiệu quả cũng khó nói, có thể là mị nhưng không có cho Chu Văn đấu tranh tư tưởng kết thúc thời gian, đã mang theo một mảnh yêu dị ánh sáng tím công đi qua, Chu Văn vội vàng giơ tay lên bên trong thạch khí đi cản, chẳng qua là thạch khí nho nhỏ một mảnh, mà cái kia yêu dị ánh sáng tím lại là phô thiên cái địa tới. Căn bản không có khả năng ngăn lại được, ánh sáng tím tới người, trước mắt một mảnh lóa mắt, thậm chí có khả năng thấy ánh sáng tím bên trong mị đang đưa tay cầm lấy đầu của hắn, bàn tay kia đã gần trong gan tất, Chu Văn cho là mình lần này khẳng định xong thời điểm, lại đột nhiên thấy trước mặt ánh sáng tím lập tức thu lại, tới trước mặt hắn mị, thân thể tự hồ giống như là bị mặt đất cường lực nam châm hút vào. Thân thể đột nhiên chìm xuống dưới, bột một tiếng quỳ trên mặt đất, khiến cho trên mặt đất dòng máu tứ tán bắn tung tóe. Chu Văn hơi giật mình mà nhìn xem quỳ ở trước mặt mình mị, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mị quỳ ở nơi đó, hai tay án lấy mặt đất, đầu gối cùng hai tay đều lâm vào bùn lầy bên trong, thân thể của nàng run rẩy. Tự hồ là đang nỗ lực mong muốn chống đỡ từ bản thân thân thể, tuy nhiên lại làm sao cũng chống đỡ không nổi, đầu của nàng tự hồ cũng bị vô hình từ lực hấp dẫn, một chút hướng về mặt đất chìm xuống, mặc cho nàng làm sao dãy dụa, lại cũng không có cách nào ngẩng đầu lên, mị phát ra kinh khủng tiếng thét chói tai, toàn thân tử khí bay lên, giải dụa lấy nghĩ muốn đứng lên. Tuy nhiên lại vẫn là không thể động đậy, cái kia vô hình lực lượng cường đại, ép nàng chỉ có thể phục tùng, là thạch khí lực lượng phát huy tác dụng. Chu Văn trong lòng ý niệm đầu tiên chính là cái này, có thể là lập tức lại phủ định ý nghĩ này, thạch khí vẫn giống như trước kia, không có chút nào lực lượng gợn sóng, nếu như không là công kích lực trực tiếp nện ở trên người nó Nó căn bản sẽ không có bất kỳ phản ứng nào Vừa rồi mị công kích còn không có đụng phải nó đâu Nó làm sao lại bột phát ra như thế mạnh lực lượng Nếu như nó thật sự có thể chính mình bột phát ra như thế mạnh lực lượng bảo hộ người khác Vừa rồi Chu Văn cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy chém giết thạch si Có thể có phải hay không thạch khí Như vậy cũng chỉ còn lại có Không thể nào chu văn tầm mắt chuyển hướng trong tay mình cầm lấy tờ giấy kia đó là một tấm bình thường bạch chỉ phía trên liền viết quỳ xuống cầu xin tha thứ bốn chữ bởi vì vương minh uyên ưa thích thư pháp quan hệ cho nên bốn chữ này là dùng bút lông viết bốn chữ viết tuấn tú mà có khí khái nhất bút nhất họa ở giữa đều tàn khí vận đúng là khó gặp chữ tốt dù cho là so với những cái kia thư pháp chuyên gia cũng không kém cõi nửa phần liền liền chu văn này không hiểu gì chữ gia hỏa cũng nhìn ra tới này chữ rất xinh đẹp có thể là chữ lại thế nào xinh đẹp cái kia cũng chỉ là bình thường mực nước viết tại bình thường trên tờ giấy trắng chữ viết mà thôi chu văn xem trong tay bạch chỉ lập tức phát hiện chỗ khác thường bạch chỉ mặc dù bình thường cũng không có cái gì vần sáng loại hình đồ vật có thể là một mực không ngừng bay xuống tơ máu nhưng không có một tia rơi vào trên tờ giấy trắng tựa như những cái kia mưa bụi đều tự động vòng qua bạch chỉ không thể nào lão sư ngươi không phải đang chơi ta đi chu văn trong nháy mắt chỉ cảm thấy lại từ địa ngục về tới thiên đường cầm trong tay bạch chỉ chuyển tới đi nhìn phía trên chữ muốn nhìn xem những chữ kia bên trên có phải hay không tản ra vô thượng thần huy mới có thể trấn áp lại trước mặt mị chu văn nắm giấy chuyển tới phát hiện trên giấy chữ vẫn là cái kia bốn chữ cũng không chỗ thần kỳ có thể là hắn nắm bốn chữ đối với mình thời điểm cái kia Mị lập tức giống như là mất đi giam cầm, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên một cái. Nắm Chu Văn giật nảy mình, Mị chính mình cũng không nghĩ tới trên người lực lượng vô hình sẽ biến mất, lập tức không dừng lực lượng, trực tiếp bay lên trời, Chu Văn vội thẳng tắp rơi rơi trên mặt đất, hai đầu gối chạm đất, hai tay án lấy mặt đất, liền như thế ghé vào tích đầy dòng máu bùng lầy bên trong, lại biến thành quỳ tư thái, lão sư của ta a, à, ngươi thật sự là ta thân lão sư. Chu Văn Hận không thể ôm tờ giấy hôn vào mấy ngụm, hắn là dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Minh Uyên viết cho hắn bốn chữ, vậy mà lại có tác dụng như vậy. Chu Văn ngay lập tức không do dự nữa, đối Lữ Vân Tiên lớn tiếng nói, Lữ doanh trưởng, ngươi còn lăn lấy làm gì, còn không mau giết nàng. Lữ Vân Tiên cũng là bị vừa rồi phát sinh một màn cho sợ ngây người, trận to mắt nhìn quỳ gối dòng máu bên trong mị, bị Chu Văn như thế một hô, liền lập tức tỉnh ngộ lại ngưng tụ trên người toàn bộ lực lượng hỏa diễm tướng quân mệnh hồng triệt để bùng nổ một cái hỏa diễm mảnh hổ quyền hướng về quỳ trên mặt đất vô lực phản kháng mị đánh tới mị vô phương phản kháng mắt thấy liền bị hỏa diễm mảnh hổ quyền oanh sát tại chỗ mị trong mắt lóe lên vẻ kinh hoảng đột nhiên một đầu cuối tại dòng máu bên trong đồng thời trong miệng kêu to đại nhân tha mạng a à. một giây sau cái kia cổ đè ép mị vô hình lực trường tựa hồ biến mất không thấy gì nữa mị thân hình đột nhiên phóng lên tận trời tránh qua tránh né lữ vân tiên hỏa diễm mảnh hổ quyền mị nó chu văn thấy cảnh này cũng nhịn không được thốt ra mà ra một câu thô tục nghĩ thầm lão sư này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a à, trấn áp thì cũng thôi đi người ta cầu cái tha liền không sao này có cái cái rắm dùng a à, mị này cởi một cái khốn hắn chẳng phải là lại muốn lâm vào tuyệt cảnh. Chu Văn cảm giác mình đều nhanh muốn bị Vương Minh Uyên cho chỉnh điên rồi, thanh khách, ngươi dám đảm đương ta cúi đầu, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Mỹ trên không trung cười quá dị, thanh âm bên trong lại tràn đầy thấu xương hận ý, tung hoành thứ nguyên bao nhiêu năm, nàng bái qua cũng quỳ qua, có thể vậy cũng là vô thượng chúa tể, nơi nào sẽ hướng Chu Văn như vậy nhân loại yếu đuối quỳ lạy dưới cái nhìn của nàng đây quả thực là cả đời sỉ nhục, mị mang theo kinh khủng ánh sáng tím, như là trong đêm yêu dị một đầu tử hồng, trong chốc lát xẹt qua hư không, thẳng hướng chu văn trên thân chém đi, có thể là làm cái kia tử hồng đến chu văn trước người thời điểm, lại nghe thấy bột một tiếng, mị thân hình theo tử hồng bên trên lộ ra ra tới, lại quỳ gối dòng máu bên trong. Ta! À, chu văn đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình lúc này chương 275, lần nữa phối hợp trứng, Lữ Vân Tiên quyết định thật nhanh, lập tức hướng về quỳ trên mặt đất Mỹ phát khởi công kích, Mỹ trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng khuất nhục, có thể là nhưng lại không thể không một đầu lần nữa dập đầu trên đất, đồng thời la lớn, đại nhân tha mạng. Một tiếng về sau, Mỹ thân thể lập tức mất đi chế ước, lần nữa phi thân trở ra. Hóa thành một đoàn sương mù tím lui lại, tránh qua, tránh né Lữ Vân Tiên hỏa diễm mảnh hổ quyền, lần này mị không tiếp tục xông lại trên mặt phẫn nộ oán hận không cam lòng các loại cảm xúc đang vào một chỗ hung tợn nhìn chằm chằm chu văn liếc mắt sau đó tốc độ cao tại trong huyết vũ trốn đi thật xa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngươi chờ đó cho ta ta sẽ còn trở lại dòng máu bên trong bay tới mị thanh âm dần dần biến yếu không thể nghe thấy chu văn ngồi tại dòng máu bên trong thở hồng hộc vừa rồi cái kia trong chốc lát chuyện phát sinh thực sự quá kích thích, nhưng trái tim của hắn một hồi bên trên một hồi dưới, chỉ cảm thấy huyết áp cũng không tốt, mạch máu phản phất đều nhanh muốn bạo điệu, văn thiếu gia, ngươi đây rốt cuộc là bảo bối gì a? À? Làm sao cổ quái như vậy? Lữ Vân Tiên vẽ mặt cổ quái nhìn xem Chu văn trong tay cái kia tờ giấy trắng cùng phía trên bốn chữ nói ra. Ta làm sao biết? Chu văn nắm mạch chỉ gãy dâng lên, một lần nữa thả lại trong hộp, Hắn không có nói cho Lữ Vân Tiên này giấy là Vương Minh Nguyên cho hắn, bởi vì theo hắn biết, Vương Minh Nguyên mặc dù lý luận tri thức có thể xưng nhất đại tông sư, có thể là tu vi của hắn chỉ có thể coi là bình thường cấp độ sử thi, hiện tại hắn viết bốn chữ, lại có thể trấn áp mị này loại kinh khủng cấp độ sử thi sinh vật. Nhưng mị đều không thể không dập đầu cầu xin tha thứ, thế này sao lại là cái gì bình thường cấp độ sử thi, đơn giản thật là đáng sợ. Chu Văn cảm thấy việc này vẫn là không nên để cho người bên ngoài biết tốt, mà lại hắn cũng xác thực không biết, vì cái gì Vương Minh Viên bốn chữ lại có như thế lớn ma lực, về phần tại sao Vương Minh Viên sẽ trấn mà không giết. Còn để lại một chút hy vọng sống, Chu Văn cũng chỉ có thể suy đoán, Vương Minh Viên có thể là không nghĩ hắn lạm dụng chữ bên trên lực lượng, cho nên mới lưu lại cầu xin tha thứ hai chữ. Nhưng cái kia bị trấn áp sinh vật còn có một đầu sinh lộ, Chu Văn không biết bốn chữ lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, bất quá đối mặt cấp độ sử thi sinh vật lúc, nên tính là nhiều một tấm bùa bảo mệnh. Đây đối với Chu Văn thật sự mà nói quá trọng yếu, Lữ Doanh trưởng, chúng ta đi. Chu Văn cường nhẫn nhịn vết thương trên người đau nhức, theo bùng lầy đứng lên, ngươi còn có thể được không? Lữ Vân Tiên vội vàng đi lên đỡ lấy Chu Văn, không được cũng phải đi lão hiệu trưởng vẫn chờ này thạch khí cứu mạng đâu, nhất định phải đưa qua. Chu Văn nhường hắc ám y sư tới cổng hắn. Lão hiệu trưởng. Lữ Vân Tiên hơi ngẩn ra, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ Chu Văn nói tới ai, liền là mất tích Âu Dương lão tiên sinh, đoán chừng Lam phu nhân phải cùng hắn kẹt ở cùng một chỗ. Chu Văn trong lòng nhớ mãi không quên liền là cứu ra lão hiệu trưởng, người bên ngoài đều chỉ là phụ, vừa rồi nhất thời không có chú ý, liền nói thẳng ra, Lữ Vân Tiên đến là không nghĩ quá nhiều. Gật gật đầu nói, "Lam phu nhân cùng Âu Dương lão tiên sinh rất có thể đều bị nhốt ở trong đường hầm, chúng ta bây giờ liền chạy tới đi." Chu Văn hiện tại sức chiến đấu rất yếu, bất quá hắn đến là không quá lo lắng, bởi vì trước mắt mà nói, này một mảnh trên chiến trường hẳn là chỉ có yêu ma quỷ quái ba loại thứ nguyên sinh vật, Hắc Ám Y sư có khả năng khắc chế quỷ quái hắn còn có một đầu tử khí linh đan cũng có thể khắc chế si tờ giấy kia tại thân cũng không sợ mị tới quấy rối ít nhất tại đến di tích trước đó bọn hắn sẽ không có quá lớn nguy hiểm hiện tại chu văn lo lắng nhất chính là di tích bên kia tìm không thấy an sinh bọn hắn một phần vạn an sinh bọn hắn đã tiến vào di tích vậy hắn cầm lấy thạch khí cũng vô dụng chỉ sợ chỉ có thể chính mình tiến vào đợi một chút chu văn gọi lại lữ vân tiên nhưng hắc ám y sư cổng hắn hướng cái kia chết đi thạch si đi đến vừa rồi chiến đấu quá mức kịch liệt chu văn một mực không có xem cái kia thạch si có hay không tuôn ra đồ vật gì lữ vân tiên cũng quên chuyện này thấy chu văn hành động bất tiện liền vội vàng đi tới hỗ trợ nắm những cái kia hòn đá dời xem bên trong có hay không kết tinh loại hình đồ vật đột nhiên lữ vân tiên nhãn tình sáng lên tại một khối đá phía dưới vậy mà đè ép một khỏa màu xám thạch trứng có to bằng nắm đấm, tựa như là một khối màu xám đánh bóng chất cảm đá cuội, phối hợp trứng. Chu Văn cùng Lữ Vân Tiên đều là trong lòng vui vẻ, thạch si mạnh mẽ như thế, nó tuôn ra tới phối hợp trứng, chỉ cần vận khí không phải quá kém, ấp ra tới phối hợp sủng đều không yếu. Văn thiếu gia, phối hợp trứng ngươi hảo hảo thu về, tiên này phối hợp trứng không thể coi thường, tương lai ngươi tấn thăng sử thi về sau, lại đem nó ấp ra tới, khẳng định sẽ rất có giúp ích. Lữ Vân Tiên gặp qua Thạch Si mạnh mẽ, biết cái này phối hợp sủng không thể coi thường, Chu Văn gật gật đầu, nhận lấy phối hợp trứng, sau đó trực tiếp nhường hắc ám y sư cổng hắn lên đường. Thiên địa tối tăm, một mảnh huyết vũ thương mang ở giữa, Lữ Vân Tiên cùng hắc ám y sư một trước một sau đi, Lữ Vân Tiên ở phía trước mở đường, hắc ám y sư một tay cổng Chu Văn, một cái tay che dù, thay Chu Văn chống đỡ mưa gió, Chu Văn cầm điện thoại di động, chiếu chiếu cái kia viên thạch si trứng, phía trên quả nhiên xuất hiện tư liệu, biến dị thạch si, cấp độ sử thi. Mệnh cách, thạch thú quỷ, mệnh hồn, hóa đá long tử, lực lượng, 40, tốc độ, 34, thể phách, 40, nguyên khí, 40, kỹ năng thiên phú, thạch quan nhãn, thạch mâu trận, phối hợp trạng thái, thạch khải, rất mạnh mẽ phối hợp sủng. Ba loại thuộc tính đều đạt đến cấp độ sử thi cực hạn 40 điểm, lại có song kỹ năng công kích, lại thêm nó mệnh cách cùng mệnh hồn, trừ phi gặp được thắc tinh. Bằng không tại cấp độ sử thi ở trong đã coi như là đỉnh cấp phối hợp sủng, bất quá hết sức đáng tiếc, Chu Văn hiện tại nguyên khí hoàn toàn không đủ để ấp ra dạng này đỉnh cấp sử thi phối hợp sủng, chỉ có thể trước tiên đem nó thu vào không gian hỗn độn, Chu Văn ghé vào hắc ám y sư trên lưng, lấy điện thoại di động ra tiếp tục chơi game cày phó bản, có hắc ám y sư vì hắn che gió che mưa đến là không cảm thấy vất vả, lực chú ý đều tại trò chơi phía trên. Chu Văn đối với tự thân đau xót cảm giác cũng ít đi rất nhiều, hiện tại Chu Văn mong muốn làm, liền là tìm ra di tích bên trong cái kia cổ chặt đầu lực lượng nơi phát ra, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, nếu như đến lúc đó an sinh bọn hắn thật đã tiến vào di tích, hắn cũng chỉ có thể chính mình mang theo thạch khí tiến vào. Nếu như tìm không ra chặt đầu lực lượng nơi phát ra, hắn căn bản là vào không được, coi như không muốn mạng xông đi vào, cũng chỉ là chịu chết mà thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Lữ Vân Tiên đi trong chốc lát, không nghe thấy Chu Văn nói chuyện, quay đầu nhìn một chút Chu Văn, phát hiện hắn đang ghé vào Hắc Ám Y sư trên lưng cầm điện thoại di động điên cuồng kỹ thuật. Không khỏi trong lòng âm thầm tán thưởng, Văn thiếu gia liền là Văn thiếu gia, ở loại địa phương này, lại còn có thể dùng như thế buông lỏng tâm tính đi chơi đùa, đổi thành ta là dù như thế nào cũng làm không được khó trách hắn tuổi còn nhỏ vậy mà liền có thành tựu như thế này. Lòng người liền là một loại hết sức vật kỳ quái, nhận định một người là không tốt, như vậy vô luận hắn làm cái gì đều là không tốt. Có thể là một khi nhận định người kia hết sức ưu tú, liền sẽ cảm giác hắn làm cái gì đều là tốt, sẽ tự mình não bổ ra ngàn vạn loại nói rõ lý do, hiện tại Lữ Vân Tiên liền là như thế, vô luận Chu Văn làm cái gì, hắn đều cảm thấy hết sức cao quý, dường như thâm ý sâu sắc hy vọng A Sinh còn không có tiếng vào di tích đi. Chu Văn nhưng trong lòng có chút lo lắng. Chương 276, Giới Phong, Quỷ Tân Nương không dám tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Chu Văn liền để nàng tại di tích bên trong dạo qua một vòng, toàn bộ di tích phương viên hơn 10 dặm, trên cơ bản đều là tàn đoạn tường đá cùng cột đá, không nhìn thấy bất kỳ một cái nào thứ nguyên sinh vật, liền máu mưa lúc này bên trong đều biến nhỏ rất nhiều, quỷ tân nương đã đem di tích tìm tòi nhiều lần, lại vẫn không có xem ra vấn đề, phái phối hợp sủng đi vào, kết quả ngoại trừ quỷ tân nương bên ngoài, cả đám đều bị chém đứt đầu, không có khả năng không có dấu vết để lại, nếu Âu Dương Lam cùng A Sinh có thể đi vào. Nói rõ bọn hắn khẳng định phát hiện chặt đầu lực lượng nơi phát ra Chu Văn lần lượt làm lại Để cho mình phối hợp sủng từng cái đi vào trong đó Sau đó thấy bọn nó là thế nào bị chém xuống đầu Mong muốn theo bên trong tìm ra mánh khóe chỉ dùng ánh mắt xem, xác thực nhìn không ra cái gì, có thể là dùng đế thính đi nghe, lặp đi lặp lại nghe rất nhiều lần, Chu Văn cuối cùng phát hiện vấn đề, mỗi lần Chu Văn phối hợp sủng bị chém xuống đầu thời điểm, Chu Văn đều sẽ nghe được một cái rất nhỏ cực điểm thanh âm. Thanh âm kia cũng không là chặt đầu lúc xương cốt cùng máu thịt phát ra thanh âm, mà là một loại cực kỳ bí ẩn, tự hồ là hơi thanh âm của gió thổi qua, có thể là nếu như nói đó là gió, cái kia liền có chút kỳ quái, bởi vì di tích bên trong hết sức cổ quái, liền phía ngoài huyết vũ đến bên trong, đều đột nhiên ở giữa biến không nửa tung bay, từng tia mưa máu, giống như là như là hoa tuyết chậm rãi thẳng đứng hạ xuống. Căn bản không nhìn thấy gió thổi qua dấu vết, có thể là làm những cái kia sủng vật bị chém đầu thời điểm, Chu Văn Sát thực nghe được gió thanh âm, lần nữa nhường kim tinh giáp thú đi vào di tích bên trong, Chu Văn nhắm mắt lại, dùng đế thính năng lực cẩn thận lắng nghe kim tinh giáp thú đi đi đột nhiên đầu liền bị đồ vật gì cho gãy xuống có thể là ở đó lại cái gì cũng không có gió quả nhiên là gió chu văn lại là đột nhiên mở to mắt người tí hon màu đỏ ngòm ánh mắt nhìn về phía di tích bên trong kim tinh giáp thú thi thể tại kim tinh giáp thú bị chém xuống đầu trong nháy mắt đó đế thính năng lực xác thực bắt được gió dấu vết chẳng qua là cái kia gió lăn không mà sinh không phải đến từ bên ngoài, giống như là đột nhiên xuất hiện tại kim tinh giáp thú trên cổ một dạng. Trực tiếp nắm kim tinh giáp thú đầu trảm xuống dưới, gió không thể nào là vô duyên vô cớ sinh ra, có thể là cũng không có ngoại giới gió thổi hướng kim tinh giáp thú, như vậy gió là từ đâu tới đâu. Chu Văn nhíu mày suy tư, lữ doanh trưởng, ngươi biết gió là thế nào hình thành sao? Chu Văn đột nhiên ngẩng đầu hỏi đằng trước dò đường Lữ Vân Tiên, Lữ Vân Tiên suy nghĩ một chút nói ra, dựa theo trước kia khoa học nói rõ lý do gió là không khí lưu động mà sinh ra hiện tượng tự nhiên dưới tình huống bình thường dẫn phát gió động năng liền là thái dương nhiệt lượng mặt đất nhiệt độ bởi vì thái dương chiếu xạ mà lên cao từ đó làm mặt đất không khí sinh ra nóng bành trướng bay lên nói gió hình thành lữ vân tiên còn nói thêm ta đến trường lúc thành tích học tập không hề tốt đẹp gì liền nhớ kỹ này một chút văn thiếu gia ngươi xem có đúng hay không ta so ngươi thành tích càng kém. Chu Văn nghe Lữ Vân Tiên, lại rơi vào trầm tư ở trong, Chu Văn cũng không có cảm giác di tích bên trong nhiệt độ dị thường, mà lại huyết vũ thẳng đứng hạ xuống, căn bản không có không khí lưu động dấu hiệu, hắn thực sự không nghĩ ra, những cái kia gió vì sao lại trống rỗng xuất hiện, Lữ Danh Trưởng lại nói tiếp, bất quá hiện ở thời đại này. Rất nhiều thứ cũng không có cách nào dùng khoa học để giải thích, nói đến gió, ta đến là nhớ tới một sự kiện. Lam phu nhân nhìn thấy huyết vũ thời điểm, đã từng nói cái kia huyết vũ có thể là si vưu thủ hạ vũ sư huyết sát mưa, mà cùng vũ sư nổi danh, đồng dạng tại si vưu thủ hạ hiệu lực, còn có một vị đại thần gọi thần gió, này thần tinh thông phong hệ lực lượng. Ta nghe Lam phu nhân nói, hắn có một loại phong lực lượng, gọi giới phong. Cái gì là giới phong? Chu Văn trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, lữ doanh trưởng lời này đến là nhắc nhở hắn thần gió cùng vũ sư nổi danh toàn bộ viễn cổ chiến trường đều bị huyết vũ bao phủ tuy nhiên lại không chút cảm nhận được phong lực lượng cái kia trong di tích lăng không mà sinh gió đến là rất có thể cùng thần gió có quan hệ kỳ thật ta cũng không rõ lắm chẳng qua là nghe lam phu nhân nói qua vài câu dừng một chút lữ doanh trưởng tiếp tục nói gió là không khí lưu động kết quả nhưng này là đối với một cái thế giới tới nói nếu như hai cái thế giới khác nhau bị đã thông như vậy hai thế giới bên trong không khí cũng sẽ tùy theo lưu động mà thần gió liền nắm giữ lấy loại năng lực này được xưng là giới phong đến mức thần gió đến cùng là làm sao làm được thậm chí thần gió cùng giới phong có phải thật vậy hay không tồn tại đây cũng không phải là ta có thể biết chu văn như có điều suy nghĩ cảm thấy lữ doanh trưởng lời này đối với hắn dẫn dắt rất lớn gió không thể nào là lăng không sinh ra có thể là di tích bên trong lại vẫn cứ có gió lăng không mà sinh nếu như nói là khác biệt thế giới giao hội sinh ra gió tự hồ liền có thể giải thích thông chẳng lẽ nói di tích bên trong chặt đầu thủ đoạn là thần gió ẩn trong bóng tối cách làm chu văn ngẫm lại lại cảm thấy không đúng giống như thần gió loại kia cấp độ thần thoại nhân vật căn bản không cần làm này loại thủ đoạn nhỏ hắn tùy ý thổi ra một hơi sợ là liền có thể diệt sát vô số cấp độ sử thi cường giả. Nếu như không phải thần gió, cái kia liền hẳn là một loại có được giống giới phong năng lực thứ nguyên sinh vật, nó nhất định liền giấu ở di tích bên trong, chỉ cần đem nó tìm ra giết chết, liền có thể an toàn tiến vào di tích, có thể là như thế nào mới có thể đem hắn tìm ra đâu. Chu Văn cảm giác có chút đau đầu, quỷ tân nương đã tại trong di tích tìm mấy nhiều lần. Lại phát hiện gì cũng không có, rất có thể là cái kia phong hệ sinh vật một mực nằm từ một nơi bí mật gần đó rất khó tìm đến chỗ ở của hắn nếu như ba tiêu tiên ở đây liền tốt nàng cũng là phong hệ hẳn là có thể đủ đưa đến hiệu quả nhất định mới đúng chu văn nhìn thoáng qua không gian hỗn độn chỉ thấy cái kia vòi rồng còn đang không ngừng thổi mạnh đến mức đầu kia phong chi nữ thần thủ hộ bị ba tiêu tiên ăn viên bảo thạch kia về sau vòng cổ liền không có tác dụng gì thậm chí bên trên đã không còn miễn dịch phong hệ năng lực. Chu Văn một đường nghiên cứu, đường bên trên lại đụng phải hai cái quỷ quái, đều bị hắc ám y sư giải quyết hết, đến là không tiếp tục gặp gỡ phiền toái gì, mị cũng mất tung ảnh, tự hồ thật trốn, hai người tới di tích trước thời điểm. Thấy tại di tích đằng trước lại có mấy lều vải, còn có ăn mặc đặc chế áo mưa người đang đi tuần, Chu Văn, sao ngươi lại tới đây? Tuần tra người kia thấy Chu Văn cùng Lữ Vân Tiên, Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ngên qua tới nói, "Triệu Tân, an sinh người ở nơi nào?" Chu Văn nhận ra tuần tra người là Triệu Tân, không khỏi trong lòng vui vẻ, nếu Triệu Tân còn ở nơi này. Nói không chừng an sinh bọn hắn đều còn không có tiến vào di tích, an phó quan dẫn người tiến vào di tích, đã đi vào nhanh một ngày, "Văn thiếu gia, ngươi vẫn là mau trở về đi thôi, nơi này quá nguy hiểm." Triệu Tân nói ra, Chu Văn nhíu mày, tiếp tục hỏi: di tích bên trong không phải có kinh khủng chặt đầu lực lượng sao? An sinh bọn hắn là thế nào đi vào? Chương 277, dùng thân thử gió, xác thực hết sức quỷ dị dọa người, bắt đầu chúng ta phái rất nhiều phối hợp sủng đi vào, có thể là kết quả mỗi cái phối hợp sủng đều bị chém đầu, chỉ có hai cái phối hợp sủng may mắn vẫn còn tồn tại. An Phó quan nói gọi là không gian chi phong, là hai cái khác biệt không gian không khí đối lưu sinh ra mạnh mẽ phong lực bởi vì là không gian chi phong vô tung vô ảnh. Trừ phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút kẻ hở, bằng không rất khó ngăn cản. Triệu Tân dừng một chút lại tiếp tục nói, An Phó quan cuối cùng suy nghĩ một cái biện pháp, nhường hai vị tinh thông không gian năng lực cấp độ sử thi, phụ trách nhiễu loạn không gian trật tự, là có thể nhường những cái kia không gian chi phong vô phương tốc độ cao hình thành. Thử qua về sau, phát hiện biện pháp này quả nhiên hữu hiệu chỉ là bọn hắn hai cái đủ khả năng chống đỡ khu vực có hạn cho nên không có cách nào nắm tất cả mọi người mang vào ta cùng mặt khác hai tên gia hỏa đành phải lưu thủ tại chỗ này chờ lấy an phó quan bọn hắn trở về an sinh có hay không nói hắn dẫn người đi di tích trúng cái gì địa phương chu văn hỏi không biết an phó quan hắn không có nói chỉ nói muốn đi di tích bên trong tìm kiếm Lam Phu Nhân cùng Âu Dương Lão Gia Tử Hạ Lạc, cụ thể đi địa phương nào hắn cũng không nói. Triệu Tân lắc đầu nói, Chu Văn nhìn một chút xa xa di tích, trong lòng có chút sầu muộn, mặc dù bây giờ biết, di tích bên trong xác thực có cùng giới phong tương tự lực lượng tại quấy phá, có thể là Chu Văn cũng sẽ không không gian hệ lực lượng. Cũng không có ngăn cản giới phong năng lực, coi như biết giới phong đặc tính, lại cũng giống vậy vô phương ngăn cản các ngươi chạy tới nơi này làm gì triệu tân hỏi ta chỗ này có một vật cần đưa cho an sinh có lẽ sẽ đối nàng cứu trợ lam phu nhân có chỗ trợ giúp các ngươi có biện pháp liên hệ với hắn sao thấy mặt khác hai cái lưu thủ cấp độ sử thi cường giả cũng đi ra chu văn cũng không có nói thạch khí sự tình chẳng qua là hàm hồ hỏi một câu nơi này tín hiệu quấy nhiễu rất lợi hại thông tin thiết bị đều không có tác dụng gì trừ phi bọn hắn ra tới bằng không sợ là không thể nào có liên lạc. Triệu Tân nói, hai người khác thấy Chu Văn, lập tức giật nảy cả mình, chỉ Chu Văn nói ra, ngươi không có mặc áo mưa, làm sao lại không có bị virus cảm nhiễm. Triệu Tân nghe bọn hắn kiểu nói này, cũng là ngẩn người, lúc này mới ý thức được, Chu Văn trên thân vậy mà chỉ mặc một kiện bình thường áo giáp, mà không có áo mưa, xem trên người hắn áo giáp kiểu dáng, không có khả năng che khuất thân thể tất cả vị trí khẳng định sẽ dính vào huyết vũ, ta có khắc chế huyết vũ phương pháp, các ngươi không cần lo lắng, lưu ở giữa lều vải cho ta. Ta cần một chút thời gian nghỉ ngơi. Chu Văn nói ra, hắn nhất định phải chờ vết thương trên người khá lắm không sai biệt lắm, có năng lực chiến đấu, sau đó nghĩ đến đối phó giới phong biện pháp, bằng không đi vào cũng là chịu chết, không có bất kỳ cái gì tác dụng, triệu tân chỉ chỉ trong đó một lều vải nói ra, đó là an phó quan lều vải ngươi liền ở chỗ của hắn đi chu văn cũng không khách khí trực tiếp chui vào trong lều vải sạch sẽ gọn gàng vẫn sáng tự mang pin ngọn đèn nhỏ bên cạnh trưng bày một chút sách còn có một cái nho nhỏ hương hương lô an sinh đến là không chê phiền phức vậy mà mang theo nhiều đồ như vậy tới chỗ như thế chu văn tìm cái địa phương ngồi xuống một bên vận chuyển tiểu bàn nhược kinh chữa trị thân thể bị thương của mình một bên tiếp tục chơi đùa triệu tân ba người nắm lữ vân tiên mang vào một cái khác lều vải vừa cười vừa nói lữ doanh trưởng khổ cực cho ngươi đưa chu văn tới hung hiểm như thế địa phương đường bên trên chịu không ít khổ a à. lữ vân tiên nhìn triệu tân ba người liếc mắt lãnh đạm nói đây là chức trách của ta mà lại không có văn thiếu gia ta cũng đi không đến nơi đây lời này nói thế nào ba người đều là ngẩn người triệu tân nhìn xem lữ vân tiên hỏi lữ vân tiên lại là không đáp chỉ nói là nói, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, chờ văn thiếu gia thương lành, chúng ta cùng hắn cùng một chỗ tiến vào di tích tìm an phó quan. Ba người xem Lữ Vân Tiên ánh mắt tựa như là đang nhìn một người điên, triệu tân liếm môi một cái nói ra, ta biết các ngươi lạc nhật quân là có tiếng không sợ chết. Có thể là ngươi biết cái kia trong di tích không gian chi phong có nhiều đáng sợ sao? Ngươi biết bắt đầu dò đường thời điểm, có nhiều ít mạnh mẽ phối hợp sủng đều vô thanh vô tức chết tại bên trong sao. Đó cũng không phải là tùy tiện người nào muốn vào liền có thể tiến vào địa phương. Văn thiếu gia sẽ nghĩ tới biện pháp. Lữ Vân Tiên lạnh nhạt nói, triệu tân ba người nhìn nhau. Đều cảm thấy Lữ Vân Tiên khẳng định là đầu óc có bệnh, loại địa phương kia có biện pháp nào có thể nghĩ. Không thể khắc chế không gian chi phong năng lực, đi vào liền là muốn chết, không có thứ hai con đường có thể đi, coi như Chu Văn lại thế nào thông minh, hắn cũng không phải không gian hệ năng lực, hơn nữa còn là cái truyền kỳ cấp, có thể có biện pháp nào an toàn đi vào di tích. Không hài lòng, Triệu Tân ba người dứt khoát liền không tiếp tục để ý Lữ Vân Tiên, riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình, Chu Văn xác thực không có nghĩ đến cái gì biện pháp, mặc dù biết rõ giới phong đặc điểm, có thể là không có phương pháp khắc chế y nguyên không có tác dụng gì, Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có sử dụng quỷ bộ năng lực, tại giới phong sinh ra nháy mắt. Trực tiếp trốn đi thật xa, nhưng giới phong trảm không trúng hắn, có thể là Chu Văn ở trong game thử mấy lần, độ khó vô cùng cao, giới phong xuất hiện vị trí cơ hồ liền dán vào da của hắn, phản ứng chậm hơn không giờ không dây dây, mệnh của hắn liền không có, 10 lần bên trong, Chu Văn mới có thể miễn cưỡng né tránh một hai lần, cứ như vậy bên trong còn thành phần có vận khí tại. Quỷ bộ rất nhanh, nhưng này chỉ là tốc độ, Chu Văn năng lực phản ứng lại sẽ không bởi vì quỷ bộ mà tăng lên, tại đối mặt đột nhiên xuất hiện giới phong thời điểm, Chu Văn tốc độ phản ứng rõ ràng không đủ dùng, nhất định phải có thể né tránh giới phong mới được, như thế nào mới có thể đủ phản ứng càng nhanh, an toàn hơn né tránh giới phong đâu? Chu Văn một mực ở trong game không ngừng nghiên cứu. Chu Văn hết sức chăm chú ở trong game liều mạng nghiên cứu, Triệu Tân ba người tới đưa cơm thời điểm, thấy Chu Văn ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại, đều là cười cười không nói gì, Chu Văn chơi điện thoại đối bọn hắn tới nói không có chỗ gì đặc biệt, bọn hắn cũng không thấy đến có gì không ổn, bất quá liên hệ đến Lữ Vân Tiên theo như lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác có chút hài hước. Trở lại bốn người dùng chung lều vải, thấy Lữ Vân Tiên chính ở chỗ này làm công tác chuẩn bị, một bộ tự hồ thật mong muốn xuất phát đi di tích bộ dáng, Triệu Tân nhịn cười không được cười nói: ta nói lữ doanh trưởng, Chu Văn Chính ở chỗ này chơi game đâu, ta xem một chốc là không đi được di tích, ngươi vẫn là trước nghỉ một lát mà đi. Sẽ đi. Lữ Vân Tiên lại chẳng qua là từ tốn nói một câu. Thấy Lữ Vân Tiên cố chấp như vậy, Triệu Tân cũng không nói gì thêm nữa, nằm tại trên đệm lấy điện thoại di động ra, cũng tìm một cái trò chơi chơi, đến không phải nói hắn thật sự có nhiều ưa thích chơi đùa, mà là ở loại địa phương này áp lực quá lớn, nếu như không tìm chút chuyện gì đó làm hắn sợ chính mình sẽ điên mất chu văn không ngừng tại sinh cùng tử ở giữa ma luyện phản ứng của mình năng lực hắn nhất định phải làm đến trăm phần trăm chính xác phản ứng tuyệt đối không thể dùng có một lần sai lầm mới có thể tiến vào di tích ở trong game hắn không ra có thể chết chỉ cần một giọt máu là có thể làm lại có thể là tại hiện thực bên trong hắn chỉ có một cái mạng chết thì đã chết sẽ không còn có làm lại cơ hội như thế nào mới có thể làm đến trăm phần trăm không ra sai lầm đâu. Rất nhanh Chu Văn liền phát hiện. Chỉ bằng vào tự thân phản ứng, hắn coi như luyện đến cực hạn, cũng không có khả năng không có sai lầm, 10 lần bên trong, chắc chắn sẽ có như vậy một hai lần sai lầm, bởi vì giới phong tốc độ đã vượt qua phản ứng của hắn điểm giới hạn, coi như Chu Văn làm lại thế nào tốt cũng không có khả năng mỗi lần đều vượt xa bình thường phát huy, né tránh giới phong tập kích. Chương 278, ba tiêu tiên tiến hóa, nếu như phản ứng không thể nào làm được hoàng mỹ lời, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dự phán giới phong xuất hiện thời cơ. Chu Văn biết trừ phi mình hiện tại tấn thăng cấp độ sử thi, bằng không không có khả năng trăm phần trăm né tránh tất cả giới phong tập kích, để thính có thể nghe được giới phong tiếng vang thời điểm, ta lại phản ứng đã không còn kịp rồi. Có thể là ta muốn làm thế nào, mới có thể nhanh hơn để thính một bước phát hiện giới phong từ chỗ nào xuất hiện đâu. Chu văn âm thầm suy tư, dùng con mắt khẳng định không được, con mắt căn bản không nhìn thấy giới phong tồn tại, dùng thân thể đi cảm giác thì càng xả đảm, cảm giác được giới phong tới người thời điểm, liền là hắn đầu một nơi thân một nẻo thời điểm. Làm sao bây giờ? Ta muốn làm thế nào mới có thể dự phán ra ngoài gió xuất hiện thời cơ? Chu Văn một lần lại một lần không ngừng nếm thử, có thể là kết quả lại cũng không lý tưởng, dứt khoát giải trừ đế thính phối hợp trạng thái, để nó tại trong lều vải chơi đùa, quen thuộc đế thính mang cho hắn tiện lợi, đột nhiên mất đi về sau, nhưng Chu Văn có chút biến thành mù loà cảm giác. Mặc dù ánh mắt của hắn còn có thể thấy, lỗ tai còn có thể nghe được, tuy nhiên lại cảm giác hết sức khó chịu, phản phất thiếu chút cái gì, quả nhiên vẫn là không thể quá ỷ lại phối hợp sủng bằng không đối với năng lực bản thân sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chu văn hít sâu một hơi, nhưng tâm tình của mình khôi phục lại bình tĩnh, sau đó mới lần nữa thao túng người tí hon màu đỏ ngòm đi vào di tích. Đến thím nhảy tới chu văn trên bờ vai, con mắt xung quanh dò xét, tầm mắt rơi vào chu văn quần áo túi bên trên lúc, con mắt đột nhiên sáng lên, một cái nhảy vọt, giống như là nhảy cầu vận động viên một dạng, nhảy vào cái kia trong túi áo, cái kia trong túi áo để đó chính là Chu Văn đoạt lại thạch khí, khỉ nhỏ đế thính, rơi vào thạch khí phía trên, dùng móng vuốt sờ soạn mấy lần thạch khí. Lại lè lưỡi liếm liếm, tự hồ cảm giác mới chỉ nghiện, há to miệng, vậy mà một ngụm nắm thạch khí nuốt xuống, thân thể của nó nhỏ nhắn, còn không có cái kia thạch khí lớn, có thể là này miệng vừa hạ xuống, lại đem thạch khí toàn bộ cho nuốt vào trong bụng, cái kia bụng nhỏ cũng chỉ là hơi hơi nâng lên mà thôi, cũng không biết nó đến cùng là làm sao làm được chu văn hiện tại đã toàn tâm toàn ý đắm chìm trong trò chơi bên trong lại thêm vừa mới mất đi đế thính năng lực lại có hắc ám y sư cùng đế thính thủ tại trong lều vải cho dù có động tĩnh gì hắn cũng sẽ trước tiên biết cho nên căn bản không có nghĩ nhiều như vậy có thể là chu văn làm sao cũng không nghĩ ra đế thính cái tên này vậy mà biển thủ nuốt chu văn vất vả đoạt lại thạch khí sau đó bốn chân đạp một cái thẳng tắp ngã xuống chu văn trong túi áo trên người nó bộ lông màu vàng ống vậy mà dần dần biến thành xám trắng tảng đá màu sắc toàn bộ thân thể đều tại tốc độ cao hóa đá chẳng qua là thời gian mấy hơi thở liền biến thành một cái mini hầu tử tượng đá bất quá đế thính biến hóa trên người cũng không có kết thúc theo bên trong thân thể của nó bài tiết ra một chủng loại giống như thạch tương vật chất cái kia thạch tương dần dần bao bọc thân thể của hắn rất nhanh Đế Thính liền biến thành một quả trứng hình tảng đá, Chu Văn hoàn toàn không biết trong túi tiền của mình phát sinh biến hóa kinh người, bằng không hắn nhất định sẽ ngăn cản Đế Thính, dù sao cái kia thạch khí là cứu Âu Dương Lam cùng lão hiệu trưởng chìa khóa, không thể tùy tiện làm không có, Chu Văn chiến đấu không ngừng. Cảm thụ được giới phong đối tính mạng hắn trùng kích, không có Đế Thính năng lực làm phụ trợ, người tí hon màu đỏ ngòm tử vong suất lần nữa tăng vọt. 10 lần bên trong có đôi khi liền một lần cũng không sống nổi, chẳng qua là tại đây tử vong kích thích dưới, không có đế thính phụ trợ Chu Văn, ngược lại loáng thoáng ở giữa tự hồ bắt lấy cái gì, có thể là lại không có cách nào xác định. Nương theo lấy giọt giọt máu tươi biến mất, Chu Văn cảm giác càng ngày càng nhạy cảm, không giống đế thính phụ trợ lúc thuần túy thính lực, ánh mắt của hắn, lỗ mũi và lỗ tai, thậm chí là da trên người, tại tử vong kích thích dưới, đều biến càng ngày càng nhạy cảm, tổng hợp năng lực cảm ứng tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, Chu Văn Thao túng người tí hon màu đỏ ngòm đột nhiên bước ra một bước. Mà tại lúc trước hắn đứng yên vị trí, một cây cột đá bị một đạo vô hình vô ảnh lăng không mà sinh giới phong chặt đứt, ầm ầm sụp đổ trên mặt đất, thành công. Chu Văn trong lòng vui vẻ, hắn tự hồ đã bắt được cái gì, tuy nhiên lại còn cần lần lượt thành công đi chứng minh cái loại cảm giác này tính chính xác một lần lại một lần, Chu Văn không ngừng mà trốn tránh. Giới phong có thể làm bị thương hắn tỷ lệ càng ngày càng nhỏ, Chu Văn hiện tại cuối cùng có khả năng khẳng định, mình đã bắt được tránh né giới phong then chốt, cuối cùng để cho ta làm được. Chu Văn mừng rỡ trong lòng, muốn đem đế thính gọi trở về, thử một chút tại đế thính gia trì phía dưới, chính mình có phải hay không có thể tốt hơn dự phán giới phong xuất hiện thời cơ. Có thể là triệu hoán hai lần, vậy mà đều không có cảm giác được đế thính trở lại lỗ tai hắn bên trên không khỏi tầm mắt bốn phía dò xét chỉ thấy hắc ám y sư yên lặng đứng tại âm u trong góc nhưng không thấy đế thính cái bóng cũng cảm giác không thấy nó ở nơi nào đang trong lòng nghi hoặc chu văn đột nhiên biến sắc vội vàng đi sờ miệng túi của mình một màn phía dưới vẻ mặt biến càng thêm khó coi thạch khí là hình tam giác mà hắn hiện trên ngón tay sờ được tảng đá lại rõ ràng là quả trứng hình dạng vội vàng nắm trong túi áo tảng đá đem ra quả nhiên là một cái lớn chừng quả đấm trứng đá chẳng qua là này thạch trên vỏ trứng lại có đế thính khí tức chủ quan tại sao không có đề phòng đế thính tiểu tặc này chu văn hối hận không kịp tình huống hiện tại đã rất rõ ràng khẳng định là đế thính nắm cái kia thạch khí nuốt mới sẽ phát sinh biến hóa như thế có lẽ có thể là tại tiến hóa nếu như chỉ là bảo vật bình thường coi như cái kia bảo vật lại thế nào trân quý, Chu Văn cũng sẽ không không nỡ bỏ, nuốt liền nuốt, ngược lại đế thính vốn là hắn chủ yếu chiến sủng, có thể cái đồ chơi này có thể là lấy ra cứu lão hiệu trưởng cùng Âu Dương Lam mệnh đồ vật. Bây giờ bị đế thính nuốt, trong lúc nhất thời Chu Văn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, đánh vỡ thạch trứng, nhìn một chút cái kia thạch khí còn ở đó hay không bên trong. Loại sự tình này tự nhiên không có khả năng làm như vậy chỉ có thể mang theo thạch trứng tiến vào đi thử một lần, thạch trứng hẳn là có được thạch khí lực lượng mới đúng, nói không chừng có thể thay thế thạch khí tác dụng. Chu Văn thực sự không có biện pháp gì, chỉ có thể nắm ngựa chết chữa như ngựa sống, lần này Chu Văn không còn dám có nửa điểm qua loa, trực tiếp nắm thạch trứng bỏ vào không gian hỗn độn, có thể là làm Chu Văn thấy không gian hỗn độn bên trong cảnh tượng thời điểm, vẫn không khỏi đến trong lòng vui vẻ chỉ thấy cái kia một mực tại xoay tròn thông thiên vòi rồng, vậy mà đã giảm bớt xuống tới. Đã biến càng ngày càng mảnh, giống như là một khỏa phong noãn trôi nổi ở giữa không trung, bành, phong noãn tản ra, chỉ thấy một vệt màu xanh ánh sáng từ bên trong xuất hiện, mặc áo xanh, dường như tiểu tiên nữ ba tiêu tiên ngồi lá chuối tây bay ra, lăng không mà động, giống như gió bên trong tiên tử, nàng cái đầu cao lớn hơn không ít, nhất cử nhất động ở giữa, tự hồ cũng có gió vô hình tại phụ thuộc. Nâng nàng sa y lăng không phất với, hoặc nhìn như là tự mang máy sấy đặc hiệu, ba tiêu tiên tiến hóa hoàn thành. Chu Văn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong khoảng thời gian này đến nay, đây coi như là tin tức tốt nhất. Chương 279, Thần Phong Tiên, trước kia lá chuối Tây chỉ lớn bằng bàn tay, hiện tại liền có một thanh bình thường cây quạt lớn như vậy, mà ba tiêu tiên cái đầu cũng dài đến hơi lớn một chút búp bê lớn nhỏ, ngồi tại ba tiêu tiên phía trên, theo gió mà phiêu phiêu đảng đảng, như cái gió bên trong tiểu công chúa, Chu Văn nắm nàng theo không gian hỗn độn bên trong thả sau khi đi ra, ba tiêu tiên vây quanh Chu Văn bay không ngừng. hoặc nhìn vô cùng vui vẻ, cuối cùng chờ được ngươi. Chu Văn vẫy tay, ba tiêu tiên theo lá chuối tây bên trên bay tới, rơi vào Chu Văn trên thân, Chu Văn lập tức cảm giác một cơn gió màu xanh lá vờn quanh tại bên cạnh hắn, khiến cho hắn cảm giác có chút lãnh ý, sờ lên ba tiêu tiên đầu, ba tiêu tiên hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, dung nhập Chu Văn thân thể, một lần nữa biến thành lá chuối tây hình xăm. Chu Văn nhỏ một giọt máu trên điện thoại di động, một lần nữa hóa thành người tí hon màu đỏ ngòm, nhìn một chút ba tiêu tiên hoàn toàn mới tư liệu, ba tiêu tiên, cấp độ sử thi, có thể tiến hóa, mệnh cách, Thái âm linh căn, mệnh hồn, thần phong tiên, lực lượng 41, tốc độ 41, thể phách 41, nguyên khí 41, kỹ năng thiên phú, thái âm phong, phối hợp trạng thái, phiến, thuộc tính không ra chu văn sở liệu. So 20 bộ số nhiều một, Chu Văn không biết này thêm ra một điểm có làm được cái gì, bất quá luôn cảm giác điểm này thuộc tính sợ là không đơn giản, kỹ năng vẫn là chỉ có đơn nhất thái âm phong nhưng Chu Văn hơi có chút thất vọng, nguyên bản còn nghĩ đến tiến hóa về sau, có thể hay không lại lĩnh ngộ cái kỹ năng cái gì, kết quả vẫn là đơn kỹ năng, thái âm linh căn mệnh cách không có biến hóa. Ba tiêu tiên biến hóa lớn nhất thuộc tính, liền là có được mệnh hồn, thần phong tiên cái này mệnh hồn không thể nghi ngờ đối phong hệ có rất mạnh tác dụng, đến mức hiệu quả thực sự như thế nào, còn phải thử qua mới biết được, Chu Văn mở ra trác lộc phó bản nghĩ muốn thử một chút nhìn vào hóa về sau ba tiêu tiên, quy lực đến cùng thế nào, rất nhanh liền gặp được một đầu quỷ quái. Chu Văn vẫy tay, ba tiêu tiên liền xuất hiện trước mặt hắn, ngồi tại lá chuối tây bên trên, thấy đối diện quỷ quái xông lại, lập tức nâng lên quai hàm, chu cái miệng nhỏ nhắn, đối cái kia quỷ quái thổi một chút ẩn ý, vô hình âm phong lập tức mãnh liệt, cái kia quỷ quái thân thể lập tức bị gió thổi bay ra ngoài, trên không trung lăn lộn đi xa, đồng thời thân thể cũng giống là bị cực tốc đóng băng trong gió tốc độ cao đông lạnh thành tượng băng bành quỷ quái thân thể không biết bay bao xa trực tiếp trên không trung vỡ nát biến thành đầy trời mảnh băng liền trong cơ thể nó quỷ quái châu cũng cùng một chỗ vỡ nát trực tiếp chết oan chết ủng trên mặt đất tuôn ra một viên thứ nguyên kết tinh quá mạnh cái này là thực lực tuyệt đối áp chế a à. chu văn vừa mừng vừa sợ dạng này sức gió tuyệt đối là chu văn thấy qua cấp độ sử thi sinh vật ở trong mạnh nhất một cái đồng cấp sinh vật có thể chịu nàng vỗ một cái mà không bị thổi bay sợ là cũng tìm không ra mấy cái tại ba tiêu tiên trên thân có một đạo như có như không gió đang lưu động cái kia gió đang lưu động thời điểm chu văn mơ hồ tựa hồ có thể thấy một cái trong suốt nữ tử thân hình như tiên giống như thần nghĩ đến hẳn là ba tiêu tiên mệnh hồn thần phong tiên Nguyên bản Ba Tiêu Tiên chỉ có thể sử dụng một lần Thái Âm Phong, trong cơ thể nguyên khí liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, có thể là có cái kia thần phong tiên mệnh hồn tại thân. Chu Văn phát hiện Ba Tiêu Tiên nguyên khí đang ở khôi phục nhanh chóng bên trong, hẳn là qua không được bao lâu, là có thể lần nữa sử dụng Thái Âm Phong. Kể từ đó, Ba Tiêu Tiên liền có kéo dài tác chiến khả năng. Chu Văn trong lòng vui vẻ, hiện tại Ba Tiêu Tiên là bên cạnh hắn mạnh nhất chiến lực, có Ba Tiêu Tiên Tại bên trong chiến trường viễn cổ liền an toàn nhiều, Chu Văn vẫy tay, ba tiêu tiên biến thành một thanh thúy ngọc quạt hương bộ rơi trong tay hắn, hiện tại cây quạt đã cùng bình thường cây quạt không khác nhau lắm về độ lớn. Không giống lấy trước như vậy mini, Chu Văn nắm trong tay lớn nhỏ phù hợp, Chu Văn dò xét ba tiêu tiên biến thành ba tiêu phiến, toàn thân thúy ngọc, vào tay mát lạnh, tại cái kia mặt quạt bên trên lại có một cái cung nữ giống, cùng trước kia ba tiêu phiến tự hồ có chút khác biệt. Chu Văn không biết mình sử dụng ba tiêu phiến, sẽ có hay không có ba tiêu tiên mạnh như vậy hiệu quả. Dù sao ba tiêu tiên có 41 điểm nguyên khí, mà hắn chỉ có 21, đồng dạng sử dụng thái âm phong kỹ năng, quy lực phía trên khẳng định sẽ có chênh lệch không nhỏ, tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh lại đụng phải một đầu si, Chu Văn liền lấy đầu kia si làm thí nghiệm, mắt thấy si hắc long mệnh hồn bắn ra khói đen, lần này Chu Văn không có sử dụng tử khí linh đan, mà là dùng ba tiêu phiến trực tiếp phiến tới. Gió chi sở chí, cái kia khói đen lại bị thổi cuốn ngược trở về, nhào vào si trên thân, sau đó si thân thể cũng bị gió xoáy lấy quãng hướng nơi xa, khói đen lập tức nhường si lâm vào ngủ say bên trong, mà ba tiêu phiến thái âm phong cũng làm cho si thân thể bên ngoài kết xuất tầng tầng hàng băng, chẳng qua là chu văn sử dụng thời điểm, thái âm phong quả nhiên sau ba tiêu tiên yếu không ít, cũng không có khả năng trực tiếp nắm si thân thể đông lạnh vỡ, chẳng qua là ném tới nơi xa, bất quá dù vậy, đã để Chu Văn rất là hài lòng, hắn vẫn chỉ là cấp độ sử thi, sử dụng thái âm phong về sau, có thể nắm si này loại đẳng cấp sử thi sinh vật phiến bay ra ngoài hơn 10 trường, hơn nữa còn có thể đem nó đông thành tượng băng, đã là tương đương ra sức, hiện tại liền xem ba tiêu tiên có thể hay không khắc chế trong di tích giới phong. Chu Văn tốc độ cao nhất lao ra di tích, đường bên trên lại gặp một đầu si, cũng bị hắn tùy tiện chém giết, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, lần nữa đi tới di tích bên ngoài, Chu Văn nhường ba tiêu tiên khôi phục chân thân, liền đi theo người tí hon màu đỏ ngòm bên người, cùng một chỗ tiến vào di tích, Chu Văn một mực đang quan sát bốn phía động tĩnh, hắn đối với giới phong năng lực cảm ứng đã rất mạnh. Coi như không có ba tiêu tiên ở bên người, hắn hiện tại cũng có nắm bắt có khả năng tránh thoát giới phong công kích. Bất quá Chu Văn vẫn là muốn nhìn xem, ba Tiêu Tiên sẽ như này ứng đối giới phong, Chu Văn đang nghĩ ngợi, đột nhiên cũng cảm giác không gian sinh ra sóng chấn động bé nhỏ, Chu Văn biết đây là giới phong tức sẽ xuất hiện dấu hiệu, ngay lập tức không do dự nữa, trực tiếp lách mình né tránh. Bất quá nhưng không có nắm ba Tiêu Tiên cùng một chỗ mang đi, gió như đao lưỡi đao, trong chốc lát chém về phía ba Tiêu Tiên cổ, có thể là ba Tiêu Tiên lại giống như là không có cảm giác được ngồi tại lá chuối tây bên trên lão đảo, tựa như không có phát hiện cái kia đạo giới phong, không thể nào. Phong hệ ba tiêu tiên đối giới phong cảm giác chậm lục như thế sao? Chu Văn tối tự hiểu là kỳ quái. Có thể là một giây sau, Chu Văn liền há to miệng, chỉ thấy cái kia tới gần ba tiêu tiên giới phong, đột nhiên nhất chuyển, giống như là một đầu vô hình phong nhận, vây quanh ba tiêu tiên thân thể xoay tròn bay lượng, khiến cho không gian bốn phía nổi lên như có như không gợn sóng ba tiêu tiên vẫy tay cái kia đạo giới phong liền tự động đến bàn tay của nàng phía trên tựa như chịu nàng chỉ huy điều khiển lượng vòng lưỡi đao một mực không ngừng xoay quanh sau đó chỉ thấy ba tiêu tiên tay nhỏ hất lên vô hình giới phong lập tức xoay tròn lấy bay ra ngoài răng rắc xa xa một cây cột đá trực tiếp bị giới phong chém ra cái kia trong cột đá vậy mà phun ra máu đỏ tươi đồng thời còn có một tiếng quái dị tiếng kêu thảm thiết, tiểu ba tiêu, ngươi thật sự là quá lợi hại. Chu Văn Hận không thể nắm ba tiêu tiên triệu hoáng đi ra. Ông nàng, tại gò má nàng bên trên hung hăng hôn vào hai cái, có ba tiêu tiên ở bên cạnh hắn, di tích bên trong mặt hắn tới lui, lại cũng không cần cố kỵ cái kia kinh khủng giới phong. Chương 280, Phong giới trùng, trong trò chơi nhảy ra chém giết cấp độ sử thi sinh vật phong giới trùng nhắc nhở, Chu Văn đi vào bị giới phong chặt đứt cột đá xem xét, thấy cái kia trụ đá trung gian lại có một cái trống rỗng, bên trong tất giấu một đầu ngoại hình có chút giống là dế mèn, nhưng lại có dài hơn một thước đại trùng tử, chẳng qua là hiện tại nó đã cùng cột đá cùng một chỗ bị chém thành hai đoạn. Nguyên lai di tích bên trong liền là thứ này đang tác quái. Chu Văn xem này côn trùng bộ dáng, thực sự nghĩ không ra nó sẽ có lớn như vậy lực phá hoại, cũng may ta có ba tiêu tiên, Bằng không thì thật đúng là không dễ dàng tìm tới nó. Chu Văn Nhường ba Tiêu Tiên tiếp tục tại di tích bên trong tìm kiếm phong giới trùng, chuẩn bị lại giết mấy chỉ nhìn một chút, xác định ba Tiêu Tiên có phải thật vậy hay không có khả năng hoàn mỹ khắc chế phong giới trùng. Kết quả ba Tiêu Tiên biểu hiện so Chu Văn trong tưởng tượng còn tốt hơn, chỉ cần giới phong xuất hiện, khoảng cách nàng không phải quá xa, giới phong liền sẽ bị nàng khống chế, phản mà trở thành trong tay nàng lợi khí tùy tiện đã tìm được trốn ở cột đá hoặc là vách đá bên trong phóng thích giới phong kỹ năng phong giới trùng, trực tiếp đem hắn chém giết, đinh. Tại chém giết cái thứ sáu phong giới trùng thời điểm. Chu Văn nghe được thanh âm quen thuộc, một khỏa kết tinh phát nổ ra tới, Chu Văn thấy kết tinh bộ dáng, lập tức trong lòng vui vẻ, cái kia kết tinh giống trứng kiến, có lớn chừng cái trứng gà, bên trong còn có phong giới trùng bóng mờ, rõ ràng liền là một khỏa nguyên khí kỹ kết tinh, mặt trên còn có tên gọi phong giới trùng kết tinh, không biết phong giới trùng nguyên khí kỹ lại là cái gì. Không phải là giới phong A. Chu Văn thầm nghĩ lấy. Liền để người tí hon màu đỏ ngòm nắm phong giới trùng kết tinh nhặt lên, muốn xem thử một chút có thể có được dạng gì kỹ năng, có thể là hệ thống lại đột nhiên nhảy ra nhắc nhở, cần 21 thêm chút sức lượng thuộc tính cùng 9 điểm phong thuộc tính, mới có thể hấp thu phong giới trùng kết tinh, phong thuộc tính không đủ, vô phương luyện hóa hấp thu, lại còn muốn phong thuộc tính. Chu Văn hơi có chút phiền muộn. Phong thuộc tính hắn đến là có thể lý giải, hẳn là cùng loại với lúc trước hắn hấp thu độc tố điểm thuộc tính, chỉ bất quá cấp độ sử thi nguyên khí kỷ. tự hồ cũng có đủ loại yêu cầu, không giống như trước, chỉ cần nguyện ý luyện là có thể luyện, Chu Văn giết quỷ quái cũng không ít, có thể là độc tố kết tinh vẫn là chỉ phát nổ khối đó, về sau tuôn ra tới, đều là bốn loại thuộc tính cơ sở kết tinh bởi vậy rõ ràng thuộc tính đặc biệt kết tinh tỷ lệ rơi đồ không cao phong thuộc tính kết tinh đoán chừng cũng gần như nghĩ tuôn ra tới cũng không dễ dàng chu văn cầm lấy phong giới trùng kết tinh có chút phát sầu bước trên mặt đất có thể sẽ bị quét mới đi cầm ở trong tay cũng không hấp thu được trong trò chơi không có thùng vật phẩm nếu là trong trò chơi cũng có thể có một khỏa hỗn độn châu liền tốt chu văn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy hoàn toàn không có tác dụng gì, vẫn là đem phong giới trùng kết tinh cầm trong tay, sau đó cùng ba tiêu tiên tại di tích bên trong dạo qua một vòng, nắm có thể tìm tới phong giới trùng đều giết đi, quả nhiên như Chu Văn chỗ dự đoán đồng dạng, thuộc tính cơ sở kết tinh đến là phát nổ mấy khỏa. Phong thuộc tính kết tinh đó là một khỏa cũng không có tuôn ra đến, tỷ lệ rơi đồ đó là tương đương thấp, bất quá cái này cũng cùng phong giới trùng số lượng thưa thớt có quan hệ, Chu Văn cùng ba tiêu tiên đi dạo toàn bộ di tích, cũng chỉ tìm được 17 con phong giới trùng, lại thế nào tìm cũng không tìm được, trừ phi Chu Văn một lần nữa quét mới phó bản, bằng không liền không có phong giới trùng có thể giết. Thế nhưng phó bản nếu quét mới, người tí hon màu đỏ ngòm trên tay phong giới trùng kết tinh cũng sẽ cùng một chỗ quét mới biến mất, thứ này tỷ lệ rơi đồ cũng rất thấp, nhưng Chu Văn có chút không nỡ bỏ lãng phí hết, như thế soạt đi thực sự quá lãng phí ta vẫn là trong hiện thực đi một chuyến di tích, giết trong hiện thực những phong giới trùng đó, nhìn một chút có thể hay không tuôn ra phong thuộc tính kết tinh. Chu Văn Hạ quyết tâm, muốn đi trong hiện thực giết phong giới trùng, có ba tiêu tiên tại, hắn đi di tích về sau, chỉ cần không tiến vào vào thông đạo dưới lòng đất, sẽ không có nguy hiểm gì, vừa vặn đi xem một cái, an sinh bọn hắn còn ở đó hay không di tích bên trong. Nếu như bọn hắn còn không có tiến vào vào thông đạo dưới lòng đất, vừa vặn có thể cùng bọn hắn tụ hợp. Bất quá Chu Văn cảm giác đến bọn hắn cũng đã tiến nhập thông đạo dưới lòng đất, hắn chuyến này đi qua, 89 phần 10 vẫn là muốn xuống đất nói, thu thập một chút đồ vật, Chu Văn liền ra lều trại, dự định cùng Lữ Vân Tiên bọn hắn nói một tiếng, để bọn hắn trước lưu tại nơi này, chính mình đi một chuyến di tích, Triệu Tân ba cái đang đang tán gẫu, thấy Chu Văn tới. Triệu Tân thuận miệng nói ra, ngươi vết thương trên người nặng như vậy làm sao không tại trong lều vải nghỉ ngơi. Có chuyện gì trực tiếp hô một tiếng là được rồi. Thương thế của ta rất nhiều, không có nghiêm trọng như vậy, muốn đi di tích bên trong nhìn một chút, các ngươi thủ tại chỗ này, nếu như an sinh trở lại, khiến cho hắn không cần tiến vào di tích, liền ở chỗ này chờ ta trở về. Chu Văn nói xong cũng trực tiếp quay người rời đi, triệu tân ba người đều mở to hai mắt nhìn, lúc trước Lữ Vân Tiên nói Chu Văn căn bản sẽ đi di tích, bọn hắn còn chưa tin bây giờ lại là không thể không tin chu văn cái kia di tích bên trong có quái dị không gian chi phong ngươi đi cũng vô dụng chẳng qua là vô ích chịu chết mà thôi triệu tân nói ra ta đã nghĩ đến đối phó không gian chi phong biện pháp các ngươi không cần lo lắng cho ta chu văn chẳng qua là tới nói một tiếng cũng không có ý định để bọn hắn cùng đi cho nên cũng không có dừng lại nói xong cũng đã quay người rời đi văn thiếu gia Ta đi theo ngươi." Lữ Vân Tiên cũng đã chuẩn bị xong hết thảy, trực tiếp liền đuổi theo ra lều trại, "Triệu Tân ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Cuối cùng vẫn là Triệu Tân nói ra, "Chúng ta cũng đi di tích bên ngoài xem một chút đi." Một phần vạn bọn hắn tại di tích bên trong chết rồi, chúng ta cũng tốt nghĩ biện pháp cho bọn hắn thu cái thi, miễn cho an phó quan trở về về sau liền cái thi thể đều không nhìn thấy, vậy liền quá thương tâm." Triệu ca ngươi nói chu văn có thể hay không thật nghĩ đến phá giải không gian chi phong phương pháp một người khác nói ra làm sao có thể món đồ kia liền an phó quan đều không phá được chu văn hắn tu luyện cũng không phải phong hệ nguyên khí quyết bản thân lại chẳng qua là truyền kỳ cấp lấy cái gì đi phá triệu tân xem thường một phần vạn chu văn nếu là phá vậy chúng ta muốn hay không cùng hắn đi vào a à? người kia còn nói thêm không thấy sự tình nghĩ nhiều như vậy làm gì trước đi nhìn kỹ hẳn nói triệu tân nói xong liền sắp xếp gọn áo mưa ba người cùng đi ra lều vải bọn hắn đi vào di tích bên cạnh thời điểm chu văn cùng lữ vân tiên đã đi vào di tích cũng may di tích bên trong huyết vũ muốn nhỏ rất nhiều ánh mắt cũng trở nên rõ ràng không ít để bọn hắn có khả năng thấy thân ảnh của hai người chu văn lữ danh trưởng chúng ta tại đây bên trong tiếp ứng các ngươi có gì cần hô một tiếng triệu tân không dám bước vào di tích ngay tại bên ngoài đối chu văn hai người hô chu văn không để ý tới hắn hắn khuyên lữ vân tiên vài câu lữ vân tiên lại nói cái gì không chịu trở về chỉ có thể khiến cho hắn cùng theo một lúc tiến vào di tích không biết những phong giới trùng đó có phải hay không cùng trong trò chơi vị trí một dạng chu văn ánh mắt nhìn về phía một cái cột đá nếu như vị trí một dạng hắn hoàn toàn trước tiên có thể phát gây nên người trực tiếp đi lên làm chết phong giới trùng, không cần chờ lấy chúng nó phóng thích giới phong, nghĩ như vậy, Chu Văn liền nắm chặt khúc đao chui đao, chậm rãi hướng về kia cột đá tới gần, vô luận chúng nó có phải hay không cùng trong trò chơi cùng một vị trí, thử một lần không có gì chỗ xấu. Bạn đang nghe truyện tại sâu lười audio.